Rồi chào tất cả mọi người đang xem live nha. Đầu live có chị đẹp nào muốn em lên mẫu mã sản phẩm ngọc trai nào không? Cho em xin bình luận em lên mẫu cho. Nhẫn bông tai dây chuyền chủ cổ chủ tay ngọc trai mọi người ha. Nhẫn nè, bông tai nè, dây chuyền nè, chủ cổ chủ tay ngọc trai nè. Cái chị đẹp của em có muốn em lên sản phẩm gì không? Bình luận em lên mẫu cho. Đó, ngoài những mẫu nhẫn bông dây chuyền chủ cổ chủ tay ra em còn có moissanite mọi người nha. Đó, em còn có những cái mẫu sản phẩm moissanite mấy chị ơi. Moissanite kết hợp với bạc ý 925 chị gái ha. Hello chị Trung. Trung giờ là chính kênh là buổi tối mấy chị ơi, buổi trưa em like có tiếng à. Ca chính là ca tối mọi người nha, 6 giờ chiều tới 10 giờ tối là ca live chính của em. Rồi đầu like kính chúc tất cả các chị gái thân thương của em mọi người nha, có một buổi tối xem like thật là nhiều niềm vui mọi người nha. Chúc tất cả mọi người có mặt trai dị không em? Dạ không, chưa có, em chỉ có vòng tay thôi. Em chỉ có vòng tay dị thôi chứ không có mặt dị chị ơi, vòng tay. Em có mẫu vòng tay dị chị cả nha, đó là vòng tay gì ta? Vòng tay sao? Vòng tay sao thì bên em có 750 chưa? Đó là chai chai Baruque, kiểu như là chai cái gì ta? Ngọc chai thô á chị. Đó chai Baruque còn gọi là ngọc chai thô chị ấy. Rồi em lên vòng tay cho mình nha. Còn cái mặt ngọc trai thì em có mặt bình thường rồi chị gái ơi, mặt bình thường. Đó, mặt bình thường cho mọi người nha. Rồi đầu like các chị muốn em lên sản phẩm gì cho em xin bình luận em lên mẫu cho nè. Nhẫn bông dây chuyền chủ cổ chủ tay ngọc trai mọi người nha. Nhẫn bông dây chuyền chủ cổ chủ tay ngọc trai. Các chị muốn em lên gì comment đi em lên mẫu cho. Đó, 3 đến 5 ngày sau nhận được sản phẩm nha mọi người ơi, được kiểm tra đeo thử luôn nha mọi người. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử trước khi thanh toán luôn nha. Đầu lai lên bông nha mọi người, đầu lai lên bông nha. Ai thích bông không lên bông cho. Không có mặt trai dị chị ơi, hay là coi mặt bình thường. Có muốn tham khảo mặt dây chuyền không nói em. Hello chào chị Dung. Hello chào chị Dung nha. Chào tất cả các chị đẹp đang có mặt tại livestream của em mọi người ha. Quá nhiều mẫu đẹp luôn mọi người nha. Nay toàn là siêu phẩm không luôn các chị ơi. Nay em lên cho mọi người toàn là siêu phẩm không luôn mọi người nha. Ngọc trai bên em là ngọc trai được nuôi cái nước mặn tại đảo Ngọc Phú Quốc chị ơi. Ngọc trai nước mặn thì cái xà cừ nó sẽ dày hơn và nó sẽ có ánh ngũ sắc của ngọc trai chị ấy nha. Đó, cái lớp xà cừ rất là dày chị ấy. Đó, và cái gì sử dụng rất là bền nha mọi người nha. Cái màu ngọc nó đẹp cái chưa, sử dụng rất là bền cho em luôn ạ. Càng đeo lâu viên ngọc càng sáng bóng mọi người nha, đeo nó sẽ đẹp theo thời gian nha chị gái ha. Chị mới nhận hàng bên em đẹp lắm hả? Rồi ok, cảm ơn chị gái nha. Rồi đầu lam giới thiệu cho mọi người mẫu hoa tây quốc dân các chị ơi. Đây mẫu hoa tây quốc dân mấy chị. Em đang đeo là mẫu hoa tây nụ ngọc trai chị ơi, mẫu hoa tây quốc dân mấy chị. Đơn giản mà sang quý, các chị có thể đeo được mọi lúc mọi nơi luôn ạ. Đây chị gái nha. Đó, bông em đang đeo là bông tay nụ ngọc trai chơi, ngọc trai kết hợp với bạc ý 925 giùm em luôn ạ. Mẫu này bên em giá sale cho mình luôn chỉ còn có 400 ngàn đồng một đôi thôi chị ơi, nụ ngọc trai. Ngọc trai là ngọc trai thật 100%, ngọc trai được nuôi cấy tại đảo Ngọc Phú Quốc chị ơi. 400 ngàn đồng một đôi hoa tay nụ ngọc trai giùm em giá luôn nha. 400 ngàn đồng một đôi luôn ạ. Chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin cứ bình luận luôn nha chị ơi. 400 một đôi. Nhận hàng mình được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn nè. Rồi hello chào chị đẹp Lý Hân nha, em thấy chị gái luôn nha. Dạ, chào tất cả mọi người đang xem livestream của em luôn nha. Chúc tất cả các chị gái có một buổi tối xem live thật là nhiều niềm vui nha. Rồi mua bất kỳ sản phẩm nào em sẽ tặng cho mọi người là hai phần quà đẹp như này nha mọi người ơi. Đây là hai phần quà tặng em tặng cho chị đẹp nào chốt đơn trực tiếp trên live. Quà tặng và giá sale thì em chỉ áp dụng trực tiếp trên live thôi nha mọi người. Đó, chương trình quà tặng và giá sale thì em gái chỉ áp dụng trực tiếp trên live thôi.
Chị đẹp nào mà mình chốt trên like thì mình sẽ được cái chương trình quà tặng và cái chương trình giá sale nha mọi người ơi. Ha. Rồi, em chào chị Thái Huyền luôn nè, em nói chị gái luôn nha. Đơn hàng từ 1 triệu trở lên mấy chị sẽ được tặng một cái bát vàng nhiều ông lộc đi chị gái ơi. Đó, đơn hàng từ 1 triệu trở lên em sẽ tặng cho mọi người một cái bát vàng nhiều một ông lộc nha mọi người ơi. Đó, rất là đẹp dùm em luôn nha. Một bát vàng nhiều một ông lộc cho đơn hàng từ 1 triệu trở lên. Đó, bảo hành sản phẩm cho mấy chị 3 năm kiểm tra xong thanh toán mọi người nha. Quá dễ thương luôn chị gái ơi. Hello, chào tất cả mọi người đang xem live. Đó, đơn hàng từ 2 triệu trở lên em sẽ tặng cho mọi người quả long châu hoặc là ông cốc ngậm tiền. Cái này các chị có thể lựa ha. Quả long châu hoặc là ông cốc cho đơn hàng từ 1 triệu trở lên nha. Em lấy cho chị đôi bông 400 nhé. Rồi ok chị gái nè, bông 400 là nụ em đang đeo nè chị. Nụ em đang đeo là 400 ngàn đồng một đôi chị ơi. Đó, em tặng cho chị gái hai phần quà luôn. Chị đẹp của em lấy đôi bông nụ 400 cho em số điện thoại luôn nha. Nhận hàng mình cứ kiểm tra hàng giùm em chị. Đó, còn chị đẹp nào mà chưa biết cách test ngọc trai á, thì em chỉ luôn cho nào. Cái chị lấy hai viên ngọc trai, cái chị mai sắc lại giùm em, nó cho ra một lớp bột ngọc trai, đó là ngọc thật giùm em. Rồi 400 ngàn đồng nụ em đang đeo cho em số điện thoại luôn nha. Em tặng cho chị hai quà luôn nha chị gái ơi. Đó, nghe nói là tặng quà rất là hên nha, được tặng quà rất là hên nha mọi người. Rồi, nhận hàng kiểm tra xong thanh toán luôn, 400 ngàn đồng hoa tay nụ ngọc trai. Em cảm ơn chị Lê, chị Hiếu nha. Cảm ơn chị đẹp Minh Hiếu nha. Đây, bông là bông chúc đẩy chơi, bông chúc đẩy ôm sát trái tay mọi người nha. Đó, bông là bông chúc đẩy ôm sát trái tay mọi người nha. Nhận hàng được kiểm tra và được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn ạ. Đó, chị gái nào quen ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha. 3 đến 5 ngày sau nhận được hàng được kiểm tra và được đeo thử sản phẩm giùm em gái luôn chị Ngọc ơi. Đó, chị đẹp nào quen ưng mẫu này thì cho em xin cái bình luận luôn nha. Rồi, 400 ngàn đồng một đôi nụ 8 ly là vừa đeo nha chị. Đó, 8 ly là vừa đeo chị ơi, 400, 8 ly là vừa đeo giùm em luôn mấy chị. Rồi, em quay cam sau chị mình xem kỹ lại nha. Chị đẹp nào thích bông tay nụ thì bình luận giùm em, có 400 ngàn đôi mấy chị. Đó, bông là bông chút đẩy chị ơi, ngọc trai kết hợp với bạch y 925, bông chút đẩy giùm em luôn nha. Đó, ngoài bông chút đẩy ra thì em còn có bông kiểu nữa nha mọi người, còn có bông kiểu nữa nha. Rồi, nhận hàng kiểm tra xong thanh toán mọi người nha, 400 ngàn đồng một đôi hoa tay nụ ngọc trai luôn, kiểm tra xong thanh toán. Rồi, em lên mẫu tiếp theo cho mọi người lựa ha. Rồi, ok chị đẹp luôn, xem nhẫn. Dạ, em lên nhẫn cho chị lựa luôn nha. Chờ, chị thích nhẫn đơn giản hay là nhẫn to hay nhẫn nhỏ chị Cục ơi? Đây, em có chiếc nhẫn này 500 ngàn nè chị Đòn Nga nè. Đó, em đang cầm trên tay là chiếc nhẫn 63 chị đẹp ơi, mẫu này đang sale còn 500 mấy chị ha. Mẫu này đang sale còn 500 giùm em luôn chị Cục ơi, nhẫn 63. Ngọc trai kết hợp với bạc y 925 giùm em luôn ạ, nhẫn 63 chị đẹp ơi, mẫu này 500 ạ. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán nha, 500 ngàn đồng chiếc nhẫn 63. 500 ngàn đồng chiếc nhẫn 63 chị đẹp nha, chị thích nhẫn to hay nhẫn nhỏ nè. Nhận hàng cứ đeo thử sản phẩm giùm em là mê nha mọi người nha. Nhẫn 63 giá sale còn 500, nhẫn 63 giá sale còn 500 chị gái nha. Đó, nhẫn nhỏ đơn giản rồi, ok chị đẹp luôn. Nhẫn nhỏ đơn giản chị gái nha, em có chiếc nhẫn 54 chị gái nè. Nhẫn 54 bên em giá sale cho mình luôn, chỉ còn có 699 ngàn thôi nha chị đẹp. 699 ngàn đồng giùm em luôn chị ạ nha. Chiếc nhẫn 54 ngọc trai nuôi nước mặn tại đảo Ngọc Phú Quốc giùm em luôn ạ. Nhẫn 54 chơi 699 ngàn. Đó, mẫu này đơn giản chị ạ nha, chỉ có một viên ngọc trai thôi ạ. Đơn giản dễ đeo luôn, 699 ngàn miễn ship hai quà. Rồi chị đẹp nào quen mưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em luôn ạ. Đó, chị gái nào ưng mẫu này thì comment cho em gái luôn nha. Hôm nay các chị đặt hàng 3 đến 5 ngày sau là nhận được cho em luôn ha. Nhẫn là làm theo đi tay của mình nha người đẹp. Đó, chị đẹp nào biết đo mình có thể đo giùm em cái size nè. Đó, chị đẹp nào biết đo mình có thể đo giùm em cái size chị á nha. Lấy cái thước kẹ học sinh mới chơi đo lòng trong chiếc nhẫn giùm em mấy chị, là mình sẽ đo được cái size nhẫn nè. Đó, nhẫn em đang cầm là 1/7 các chị ơi. Các chị đo được ni bao nhiêu thì báo nhân viên giùm em nha. Hộp nhỏ hai chị rồi, ok chị giải luôn. Em có chiếc nhẫn 53. Đó, nhẫn 53, mẫu này là ngọc 6 đến 7 ly thôi chị Cục ơi, mẫu này ngọc có nhỏ hơn nữa nha. Đây 53 nè chị, đơn giản chị ơi, ngọc nhỏ nha. Cái mẫu này ngọc nó chỉ có 6 đến 7 ly thôi chị Cục ơi, ngọc nhỏ chị gái. Nhẫn 53 giùm em luôn, 699 ngàn đồng một chiếc nha. Bên đây nó có hộp đính đá nè. Đó, bên đây nó có cái kiểu chị ơi nha, nó có một cái viên đá đính bên này chị ơi nha. Đây, nhẫn cái khung là khung bằng bạc nha chị ơi. Đây cái khung là khung bằng bạc nè chị. Chiếc nhẫn này ngọc nhỏ nha, tầm khoảng 6 ly hơn mấy chị ơi, ngọc nhỏ nha mọi người.
Đó, mẫu này có 67 ly thôi mọi người nha. Rồi nhẫn 53 giùm em luôn, giá sale cho mình còn 699.000 chứ nhẫn 53 này chị. Đó, ngọc nhỏ chơi ngọc 67 ly thôi nha chị đẹp. Đơn giản chị ơi, đơn giản dễ đeo luôn, nhẫn 53. Chị đẹp nào thích nhẫn 53 thì bình luận giùm em luôn, 699.000 một chiếc nhẫn 53 nha. Bảo hành 3 năm kiểm tra xong thanh toán, chị đẹp ơi nhẫn 53 giùm em. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán chị gái ha. Đó, vừa đẹp mà vừa xinh giùm em luôn chị gái nha. 3 đến 5 ngày sau là nhận được sản phẩm cho em luôn, nhẫn 53 này chị. Mẫu này đẹp nè, ngọc nhỏ nhất luôn rồi đó. 699.000 đơn giản mà ngọc nhỏ nhất luôn chị đẹp ơi, 53 giùm em nha. Em đeo thử chiếc nhẫn cho chị lựa ha. Đây 53 chị gái ơi. Đó, ngọc nhỏ xíu xiu luôn chị cục ơi. Đó, ngọc tầm khoảng 6 7 ly thôi chị gái ơi. Chiếc nhẫn 53 là bên hông nó có cái viên đá nha. Đó, bên hông nó có viên đá chị gái ha. Rồi nhẫn 53 kèm số điện thoại cho em luôn, 699.000 chiếc mọi người ơi. Đó, bảo hành 3 năm kiểm tra xong thanh toán chị đẹp nha. Đây chị gái nha, còn không mình lấy chiếc nhẫn nhiều hộp này chị gái ơi, hộp nhỏ xíu à, 6-7 ly chị ơi, 899.000 chiếc này chị. Nhẫn 59 giùm em nha, 59 giùm em luôn chị cục ơi. Đơn giản chị gái nha, nó chỉ có hộp thôi. Đó, mẫu này là nhẫn 5 hộp mọi người nha, 5 hộp mới chơi, 5 hạt ngọc. Nhẫn 5 hạt mới chơi mã 59 nha. 1.2 triệu giảm còn sale còn 899.000. 1.2 triệu đang sale còn 899.000 chị đẹp nha. Bảo hành 3 năm kiểm tra xong thanh toán. Đó, em đang cầm trên tay là chiếc nhẫn 59 chị cục ơi. Mẫu này ngọc nhỏ luôn á chị, 59 giùm em nha. 899.000 đồng giùm em luôn chị gái nha. Đây có chiếc nhẫn 37 nè chị. Mẫu 37 này ngọc tầm 6-7 ly chị gái nha, 6-7 ly thôi. Mẫu mặt trời này chị đẹp ơi, mẫu này 500 chị đồ nha ha. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán giùm em luôn chị ạ nha. Đó, nhẫn làm theo ni tai của mình luôn chị đẹp. Nhẫn 37 ngọc nhỏ nha. Cái này có 6-7 ly rồi chị ơi, cuộc ơi. Đó, đơn giản dễ đeo chị ạ nha. Đây 37 giùm em luôn ạ, 500.000. Cảm ơn chị Ngọc Lan Nguyễn nha, đẹp quá. Cảm ơn chị gái nè. Đó, nhẫn bên em đang có chương trình sale luôn á mọi người nha. Rồi 500.000 đồng chiếc nhẫn giùm em luôn ạ, 37 chị gái ơi. Nhỏ nhỏ xinh xinh luôn nha chị đẹp, nhỏ xíu xiu xiu luôn. Ai thích nhẫn nhỏ thì em lên nhẫn nhỏ cho mấy chị lựa nha. 37 ngọc nhỏ nè chị. Có chị gái nha, cái này mình đổi màu đen với màu xám nhận được luôn nha chị cục ơi. Hello chị Thư, thả tim chị Thư nha. Cái này mình đổi ngọc nhỏ ngọc màu được nha chị ơi. Đó, mình đổi màu ngọc em đổi được cho mình nha chị Lan Ngọc nha. Thích màu nào thì bảo em. Đây chị ơi, nhận 83 nè chị, mẫu này cũng đơn giản nè, 560 thôi. Đó, nhận 83 mẫu này cũng đơn giản chị gái nha, 560.000 đồng giùm em nha. Đó, nhận hàng mình được kiểm tra và được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn à. Nhận 83, 560.000. Đó, chị đẹp nào thích nhận 83 thì cho em xin cái bình luận luôn nha, 560.000 đồng giùm em luôn chị cục ơi. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán. Đó, chị gái nào của em ưng mẫu này thì comment cho em nha. Ba đến năm ngày sau nhận hàng được kiểm tra và được đeo thử chị gái ơi. Đó, chị chọn được chiếc nhẫn nào comment cho em nha. Đây chị ơi, nhẫn 84 này chị. Đó, quá chừng đẹp cho em luôn mọi người nha. Rồi mẫu này bên em giá sale cho mình luôn còn 500.000. Đó, chị đẹp nào của em ưng chiếc này thì bình luận cho em nha. Ôi mẫu này nó đẹp mấy chị gái ơi. Đó, 84 kèm xung hội mọi người nha. Nhẫn 84 giùm em luôn nè. Ngọc trai màu trắng ánh hồng giùm em luôn chị gái nha. Ôi nó đẹp mấy chị gái ơi. À, mua một nhẫn, một đôi bông và một mặt size 8 ly thì khoảng bao tiền em? Bông thì nó có nhiều loại chị ơi. Đó, bông thì nó có nhiều loại chị đẹp nha. À, nhẫn thì nó cũng có nhiều chiếc luôn, 3 món chắc tầm khoảng 2 triệu trở lên đó chị. Rồi chị đẹp của em có lựa được chiếc nào thì bảo em nha. Nay nhiều mẫu mới đẹp của em. Dạ em cảm ơn chị. Dạ. Rồi nhẫn 84 giùm em luôn mọi người nha, 500.000. Bao đẹp luôn. Đó, chị đẹp của em thích chiếc nhẫn nào thì bảo em nha. Còn không thì lấy nhẫn ngọc tròn chị ơi. Nhẫn tròn chị đẹp ơi, đơn giản nè. Đó, nhẫn 60 nè chị. Mẫu này đang sale còn 1.8 triệu nha. Nhẫn đơn giản em có bao nhiêu mẫu luôn á chị đẹp ơi, em lên hết cho mình luôn á chị gái nè. Nhẫn 60 đang sale còn 1.8 triệu chị đẹp nha. Nhẫn 60 ngọc tròn. Đó, ngọc tròn giùm em mọi người nha. Hàng cao cấp ngọc tròn đều đẹp luôn. Rồi dáng ngọc cao đứng quá thì đã luôn. Rồi mẫu này bên em giá sale cho mình còn 1.8 triệu chị ơi. Đó, nhìn nó sướng con mắt làm sao đó mọi người nha, nhận 60. 1.800.000 đồng giùm em luôn, được tặng hũ vàng với ông lộc nha.
Đó, được tặng hũ vàng với ông Lộc chị gái ơi. Chị đẹp nào của em chốt đơn thì comment ha. Rồi nhẫn 100 nữa nè chị, 1 triệu 8 giùm em luôn mọi người nha, nhẫn 100. Đó, nhẫn 100 hàng tròn ngọc cao cấp luôn mấy chị cô coi, 1 triệu 8 giùm em luôn nè. Đó, nhận hàng kiểm tra xong thanh toán nha. Chị Đào Ngân của em có chọn được cái mẫu nào bình luận giùm em, còn không thì mua nhẫn Moissanite đi chị. Moissanite đơn giản mà đẹp luôn chị ơi, Moissanite 1.250.000 tặng quả Long Châu. Đó, nhẫn Moissanite chị gái nha. Nhẫn Moissanite chị cô coi viên trụ 7 ly rưỡi nè chị. Đó, mẫu này quá đơn giản luôn mà còn đẹp nữa chơi, sang nữa chị, đẳng cấp luôn nha, kim cương Moissanite. Đó, mình có chiếc ngọc trai rồi lụm luôn chiếc kim cương Moissanite này chị, quá đẹp luôn, 1.250.000. Đó, 1.250.000 giùm em ha. Rồi nhận 84 cho chị thì vô mô kêu chị đẹp chút đơn nha, nhận 84 này chị, đẹp quá, có 500.000. Ai chốt bình luận nha. Em xem đôi nụ màu đen ở rồ kêu chị hả nha. Rồi nhận 84 chơi 500.000, chị đẹp nào chút đơn comment. Đó, chị đẹp nào chút đơn comment cho em nha, quá chừng đẹp luôn mới chơi. Bảo hành 3 năm kiểm tra xong thanh toán, số lượng có hạn nha. Mẫu này bên em chỉ có một ít thôi nha mọi người ơi. Đó, mẫu mới ra mắt nhưng mà nó đẹp quá chừng luôn. Mẫu này bên em chỉ có một vài chiếc thôi mấy chị. Đó, khi nào hết hàng em thông báo nha. Rồi chị Thùy Dung đấy, chiếc nhẫn 84 em cảm ơn chị đẹp luôn. Nhẫn là đủ ni đủ size. Đó, nhẫn là đủ ni đủ size giùm em chị Thục ơi. Nụ đen 400 nè chị, 400 ngàn đồng đôi nụ đen. Đó, bông là bông chút đẩy giùm em nha. Nụ là chút đẩy chị ấy nha, 400 đôi chị đẹp. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán chị ấy nha. Nụ bên em giá sale còn 400. Đó, nụ bên em giá sale còn 400 nha. Quá dễ thương luôn, nụ nó đơn giản dễ đeo mấy chị. Đó, còn nhẫn mà sớm về em lên chị, nhẫn nào cũng có màu đen hết á. Đó, cái giá thành nó sẽ dao động từ 500 cho đến khoảng tầm 999.000 chiếc nhẫn. Đó, còn bông tai thì dao động từ khoảng 400 cho đến 700-800 nghìn đôi mấy chị ơi. Rồi, chị đẹp của em có lựa được cái nhẫn nào thì cho em xin cái bình luận luôn nha. Kiểm tra xong thanh toán chị ơi. Đó, nhẫn 84 cho nhẫn em lên toàn nhẫn nhỏ, nhẫn đơn giản không luôn á chị. Nhẫn bên em là có đủ ni đủ size mọi người nha. Chị đẹp nào của em chút cái nhẫn thì bình luận giùm em ha. Nụ em cầm là ngọc 8 ly chị ơi, 400 ngàn đôi chị đẹp. Cái là bông tay nụ ngọc trai là cái mẫu bông mà giá nó mềm nhất luôn chị ơi. Nụ ngọc trai nó chỉ có 400 thôi à. Đó, 400 ngàn đồng một đôi hoa tay nụ ngọc trai. Chị ơi, được tặng 2 phần quà luôn nha mọi người. Nụ 400 nhẫn được tặng 2 phần quà giùm em luôn nha. Chị Mai lấy nhẫn 60, 1 triệu 8, em cảm ơn chị Mai nè. Rồi ôi, nhẫn này 1 triệu 8 được tặng hũ vàng với ông Lộc nha. Đây chị gái ơi, đó, nhẫn 1 triệu 8 quá trình đẹp luôn, hàng cao cấp ngọc tròn mấy chị. Đó, mình đã có ngọc bán cầu rồi thì mình lấy chiếc ngọc tròn đeo cho nó sang trọng mấy chị ơi. Rồi nhẫn em đang đeo là nhẫn 60, 1 triệu 8 nha, cảm ơn chị Mai ha. Rồi còn chị đẹp nào chốt bông tai nụ thì bình luận giùm em, nụ 8 ly là 400. Đó, từ 5 cho đến 8 ly là 400, đủ màu, đủ size nha mọi người nha. Đó, bông nụ màu xanh có không em? Ngọc trai không có màu xanh chị Cục ơi. Em đang đeo là màu đen chị ấy nha, đen quánh xà cừ của ngọc trai chứ nó không có màu xanh chị đẹp. Rồi, 400 ngàn đồng đôi nụ ngọc trai cho Thuận Hoàng nha. Bông nụ là mình đeo màu trắng là cái màu đẹp nhất mấy chị. Sắc trắng ý nghĩa an lành, sức khỏe, dài sự cân bằng. Và cái màu trắng này nó là màu chủ đạo của ngọc trai rồi. Cái chị rất là dễ đeo và dễ phối trang phục luôn. Đó, chị đẹp nào mà thường thường mình xem phim ảnh truyền hình review các kiểu mấy chị, đa phần ngọc trai người ta đeo màu trắng là nhiều mọi người nha. Đó, Akoya ngọc trắng ánh hồng là bao đẹp luôn. Đây chị gái của em nha, em đang đeo là nụ trắng chị ơi, 400 ngàn đồng một đôi giùm em luôn chị, 400 một đôi ngọc 8 ly. Em đang đeo là màu trắng ánh hồng chị ơi, 400 ngàn đồng một đôi giùm em nha. Bảo hành sản phẩm 3 năm được kiểm tra và được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em luôn mấy chị. Chị gái nào của em ưng mẫu này thì cho em xin cái bình luận luôn nha mọi người nha. Chị đẹp nào của em ưng cái mẫu này thì cho em gái xin luôn cái bình luận mấy chị. Bảo hành sản phẩm 3 năm được kiểm tra và được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn. Đó, chị gái nào của em ưng mẫu thì comment em chút đơn nha. 3 đến 5 ngày là nhận được hàng giùm em luôn mọi người nha. Ai chốt nụ comment cho em nè, 400 ngàn đôi chị đẹp. Đủ ni đủ size chị ơi, đây nè chị. Đó, em có đây màu trắng ánh hồng nè. Đó, ánh tím nè, ánh cam, màu xám, màu vàng, màu đen luôn nha. 8 ly là 400 chị ạ nha, 400 ngàn đôi. Chị đẹp nào thích 9 ly là 560, 10 ly 640 ạ. Đây, hồng ánh tím nè, trắng hồng, ánh cam nè, màu xám nè, màu vàng, màu đen luôn mấy chị. Đủ màu nha mọi người. Nhỏ nhất là size 5 ly nè, size nhỏ nhất là 5 ly nè. Đó, đủ màu luôn, đủ size luôn mọi người ơi. 9 ly là 560, 10 ly là 640 nha. Chị đẹp nào của em ưng mẫu thì comment cho em gái luôn nha. 3 đến 5 ngày sau nhận được sản phẩm giùm em, kiểm tra xong thanh toán các chị gái ơi.
Đó, các chị thích bông nụ thì comment cho em nha. Chị Thượng Hoàng lấy màu nào? Trắng anh hồng đeo đẹp nha chị ơi. Rồi chị Aniwan lấy mẫu trắng anh hồng 8 ly này, em cảm ơn chị đẹp, em tặng cho chị hai quà luôn. Đó, chị đẹp nào chốt đơn trực tiếp trên like của em gái là ủng hộ em gái này, em gái tặng cho mọi người là hai quà luôn nha. Và đặc biệt chị đẹp nào chốt trong like tối ngày hôm nay mọi người nha, ngày mai em sẽ tự tay đóng gói gửi hàng cho mọi người luôn, để đem đến cho mấy chị một cái sản phẩm nó hoàn hảo nhất mấy chị ơi nha. Rồi chị đẹp nào ưng mẫu thì comment cho em gái luôn nha mọi người nha, em kiểm tra hàng rất là kỹ lưỡng cho mấy chị gái luôn nha. Rồi bảo hành 3 năm kiểm tra xong thanh toán luôn, nụ trắng 400. Chị Trang lấy một đôi nụ đen. Đó, còn chị đẹp nào chốt đơn thì mình lựng giùm em gái luôn nha. 3 đến 5 ngày sau là có sản phẩm đẹp để đeo rồi. 3 đến 5 ngày sau là có sản phẩm đẹp để đeo rồi các chị gái ơi. Rồi, còn chị đẹp nào chốt nụ nữa không? Dạ chị gái ơi, hiện tại bên em có nhiều nhân viên live bán hàng chị đẹp nha. Nhiều nhân viên live bán hàng, mỗi bạn live một trang. Giờ này là hiện tại đang có 4 nhân viên bán hàng mọi người nha. Ok chưa? Bông nụ trắng 400, ok chị Thì Trang này, cho em số điện thoại em gái chốt đơn nha. Đó, bên em live từ buổi sáng tới tối luôn mấy chị ơi, từ sáng tới tối luôn. Giờ nào mấy chị mở live lên, mở Facebook lên cũng có nhân viên live hết mấy chị. Đó, hiện tại Ngọc Trai Salon Quốc bên em đang có nhiều bạn nhân viên bán hàng về like nhiều trang mọi người nha. Tất cả các trang like đều ghim số điện thoại là 0946800599 bên em. Phía sau là có cái bảng Ngọc Trai Salon Phú Quốc có website luôn mọi người nha, ngocchaisalon.com, đó là cái trang website nhà Salon bên em nha mọi người nha. Rồi, cảm ơn chị đẹp nha. Nụ 400 này chị gái ơi, cho em số điện thoại chốt đơn. Nụ 5 ly giá bao nhiêu em? Dạ, nụ 5 ly bên em đang sale còn 400 luôn á chị. Nhưng mà 5 ly nó chỉ bé như hạt tiêu thôi nha. 5 ly nó chỉ bé như hạt tiêu thôi chị ơi. Trái tay thật sự nhỏ, thiệt là nhỏ, mỏng, thiệt là mỏng. Mình đã đeo 5 ly. Đó, tại vì em tư vấn lâu năm á chị, cho nên là em sẽ tư vấn kỹ hơn về cái ni size cho các chị. Khi mà các chị mua á, thì nó sẽ không có bị lầm lạc nha mọi người nha. Rồi chị Thì Trang Lê lấy nụ trắng 400 cho em số điện thoại nha. Em tặng cho mình hai quà luôn nha chị gái ơi. Em tặng cho chị đẹp hai quà luôn nha. Mấy chị nhớ bấm theo dõi trang like giùm em gái luôn nha mọi người. Các chị nhớ bấm theo dõi trang like giùm em nè. Thả tim thả like cho em gái luôn mọi người nha. Sự hiện diện của các chị gái là cái niềm vui của em gái mỗi ngày. Rồi chị Trang Lê chúc đơn cho em số điện thoại. Một đôi bông tai nụ 4K màu vàng em nha. Rồi ok chị gái luôn, thích màu vàng em chúc cho chị màu vàng nha. Ok chị đẹp của em. Rồi đây nụ 400 màu vàng chị ơi, đây màu vàng này chị. Rồi em gửi địa chỉ cũ cho mình luôn chị Lan ơi, chị đẹp có mua hàng rồi. Em gửi cho mình theo địa chỉ cũ luôn nha. Đó, nụ 400 màu vàng nè. Rồi màu trắng anh hồng của chị, màu trắng anh hồng của chị Thùy Trang Lê nè, cho em số điện thoại luôn nha. Nhận hàng mình được kiểm tra, mình được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em luôn nha chị gái ơi. Đó, chị đẹp của em ưng mẫu thì nhớ để lại cho em gái xin số điện thoại nè. 400.000 đồng một đôi hoa tai nụ ngọc trai mọi người nha. Đây em có màu trắng anh hồng, còn đây là màu vàng này, chúc cho chị Ngọc Lan nha. Còn ai ưng mẫu nữa thì bình luận cho em. Ok chị Thùy Trang nha, em chúc đơn chị Thùy Trang luôn nè. Em cảm ơn chị đẹp đã ủng hộ em gái luôn nha. Trăm lời quảng cáo không bằng một sự hài lòng của khách hàng, mà vạn lần đắn đo không bằng một lần các chị trải nghiệm. Đó, các chị nhận hàng rồi các chị nhớ lên like cho em xin cái phản hồi nha mọi người nha. Rồi em bảo hành cho các chị là 3 năm có gửi kèm thẻ bảo hành và hai phần quà kèm theo cho mọi người nha. Đơn 500 em miễn ship, còn dưới 500 các chị phụ ship giúp em 20.000 thôi nha mọi người. Em ở Phú Quốc mấy chị ơi, em ship COD cho mọi miền tổ quốc nha. Rồi còn chị đẹp nào của em ưng mẫu này thì cho em xin cái bình luận luôn nha. 3 đến 5 ngày sau là nhận được sản phẩm giùm em gái luôn nha mọi người. Đó, còn chị đẹp nào thích bông nụ nữa không, em lên mẫu luôn chà. Chị đẹp nào của em thích bông tay nụ ngọc trai thì cho em xin cái bình luận luôn nha. 400.000 đồng một đôi hoa tay nụ ngọc trai mọi người nha. Hoa tay nụ ngọc trai mà các chị đi chung với chuỗi cổ ngọc trai là bao đẹp luôn nha mọi người. Đó, bông tay nụ ngọc trai mà các chị đi chung với chuỗi cổ là bao đẹp luôn. Mấy chị muốn em lên bông tiếp hay là muốn em lên chuỗi ngọc ạ? Các chị muốn em lên bông tiếp hay là muốn em lên chuỗi ngọc ạ? Chương trình sale và tặng quà em chỉ áp dụng trực tiếp ngay trên live thôi. Các chị bình luận trên live, mình chốt trực tiếp trên live là sẽ được hưởng chương trình sale, chương trình giá sale và chương trình quà tặng. Đó, còn các chị nhắn tin hay là gọi điện các kiểu mới chơi sẽ không có chương trình sale cũng như là quà tặng mọi người nha. Sale và quà tặng em chỉ áp dụng trên live thôi, cho nên khuyến khích các chị nên comment trực tiếp trên live chị gái nha. Chị lấy quà màu vàng rồi, ok chị đẹp luôn, quà màu vàng thì em tặng cho mình hai cái màu vàng chị gái nha.
quà màu vàng thì em sẽ tặng cho mình hai cái quà màu vàng chị Phượng ơi. Đó, em tặng cho mình một cái vòng tay tỳ hưu vàng với một cái mặt Phật Di Lặc kim tiền vàng ha, hai phần quà ngày hôm qua. Vòng tay tỳ hưu vàng và một cái mặt Phật Di Lặc kim tiền màu vàng nha chị gái ơi. Đó, tặng cho chị một cái vòng tay tỳ hưu vàng và một mặt Phật Di Lặc kim tiền màu vàng nha. Ok chị đẹp ha, hai phần quà tặng màu vàng, tỳ hưu vàng và kim tiền vàng như chị Thùy Trang Lê nha. Rồi, cảm ơn chị đẹp đã ủng hộ luôn. Đó, mai hơn 8 giờ nhân viên gọi điện xác nhận đơn cho mình nha chị gái ơi. Chị đây chị gái nha, mua bất kỳ sản phẩm nào ta lai tối nay đều được tặng một dòng ngọc và một mẹ quan âm, một dòng ngọc và một cái mặt mẹ quan âm chị gái ơi, một dòng ngọc và một cái mặt mẹ quan âm chị gái ha. 3 đến 5 ngày sau là các chị nhận được hàng, được kiểm tra và được đeo thử sản phẩm giùm em gái luôn nha chị Cục nha. Đó, chị đẹp nào có em ưng mẫu thì comment cho em gái luôn nha chị Cục. Tím hả chị Hoa, em tặng cho mình cái mắt rồng tím chị nha. Rồi, em tặng cho mình mắt rồng tím chị đẹp nha, với một cái mặt Phật màu tím chị nha. Mắt rồng tím và mặt Phật màu tím, ok ha chị Ngọc Lan ha. Mắt rồng tím và mặt Phật màu tím. Rồi vậy đi. Rồi còn chị đẹp nào thích mẫu mã sản phẩm ngọc trai gì nữa thì bình luận giùm em nha. 3 đến 5 ngày sau nhận được hàng, được kiểm tra và được đeo thử sản phẩm giùm em luôn nha mọi người. Rồi chuỗi cổ em đang đeo mọi người nha, có chị nào thích chuỗi cổ không, lên chuỗi cổ cho mình nha mọi người. Có chị đẹp nào thích chuỗi cổ comment lên chuỗi cổ cho mình nha mấy chị gái ơi. Hello chị đẹp Trung Vũ thả tim rồi, ok chị gái luôn. Đó, thả tim cho mình nha. Thả tim cho chị. Đó. Ngày mai hơn 8 giờ sẽ có nhân viên gọi điện xác nhận đơn cho mình như chị Ngọc Lan Nguyễn nha. Rồi còn chị đẹp nào có em ưng mẫu này nữa thì cho em xin cái bình luận luôn nha mọi người. Đó, nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn mọi người nha. Được kiểm tra, được đeo thử trước khi thanh toán luôn mấy chị. Đó, đúng mẫu, đúng mã như trên live mấy chị mới phải nhận hàng mọi người nha. Rồi còn chị đẹp nào có em ưng mẫu nào cho em xin bình luận nha. Đó, chị Ngọc Lan ơi, em khuyến khích chị là lên lấy cái nụ 90 ly chị Ngọc Lan nha. Em nhớ không là hôm bữa em gọi chút đơn cho mình là mình 95 cân đó chị. 95 cân mình mới đeo cái bông tai tầm khoảng 9 ly nó mới sang nha chị ơi. Đó, bông tai chị mua 8 ly nó hơi bé nha chị đẹp. Rồi em lên mẫu tiếp theo nha. Đó, mấy chị muốn em lên dây chuyền, bông tai, chuỗi cổ, chuỗi tay ngọc trai gì nè, cho em xin cái bình luận nha mọi người. Em lên bông tai tiếp nha mọi người nha. Em có bông tai ngọc trai mới chơi nhiều mẫu lắm. Đó, nhiều mẫu bông lắm mọi người ơi. Chị đẹp nào thích bông thì comment em lên bông cho nha. Đây em có mẫu bông tai 2020 nè mấy chị gục ơi. Mẫu này bên em giá 599.000 đôi mấy chị đẹp ơi, 599.000 một đôi 2020. Đó, 599.000 đồng một đôi mẫu 2020 mấy chị đang sale nha mọi người nha. Nhận hàng mình được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm giùm em gái luôn nha mấy chị. Đó, chị gái nào có em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn. 2020 giá sale cho mình luôn, còn 599.000 đồng chị đẹp nha. 599.000 đồng giùm em luôn 2020 mấy chị. Ngọc trai bên em là ngọc trai được nuôi cái nước mặn từ đậu ngọc Phú Quốc luôn nha chị gái ha. Đang hoa mai sớm 7 nè mọi người nha. Đó, ai thích bông tai thì cho em xin cái bình luận luôn, quá trường bông luôn mọi người ơi. À, bông nhẫn dây chuyền chuỗi cổ chuỗi tay ngọc trai mọi người nha. Rồi nhận hàng kiểm tra xong thanh toán chị gái nha, bông 67 giùm em luôn mấy chị. Đó, mẫu này bên em giá sale cho mình còn 699.000. Hoa mai mọi người nha, hoa mai trong làng ngọc trai luôn mấy chị gái ơi. Bao nhiêu được tặng cốc em? Dạ 2 triệu chị đẹp ơi. Mua tổng đơn 2 triệu được tặng ông cốc chị gái nè. Mua thêm cái chuỗi gỗ ngọc trai nữa đi là được tặng ông cốc rồi chị Trang Thùy ơi. Đó, đơn 2 triệu trở lên được tặng ông cốc ngậm tiền chị gái nha. Đây chị gục ơi, mình mua cái chuỗi cổ này nè chị, B89 nè, mẫu này ngọc đẹp mà giá mềm nè. B89 chị gái nha, 2 triệu 7 một dây nè chị. Đó, ngọc đẹp giá mềm chị gục ơi, chuỗi cổ B89 nè chị. Đó, viên ngọc trai tròn đẹp chị gái nha, ít vết sinh trưởng của ngọc trai 5 triệu sao 2 triệu 7.
5 triệu sale còn 2 triệu 7 thôi chị ơi. 5 triệu bên em đang sale còn 2 triệu 7 chị đẹp nha. Ngọc trai là ngọc trai được nuôi cấy từ đậu ngọc Phú Quốc luôn. 5 triệu bên em đang sale còn 2 triệu 7 chị gái nè. Đó, mẫu này đeo đẹp nè chị gái. Có ưng không? Ưng thì bảo em nha. 3 đến 5 ngày sau các chị nhận hàng được kiểm tra và được đeo thử giùm em luôn. Mẫu này bên em đang sale nè chị, 2 triệu 7 một dây ngọc đẹp nha. 5 triệu sale hay còn 2 triệu 7. 5 triệu bên em sale còn 2 triệu 7 mọi người nha. Tặng ông cốc ngậm tiền luôn mấy chị gái ơi. Bảo hành sản phẩm 3 năm kiểm tra xong thanh toán mọi người nha. Được tặng ông cốc ngậm tiền mấy chị gái nè. Đó chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì bình luận giùm em nha. Mua thêm cái chủ cổ đi được tặng ông cốc chị ơi. Ngọc trai bên em là ngọc trai được nuôi cấy nước mặn từ đậu ngọc Phú Quốc nha. B89 nè chị, 2 triệu 7 giùm em. Và cái dây bên trong mấy chị gái ơi, em xỏ cho mọi người là bằng lỗi dây cáp mấy chị. Dây bên trong em xỏ cho mọi người là bằng lỗi dây cáp Nhật cực kỳ chắc chắn luôn chị ơi. Đó, dây bên trong được xỏ bằng lỗi dây cáp Nhật cực kỳ chắc chắn cho mình luôn nha mọi người nha. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì bình luận cho em chút đơn cho nè. Đó, đang có chương trình sale cho mọi người luôn nè, 2 triệu 7 một dây. Đó, 2 triệu 7 một dây giùm em luôn chị cả nha. Có màu trắng ánh hồng, ánh tím và màu ánh cam. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán giùm em luôn chị Cục nha. Ai ưng mẫu thì comment cho em gái luôn nha mấy chị. Đó, trắng ánh hồng, ánh tím và ánh cam giùm em luôn mọi người nha. Kiểm tra xong thanh toán các chị ơi. Lên bông hả chị? Ok chị gái luôn nè. Chị thích bông toàn ten hay sát tay em lên tiếp mẫu chị lựa nha. Bông có bông toàn ten, bông sát tay chị đẹp nha. Chị thích loại nào em lên mẫu chị lựa nè. Đây em có bông tai mẫu đơn giản sát tay nè mấy chị, 2056 mọi người nha. Đây là mẫu bông tai sát tay 2056 bên em, bông chút đẩy nè. Ngọc trai kết hợp với bạc y 925 luôn. Mẫu này đang sale còn 520.000. 520.000 đồng mọi người nha. Ngọc 8 ly mấy chị, 2056. 2056 đang sale còn 520 mấy chị cuộc ơi, 520 giùm em luôn mọi người. Ngọc trai là ngọc trai được nuôi cấy từ đậu ngọc Phú Quốc giùm em luôn chị gái ơi. Đó, chị đẹp nào có em ưng mẫu này bình luận giùm em luôn nha mọi người ha. Đây, vừa đẹp mà vừa xinh luôn mấy chị thấy không? Bông tai 2056 mấy chị. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán giùm em luôn nha mọi người. 2056 kèm số điện thoại cho em luôn, sale cho mình còn 520. Đó, chị đẹp nào có em ưng mẫu này cho em xin cái bình luận luôn nha mọi người nha. Chị đẹp nào có em ưng mẫu này cho em xin bình luận luôn nha mấy chị. Nhận hàng được kiểm tra và được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn chị cả nha. Chị Thư, chị Hướng Dương thích bông toàn ten hay sát tay? Đó, thích bông toàn ten hay sát tay, giới thiệu mẫu cho chị lựa nè. Đây chị cả nha, bông tay toàn ten mã 51 này chị, mẫu hình chữ X nè, mẫu này đeo không lỗi thờ, không lỗi mốt luôn, 699.000 một đôi chị cả ha. 699.000 đồng một đôi giùm em luôn chị Cục nha, bông tay 51 này chị. Ngọc trai là ngọc trai được nuôi cấy nước mặn từ đậu ngọc Phú Quốc giùm em luôn chị ơi, bông 51 nha chị đẹp nha. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha. 51 chị ơi, 699.000. Đó, chị Hướng Dương thích loại toàn ten hay loại sát tay, em gái lên mẫu cho mình lựa nha chị gái ha. 51 chị ơi, giá sale cho mình còn 699.000 đồng luôn nha chị đẹp. Hay là mấy chị thích móc câu đây chị gái nha, bông tay móc câu này mấy chị đẹp ơi, mẫu này đeo dễ thương vậy nè, dễ thương dễ đeo luôn chị ơi. Bông tay móc câu 2032 chị Cuộc ơi, giá sale cho mình còn 560 nha. Sản phẩm bên em là ngọc trai nuôi kết hợp với bạc ý 925 mọi người nha. Bạc đeo không đen không xỉn màu. Đó, cũng như là sẽ không gây cái đứng da cho mọi người luôn. Mình đặt hàng hôm nay 3 đến 5 ngày sau mình mới nhận được. Nhưng mấy chị ơi, được kiểm tra và được đeo thử luôn. Cái bông móc câu này dễ đeo lắm mấy chị ơi. Nó không có kén trái tay mấy chị. Cái bông móc câu này nó dễ đeo và nó sẽ không có kén trái tay mọi người nha. Trái tay to, trái tay nhỏ, trái tay bé thì các chị đeo cũng được hết cho em nha. Mẫu móc câu. Ok chị đẹp nha, bông sát tay. Rồi chị đẹp nào thích bông tai móc câu thì mình lựa giùm em nha, mẫu này dễ đeo nha chị. Đây móc câu nè. Móc câu sát tay nha. Rồi 560.000 đồng giùm em luôn mọi người nha, kiểm tra xong thanh toán các chị ơi. Đó chị đẹp nào có em ưng mẫu thì comment cho em gái luôn nha. Móc câu đang sale còn 560.000. Bảo hành sản phẩm 3 năm kiểm tra xong thanh toán nha. Rồi tiếp theo em có cái mẫu bông tai 146 này chị, mẫu này sát tay bán cũng rất là chạy luôn. Bông tai 146 chút đẩy sát tay, mẫu này đeo lên là ôm tay mấy chị đẹp nha, ôm tay và tôn tay mấy chị. Đó, nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn chị hả nha. À em quên luôn chị hả nha, hồi chiều em lưu vô công việc quá xong cái em quên luôn chị kiều ái ơi. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn nha mọi người.
Rồi bông tay 146 chị cả nha, chúc đại sát tay giùm em luôn mọi người nha, 699.000 một đôi mấy chị. Đó, nhận hàng mình được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm giùm em gái luôn nha mọi người. Chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin cái bình luận luôn nha mọi người nha. Đây bông tay 146 chị ơi, mẫu này giá sale cho mình còn 699.000 nha chị đẹp. Đó, em chào chị Nguyễn Ngọc nè, em thấy chị gái luôn nha, chào tất cả mọi người đang xem like. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này cho em xin bình luận luôn nha chị gái nha. Đó, sát tay một hộp hả chị? À rồi ok chị gái nha, đây bông nụ chị gái ơi. Đây, nụ em đang đeo nè chị. Đó, đây là mẫu hoa tây quốc dân chị gái nha. Nụ ngọc trai là mẫu hoa tây quốc dân, đơn giản mà sang quý, các chị có thể đeo được mọi lúc mọi nơi luôn ạ. Đây chị ơi, 400.000 đôi chị đẹp nha. Giá 500 em sale còn 400, mẫu em đang đeo là ngọc 8 ly. Đó, mẫu em đang đeo là ngọc 8 ly chị ơi, mẫu này rất là dễ đeo nha mọi người nha. Nhận hàng được kiểm tra và được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em luôn chị gái nha. 400.000 đồng đôi nụ ngọc trai chị gái ơi. Em đang đeo là 8 ly á chị, 8 ly là vừa đeo như chị Hướng Dương. Đây em có loại 8 ly nè chị, 8 ly là mẫu em đang đeo này, vừa đeo nè, bông là bông khóa đẩy nha. Cái mẫu này chị đeo lên tay nó ôm trọn trái tay nha. Đó, 8 ly, 7 ly, 6 ly, 5 ly, 400.000 đôi thôi ạ. Ngọc từ 5 cho đến 8 ly là 400 nha. Chị đẹp nào mà thích đeo to nè, em có 9 ly nè. 9 ly là 560, chị đẹp nào 10 ly là 640. Đó, đủ size cho mấy chị lựa luôn nha. Rồi, 3 đến 5 ngày sau là nhận được hàng mọi người nha, được kiểm tra và được đeo thử giùm em luôn ạ. Chị gái của em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha. Chị gái nào ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn, các bạn đang kiểm tra chị gái nha, có gì xíu em báo các bạn liên hệ chị nha. À, em lấy hồng, hồng là màu này đúng không chị ơi, cái này là ánh tím nha. Đó, cái này là hồng ánh tím nè, đây hồng ánh tím nè, màu vàng nè, màu ánh cam nè. Đó, mình lấy hồng ánh tím đúng không chị, cái này là ánh tím nha, ánh tím là nhìn nó hơi hồng hồng á chứ, hồng ánh tím á. Rồi chốt mẫu này comment là nụ tím kèm số hỏi nha, nụ tím giùm em luôn ạ. 400 đơn 500 miễn ship, dưới 500 ship 20 giùm em nha mọi người. Đó, nụ tím là 400.000 đồng một đôi chị ơi. Rồi chúc đơn comment cho em số điện thoại em tặng cho chị hai quà luôn ha. Một mặt mẹ quan âm và một cái vòng ngọc chị gái ơi. Nụ là có đủ màu mấy chị, cái màu bán chạy nhất là màu trắng ánh hồng. Đây bán chạy nhất là màu trắng ánh hồng chị ấy nha. Đó, màu vàng mấy ly, 8 ly luôn á chị, 8 ly luôn. 8 ly luôn chị gái nha. Đây ánh tím, màu vàng, ánh cam, trắng ánh hồng. 400.000 đôi em đang đeo là trắng ánh hồng nha. Rồi ok chị, cuộc sống mới bông toàn ten nè. Rồi đợi em lên luôn nha. 3 đến 5 ngày các chị nhận được hàng nha mọi người, được kiểm tra đeo thử trước khi thanh toán nha. Đó, lấy màu trắng ánh hồng, màu ánh tím, màu ánh cam gì đó bình luận cho em gái nha. Ngọc là ngọc 8 ly là vừa đeo á chị, 8 ly là vừa đeo nha mọi người. Nó không quá to, không quá nhỏ nha. Em đang đeo là 8 ly luôn mấy chị gái ơi. Đó, mình đeo bông tai mình sẽ để cho người ta thấy được cái sản phẩm mình đeo đúng không nè. Đó, ngọc trai đẹp mà mấy chị, đeo 8 ly là vừa nha. 400.000 đồng một đôi chị Nguyễn Thắng ơi. Nụ em đang đeo có 400 rồi chị. Nụ em đang đeo là 400.000 đồng chị ấy nha. 400 một đôi thôi chị ơi. Đó, bông là bông chúc đậy 8 ly nha. Rồi, chúc em đôi trắng ánh hồng 8 ly đúng rồi. Màu trắng em đang đeo là màu chủ đạo đó chị gái ơi. Đó, màu trắng em đang đeo là màu chủ đạo của ngọc trai nha. Rồi ok chị, cuộc sống mới đợi em chút xíu nè, em chốt bông xong em lên mẫu cho mình lựa nha. 800.000 đồng, 400.000 đồng một đôi nụ 8 ly này chị gái nè. Chị Hướng Dương chốt đơn để lại cho em xin số điện thoại. Ngày mai hơn 8 giờ bên em sẽ có nhân viên gọi điện xác nhận đơn cho mình nha. Rồi trắng ánh hồng 400 chị Nguyễn Thắng ơi, cưng mẫu này comment nha. Nụ ngọc trai là mẫu hoa tây quốc dân mấy chị, đơn giản mà sang quý ai đeo cũng đẹp hết cho em. Đó, vừa đẹp mà vừa sang luôn mọi người nha, tạo điểm nhấn lên trái tay. Và đặc biệt ngọc trai là trang sức phong thủy, các chị đeo lên nó sẽ mang lại nhiều điều may mắn trong cuộc sống cho mình nha chị nha. Rồi em thấy số điện thoại của chị gái luôn nha. Rồi chị Nguyễn Thắng lấy bông tai em đang đeo cho em số điện thoại luôn nha. Có 400.000 đôi nụ mấy chị ơi. Chị đẹp nào thích nụ chút dặn là 540, em có đứt dặn luôn. Nụ bình thường là 400 là khóa lẫy mấy chị. Còn chị đẹp nào chút nụ khóa dặn là 540 nha. Em có hàng khóa dặn cho mấy chị lựa luôn ha. Nụ khóa dặn là 540 ha. Rồi chị đẹp của em có mẫu này comment em chút đơn nha. Hai phần quà tặng luôn nè chị.
đó, 400.000 đồng một đôi nụ trắng ánh hồng chị Nguyễn Thắng ơi, hai phần quà dùm em, một mặt quan âm và một cái vòng tay ngọc cẩm thạch. Cái vòng này co giãn mấy chị ai đeo cũng được nha mọi người, đó, co giãn ai đeo cũng được nha mọi người nha. Màu xanh là màu của sự khởi đầu mới, ấm no thịnh vượng. Rồi em lên bông tai toàn ten nha, em lên bông tai toàn ten chị ơi, em có chuỗi tai ngọc trai luôn nha chị đẹp, em có chuỗi tai ngọc trai luôn chị ơi. Chuỗi tai giọt nước là 500.000 nè, ngọc tròn là 1.400.000, chuỗi tai giọt nước là 500, ngọc tròn là 1.400.000 giùm em chị gái nha. Chị đẹp nào có em thích mẫu thì bình luận cho em nha. Đây bông toàn ten có kiểu đơn giản và kiểu đính đá chị gái nha, chị thích loại nào em lên luôn cho nha. Em lấy khóa dặn ha, rồi ok chị đẹp luôn. Nụ dặn là 540 nha người đẹp ơi. Đây ngọc 8 ly luôn nè. Đó, nụ dặn là 540, ngọc 8 ly luôn chị cả nha. Đây khóa dặn mấy chị. Nụ vặn 540.000. Nụ vặn là 540 chị cả nha, 540.000 đồng giùm em luôn. Miễn ship nha chị ơi, đơn 500 trở lên là miễn ship, mọi người dưới 500 ship 20. Rồi chị Nguyễn Thắng của em thích nụ dặn hay là nụ bình thường? Nụ bình thường là 400, đó còn nụ dặn là 540.000 đồng. Rồi cảm ơn chị đẹp luôn nha. Đó, ngọc trai nuôi nước mặn tại Phú Quốc nha mọi người, ngọc trai nuôi nước mặn tại Phú Quốc giùm em luôn. Rồi vòng tay ngọc trai giọt nước 500.000 đồng chị Bụt ơi, đôi bông 201 giá còn 699 nha mọi người, 201 là 699.000 đôi, chút cài toàn ten mới chơi. Ngọc trai là ngọc trai được nuôi cái nước mặn tại Đậu Ngọc giùm em luôn chị gái nha. Hello chị đẹp Kim Trung, hello chị gái nha. Đó, chuỗi tay ngọc trai chị đẹp ơi, ưng mẫu đi comment nha. Rồi 201 699.000 giùm em chị gái nha. Em có 2023 nè. Đó, mẫu này đang sale còn 850 chị Bụt ơi, 2023. 2023 là 850.000 đồng giùm em luôn nha. Rồi nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn nha mấy chị. Đây, vòng tay ngọc tròn giá sale còn 1.400.000 chị ơi, chuỗi ngọc trai này chị. Chị Kiều Ái ơi, chị Kiều Ái còn trên live cho em xin dấu chấm nè. Chị Kiều Ái còn trên live cho em xin dấu chấm nè, em trả lời đơn cho mình chị cả nha. Chị đẹp của em còn trên live không? Em kiểm tra xong rồi chị gái ơi, còn trên live không? Hộp tròn á chị, rồi ok chị gái nha. Rồi chị đẹp ơi, có lấy vòng tay cho em xin lượng nè. Vòng giọt nước là 500. Đó, giọt nước là 500 chị gái nha. À, cái đơn của chị em gửi rồi chị Cục ơi. Em gửi rồi nhưng mà nó bị thất lạc rồi chị. Bây giờ em gửi lại cho chị đơn mới nha. 3 đến 5 ngày chị nhận được hàng nha. Chịu không? Chịu comment ok em gửi luôn cho nè. Đó, comment ok em gửi luôn cho chị nha. Rồi đây chị gái nha, bông hộp tròn này chị, bông 621. Bông tay ngọc tròn mã 621 giùm em chị Cục ơi. Đó, bông ngọc tròn mã 621, mẫu này 2.700.000 sale còn 2.100.000 tặng quả Long Châu. Đó, ok chị đẹp nha, rồi em gửi lại luôn cho mình nha chị gái nha. Cảm ơn chị đẹp luôn. Rồi 621 giùm em chị ơi, mẫu này đang sale còn 2.100.000 ạ. 621 mẫu này đang sale còn 2.100.000 chị gái ơi. Ngọc trai là ngọc trai được nuôi cái tại Phú Quốc. Ngọc trai nuôi nước mặn tại đảo Ngọc Phú Quốc giùm em luôn. 621 mẫu này đang sale còn 2.100.000 nha. Ngọc tròn nó cao hơn ngọc giọt nha chị. Đó, mẫu này ngọc giọt có 799.000 à, còn ngọc tròn là 2.100.000 giùm em. Đó, ngọc tròn thì đeo nó đẳng cấp hơn nha. 621 kèm số điện thoại cho em luôn, đang sale còn 2.100.000 nha mấy chị. Bảo hành sản phẩm 3 năm, kiểm tra xong thanh toán 2.100.000 một đôi. Đó, chị đẹp của em thích mẫu 621 thì bình luận giùm em gái luôn ha. Rồi bông tai ngọc tròn có mẫu chiếc lá nè chị. Đó, chiếc lá bên em giá sale cho mình còn 3.200.000 chị Bụt ơi, chiếc lá ngọc tròn 3.200.000. Em ơi, shop mấy người like hả em? Dạ, bên em tổng cộng là 6 nhân viên like bán hàng chị Bụt ơi. Đó, bên em tổng hết là 6 nhân viên live chuyên bán hàng chị Bụt ha. Rồi, chị đẹp của em có ưng mẫu nào không? Comment em tư vấn mẫu cho mình nha chị gái ơi. Đó, cái chị xem like mà cái số điện thoại ghim với màn hình like là 0946800599 là của Ngọc Trai Song Long Phú Quốc bên em mọi người nha. Một công ty, một cơ sở có nhiều nhân viên bán hàng chị gái ơi. Được chưa? Rồi mẫu này bên em là 606, mẫu này 3.200.000 chị đẹp ơi. Ưng mẫu này thì comment cho em ha. 3.200.000 đồng một đôi ngọc tròn luôn chị gái ơi. Em có mẫu cái nơ này chị. Đó, mẫu cái nơ chị đẹp nha. Mẫu cái nơ giá sale cho mình còn 599.000 chị đẹp ơi, mẫu cái nơ. Bảo hành 3 năm, kiểm tra xong thanh toán nha, cho chị coi đích dặn với đích đẩy. Ok chị gái nha. Rồi 2031 giùm em chị ơi, mẫu này đang sale còn 599.000 ngọc tròn chị cuộc sống mới ơi. Mẫu này bên em còn ít hàng sale luôn với mấy chị nha, 599 giùm em mọi người nha. 2031. 2031 giùm em chị gái nha, nhận hàng kiểm tra xong thanh toán nha.
Rồi chị đẹp nào chốt đơn cho em xin bình luận luôn. 2031 giùm em chị ơi, 599.000. Có hộp nhỏ hơn không? Có hộp nhỏ hơn chị Vũ ơi, móc câu ngọc tròn chị đẹp ơi. Móc câu ngọc tròn chị ơi, mẫu này đang sale còn 699.000. Ê chị ơi, móc câu ngọc tròn chị ơi, mẫu này đang sale còn 699.000 chị đẹp. Cái mẫu này là 6-7 ly thôi chị Vũ ơi, 6-7 ly giùm em nha. Đó, 999.000 đồng một đôi giùm em luôn chị Vũ ơi, 6-19 nha chị, ngọc tròn nhỏ siêu siêu nè. Đó, 6-19 giùm em chị Vũ ơi, 999.000 giùm em. Móc câu ngọc tròn, ngọc nhỏ nha, 999.000 chị ơi. Đó, 6-19 kèm số điện thoại cho em nha. Ngọc tròn nhỏ chị đẹp ơi, tròn nhỏ giùm em luôn ạ. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em luôn chị gái nha. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì em xin cái bình luận luôn nha. Đó, tròn nhỏ hơn đó chị, tròn nhỏ hơn chị gái nha. Đây để em đeo thử đôi 6-19 cho chị lựa ha. À, dòng cổ hàng 6 ly hả chị? Dạ, dòng cổ hàng 6 ly giá đang sale chị Cục ơi. Dòng cổ hàng 6 ly giá 3,2 triệu đang sale còn 2,5 triệu chị Hà Lê ơi. Đây em lên mẫu cho chị lựa luôn nha. Rồi 6-19 giùm em luôn chị Cục ơi. Rất là xinh luôn ạ. À. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán chị gái ha. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn. Đây chị gái nha, 6-19 giùm em luôn này chị. Sale cho mình luôn chị Cục ơi, 999.000. Đây chị đẹp nha, dòng cổ 6 ly này chị. 6 ly bên em đang sale còn 2,5 triệu nha, hàng B6. B6 6 ly 2,5 triệu giùm em luôn nha chị ơi. Đó, ngọc trai nuôi nước mặn tại đảo Ngọc Phú Quốc luôn nha. Ngọc tròn nhỏ em chỉ có mẫu này thôi chị cuộc sống mới ơi. Tròn nhỏ em chỉ có mẫu này thôi nha chị đẹp của em. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em luôn nha chị cuộc nha. Đó, chị gái nào có em ưng mẫu này thì cho em xin cái bình luận luôn nha mấy chị. Đúng mẫu đúng mã như trên like mới phải nhận hàng chị gái nha. Rồi qua mẫu cho mấy chị lựa luôn nè, em quay cam sau cho chị lựa nha. Rồi B6 6 ly chị ơi, mẫu này đang sale nè chị Cục ơi, 2,5 triệu nha chị gái nè. Đó, nụ 8 ly chị ơi, nụ 8 ly chút đẩy nè chị, 400 chút dặn là 540 chị Phan Quỳnh Phan ơi. Nụ 8 ly chút đẩy là 400 chút dặn là 540 chị ơi, nó chỉ khác nhau cái khóa thôi ạ. Còn cái hạt thì nó y chang nhau chị gái nha. Khóa dặn là 540, khóa đẩy là 400 chị Phan Quỳnh Phan nè. Đó, chút đẩy là 400 chị đẹp nha, chút dặn là 540.000. Bảo hành sản phẩm 3 năm được kiểm tra và được đeo thử nha. Chị gái ơi, cái ngọc trai nó không có tròn đều 100% như viên bi, viên nhựa chị Cục ơi. Cái ngọc trai nó sẽ có những cái vết vân sinh trưởng của ngọc trai mấy chị. Nhưng mà cái chị mua giá thành càng cao thì ngọc càng đẹp nha. Đó, mình mua hàng A, hàng B là ngọc đẹp chị gái nha. Đó, hôm bữa chắc mình mua bộ hàng C đúng không chị gái nha. Đó, mình mua hàng A, hàng B thì ngọc nó sẽ đẹp hơn chị ơi. Ngọc càng đẹp thì giá thành nó càng cao. Ví dụ như cái mẫu này nè, ngọc nó sẽ đẹp hơn là chị, tròn đều hơn chị ơi, 2,5 triệu một giây. Đó, giá thành của nó là 2,5 triệu một giây, hàng 6 ly này ngọc nó sẽ tròn đẹp hơn. Nghe chị ha. Rồi chị đẹp của em thích bông tai nụ thì bảo em nha. Nụ 400.000 đồng một đôi mới chơi bông chốt đẩy nha, chốt dặn là 540. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán chị gái nha. Chị đẹp nào của em ưng mẫu thì comment cho em ha. 3 đến 5 ngày sau là nhận được sản phẩm luôn, được kiểm tra, được đeo thử mấy chị ơi. Đó, được kiểm tra và được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán cho nên các chị an tâm. Rồi dòng cổ 6 ly này chị. Đó, chị gái của em có ưng mẫu này cho em xin bình luận luôn nha. Dòng cổ 6 ly chị ơi. 6 ly là đang sale đó chị, 2,5 triệu thôi nha chị đẹp. 6 ly đang sale còn 2,5 triệu chị gái nha. Chị đẹp của em có ưng mẫu thì comment cho em ha. Ba đến năm ngày sau nhận được hàng, được kiểm tra và được đeo thử giùm em luôn, cho nên là chị yên tâm. Rồi chị đẹp nào của em thích chủ cổ 6 ly thì cho em xin bình luận luôn nha. À, chị Phương Chu lấy B619 luôn nè. Ok chị đẹp nha, mẫu ngọc tròn ha, đẹp luôn. Cảm ơn chị gái đã ủng hộ em gái luôn nha. 3 đến 5 ngày sau mình nhận được sản phẩm luôn nha mọi người. Nhận hàng nhớ cho em xin phản hồi trên like nha mấy chị Cục ơi. Cảm ơn chị đẹp đã ủng hộ em gái luôn nha.
Vậy nó có nhiều loại ha em? Đúng rồi chị, nó có nhiều loại chị nha. Đây ví dụ như cái hàng em đang đeo này chị, trời ơi cái hộp nó đẹp chị ơi. Cái hàng em đang đeo là hàng B8 này chị, một cái chuỗi cổ nó là 3 triệu rưỡi rồi, 5 triệu 8 sale còn 3 triệu rưỡi này chị thấy không? Trời ơi cái viên ngọc có đẹp chưa, nó mướt mượt mượt luôn chơi. Ngọc tròn đẹp, ít vết sinh trưởng của ngọc trai và ngọc nó bóng hơn chị đẹp nha. Nó có nhiều loại chị đẹp ơi. Đó, đúng rồi, chị mua là hàng C rồi chị đẹp ơi. Đẹp nhất là hàng A nè, tiếp theo đó là hàng B nè chị ơi, chị mua là bộ hàng C rồi nha chị ạ nha. Nó là hàng kém hơn hàng B chị đẹp nha. Hàng B nó sẽ đẹp hơn, một cái chuỗi cổ là 3 triệu rưỡi nó sẽ đẹp hơn một bộ mình mua 1.8 triệu chị được nha. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin cái bình luận luôn nha. Đó, chị cuộc sống mới có chọn được cái bông ngọc tròn nào không? Chị cuộc sống mới ơi, tròn nhỏ là chỉ có 6.19 thôi nha chị. Đó, tròn nhỏ thì em chỉ có 6.19 thôi nha chị cuộc ơi. Mẫu này đang sale còn 999.000 nè. Chị gái của em có ưng mẫu này thì comment em chút đơn luôn nha. 3 đến 5 ngày sau là nhận được hàng, được kiểm tra đeo thử luôn á chị gái nè. Đó, có ưng mẫu này thì comment em gái chút đơn cho. Ngọc trai bên em là ngọc trai được nuôi cái nước mặn tại đảo Ngọc Phú Quốc luôn nha chị gái ha. Đó, ngọc trai nuôi nước mặn tại đảo Ngọc luôn chị ơi. Chị đẹp nào có em ưng mẫu thì comment em chút đơn cho nè. Vừa đẹp mà vừa xinh luôn chị gái nha. Vừa đẹp mà vừa xinh luôn ạ. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì bình luận giùm em chị gái nha. Rồi ok, cảm ơn chị gái xinh đẹp luôn nè. Đó, nhiều khi là lúc đó đang sale chị đẹp nha, chưa kịp tư vấn mấy chị chút sale rồi. Đó. Ngọc thì nó sẽ có nhiều loại mọi người nha, hàng A, hàng B, hàng C mấy chị gái nha. Rồi còn chị đẹp nào muốn em lên mẫu mã sản phẩm ngọc trai gì nữa bình luận giùm em nha. À, trắng anh hồng ngọc đẹp không em? Dạ đẹp chị gái nha. Đây chị ơi, mẫu này nó cũng có hai loại cho mấy chị gái luôn. Đó. À, chào em gái, nay chị có khách chị vô like trễ hả? Rồi ok chị gái nha, có vô là em vui rồi nha. Rượu nhạc uống lắm cũng sai mà người hay tương tác thì đến nay quen dần đúng không? Đây chị đẹp nha, cái bông tay nụ 400 là ngọc bán cầu chị gái nha, còn nụ ngọc tròn là 1.8 triệu. Đó, 400 là đeo cũng ok mọi người nha. Còn chị nào muốn đẳng cấp hơn lấy ngọc tròn 1.8 triệu nha chị đẹp của em. Rồi cảm ơn chị Hoa đã chia sẻ cho em gái này, cảm ơn chị đẹp nha. Đây chị gái thấy không, cái nụ 400 chị gái nha, 400 ngàn đồng là ngọc bán cầu, còn ngọc 1.8 triệu là ngọc đẹp hơn chị gái nha. Nhưng mà cái bông tay nụ mấy chị, cái bông tay nụ nó chỉ có hai hạt ngọc trai thôi, cho nên là bên em sẽ lựa những cái viên ngọc đẹp mấy chị ơi, để kết lại với nhau trở thành một cái đôi bông tai mấy chị nha chị gái nha. Nói chung là bông tai là hạt nó đẹp rồi đó mấy chị gái ơi. Còn chị đẹp nào muốn cao cấp hơn nữa thì mình mua cái hàng cao cấp hơn, đúng không mọi người? Đó, nói chung là bông tai nó chỉ có hai viên ngọc thôi, đa phần nó đều là ngọc đẹp hết mọi người ơi. Nó mình phải lựa ra, mình phải lọc ra hai cái viên ngọc trai nó tương đối nhất mấy chị, nó đồng nhất mấy chị, để mình làm một cái đôi bông tai ngọc trai nha. Đó, cho nên là cái chị cứ yên tâm mọi người nha, cái bông tai là nó đẹp mấy chị gái ơi. Đó, còn hàng chuỗi thì bên em sẽ phân chia ra nhiều loại để cho nó phù hợp với giá thành của mọi người. Đó, phù hợp với nhu cầu của mọi người ha. Bảo vậy chị mới hỏi bên em có mấy nhân viên like. Hồ, ok chị đẹp nha. Bên em hiện tại có tổng cộng là 6-7 bạn nhân viên like, kể cả kể mấy bạn nhân viên mới vô luôn là tầm khoảng 7 bạn nhân viên like nha chị gái nha. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì bình luận giùm em. Em là bé bán hàng lâu nhất của Song Long mọi người nha. Em bán hàng Song Long gần chục năm rồi mấy chị. Nè mọi người nha, gương mặt thân quen mỗi ngày các chị gái ơi. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì bình luận giùm em nha. À, rồi chị Dung có ưng mẫu nào thì nhớ ủng hộ em Hoài một đơn luôn nha. Rồi em xin tự giới thiệu, em tên là Hoài cái chiều coi. Hoài có nghĩa là thương Hoài, nhớ Hoài đó mọi người nha. Đó. À, em là nhân viên bán hàng của cơ sở Ngọc Trai Song Long Quốc mọi người nha. Đó, hiện tại thì em bán hàng cho Song Long là gần 10 năm rồi mấy chị. À, về cái nói chung là mỗi năm mình bán hàng mấy chị, mỗi ngày mình bán hàng mình sẽ có thêm một cái kinh nghiệm để tư vấn cho khách hàng mấy chị cả nha. Cho nên là cái chị mà đang quan tâm cái sản phẩm gì mà còn thắc mắc cái gì đó thì cứ comment đi để em tư vấn cho mọi người. Đó, để cho cái chị có thể là có những cái sản phẩm đẹp mời mọi người nha và hài lòng nhất nha mọi người ha. Rồi chị đẹp của em có ưng mẫu nào thì nhớ ủng hộ em gái hàng đơn luôn nha. Cảm ơn chị đẹp. Rồi chị Ngọc Tiền. Đó, nói dễ thương quá. Dạ em cảm ơn nè chị Ngọc Tiền. Chị Ngọc Tiền chuẩn bị lên khách VIP nhà em rồi nha. Đó, bữa giờ mua của em rất là nhiều đơn luôn nè, chuẩn bị lên khách VIP nhà em luôn rồi. Vài bữa em tặng cho mình cái khách VIP luôn. Rồi, cảm ơn chị đẹp nha. Nay chị nhận bông nụ rồi, ưng ý lắm. Em cảm ơn chị Mỹ Huyền luôn nè. Hôm trước chị mua hoa tai, em chốt vừa ý hơn bộ chuỗi hả? Rồi, ok chị gái luôn nha. Rồi, chị có ưng mẫu nào thì nhớ ủng hộ em gái hàng đơn luôn nha.
Bây giờ có chuỗi có bông rồi mua nhẫn đi chị. Em tư vấn cho chị chiếc nhẫn là đeo ok đẹp luôn, được chưa? Đội hàng em lựa không à mấy chị gái ơi. Rồi chị đẹp của em có lấy bông tay nụ cho em xin cái bình luận luôn nè, chị Nguyễn Thắng ơi. Đó, tất cả các đơn hàng của Like tối nay mọi người nha, ngày mai em sẽ tự tay đóng gói gỡ hàng đi cho mọi người, để cho các chị nhận hàng các chị có thể hài lòng nhất mọi người nha. Em chỉ like buổi tối thôi. Đó, buổi sáng thì em sẽ đóng hàng gửi đi cho các chị gái luôn. Cho nên là em sẽ lựa những cái sản phẩm đẹp nhất để gửi đến tận tay khách hàng. Rồi chị đẹp của em có chốt bông nụ cho em xin bình luận nha, 400.000 đồng thôi chị gái ơi. Rồi cảm ơn chị Hương Vũ nè, cảm ơn chị đẹp ủng hộ em gái hàng đơn luôn. Rồi chị Yến lấy một đôi nụ, chị Yến một nụ, chị Hương một nụ nha. Rồi chị Nguyễn Thắng có chút đơn thì bảo em luôn nha chị ơi. Đó, nụ em đang đeo là 400.000 đồng một đôi nha. Đó, viên ngọc trai bán cầu mấy chị gái nha. Đó, ngọc ma be mọi người nha. Còn chị đẹp nào muốn lấy ngọc tròn mấy chị ơi thì là 1.800.000 một đôi giùm em. Rồi nụ trắng ánh hồng nút dặn ok chị gái luôn nha, chút dặn là 540 em miễn phí giao hàng luôn nha chị. Cảm ơn chị đẹp luôn, thả tim cho mọi người luôn, bấm theo dõi trang like của em nha. Đó, ngày nào em cũng like mọi người nha. Rồi nụ chút dặn 540 nè, còn chị đẹp nào chút nụ chút dặn thì bảo em. Đó, em có bông kiểu chút dặn nè mấy chị. Đó, mẫu này 560 là bông kiểu nha. Bên ngoài nó có thêm một cái đây chị gái nha. Bên ngoài nó có thêm một cái viền bạc nữa mấy chị. Mẫu này đang sale còn 560 nè mọi người nha. 210560 giùm em. 210560 giùm em luôn chị gái nha. Mẫu này đẹp nè, phù hợp với mọi trái tay nha, chút dặn luôn. Đó, chị nào mà muốn màu mè thêm xíu nè, thích kiểu cọ thêm xíu, lấy cái mẫu này, nó có đính đá bên ngoài nha. 210560 miễn phí giao hàng kèm quà tặng. 210560 miễn phí giao hàng kèm quà tặng nha. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận nha. 210 mấy chị ơi, 560.000 giùm em. Đó, mẫu này thì đẹp nha mọi người nha. Nó có thêm một cái viền bên ngoài mấy chị, ngọc của nó cũng là 8 ly luôn. Nụ là 540 nha, nụ dặn là 540. 210 bông dặn là 560. Đó, chị đẹp nào thích đeo đơn giản thì đeo cái nụ không. Còn chị đẹp nào muốn cho nó sáng sáng đi một xíu nữa, mình có thể lấy cái đôi này nha mọi người nha, đính đá nha mọi người nha. Rồi nhận hàng kiểm tra xong thanh toán giùm em chị gái nha. 210 kèm số điện thoại. Chị nhận nụ sòn rồi, đẹp lắm em. Rồi ok, cảm ơn chị đẹp nè. Chị gái ơi, có lấy dây xuyên hạt không? Hôm qua tới giờ hỏi dây xuyên hạt nè, có lấy dây xuyên hạt không? Em chút đơn cho mai em lựa ngọc đẹp cho nha chị Hoa Phương nha. Có lấy mẫu thì báo em, mai em lựa ngọc đẹp cho nè. Rồi nhận hàng kiểm tra xong thanh toán giùm em luôn chị gái nha. Còn chị đẹp nào thích bông tai cho em xin lựa ha. Đó, chị Quang Quỳnh Phan chọn được cái mẫu bông nào chưa? Ai bông chút dặn mấy chị ơi, cái gen của nó cao ở trên mấy chị, cái gen của nó tuốt ở trên nè, cho nên là phù hợp với mọi trái tay nhỏ dày mỏng lớn bé đeo được hết cho em nha. 560.000 và nói trước với mọi người luôn, cái mẫu này em còn dài đôi nữa hết hàng mấy chị gái ơi. Chị đẹp nào nhanh tay thì còn, chậm tay là hết nha. Cái mẫu này em sắp hết rồi mấy chị, em còn có dài đôi nữa thôi mọi người ơi, số lượng em còn rất ít luôn mấy chị. Những cái sản phẩm đẹp như thế này mọi người nha, em có ít lắm mọi người đó. 210 kèm số điện thoại em luôn, 560.000 mấy chị, miễn ship kèm hai quà. Đeo có bị đen không chị? Em bao luôn. Đó, mấy chị biết không? Vàng với bạc mấy chị là hai cái dòng kim loại rất là tốt luôn, đeo nó sẽ không đen mà không có đứng da. Đó là hai cái sản phẩm trang sức dành cho phụ nữ mình mấy chị. Đó, các chị mua hàng nhựa, hàng giả, hàng kém chất lượng Mỹ ký á mọi người nha. Đó. Nó đeo rất là nó đen, 3 ngày thôi nó đen thui mấy chị mà ngứa lắm. Còn cái chất liệu là bằng bạc chị gái nha, bằng bạc cho nên là nó sẽ không đen không ngứa. 540 hả chị Loan ơi, 540 là nụ nha. 540 là nụ chút dặn nha, còn 560 là bông kiểu nha, mã 210. Chị Loan của em lấy đôi nào? 540 là đôi nụ nha chị đẹp, nụ chút dặn 540. Còn 210 là 560 nè, chị Huyền Nguyễn một đôi nè. Chị Huyền Nguyễn một đôi, còn chị đẹp nào nữa không? Số lượng còn đang rất ít nha. Chị Loan ơi lấy đôi nào chị Loan ơi, 540 là đôi nụ nha chị, nụ dặn 540 ha. Vòng cổ ngọc trai vàng có 6 ly không em? Dạ không ạ. Dạ không. Màu vàng em chỉ có một cộng duy nhất 133 triệu, dây 89 ly, một cộng 133 triệu. Rồi chị Loan lấy đôi nào? 540 là đôi nụ nha chị Loan ơi, nụ dặn 540 phải không? Đó, chị chốt nụ dặn 540 thì comment ok em gửi đi chị cũ cho. Còn em đang đeo là 210 560 miễn ship kèm quà. Cái sản phẩm này em hiện tại đang còn có ít đôi đâu mọi người nha, có chị nào ưng thì comment em chốt luôn cho nha. 210 kèm số điện thoại em chốt đơn, 560 bông chút dặn nha. Cái mẫu này nó phù hợp với mọi trái tay nha mấy chị. Đó, ví dụ như mấy chị trái tay to, trái tay nhỏ hay là trái tay vừa vậy đó, cái chị đeo được hết cho em luôn. Tại biết sao không? Cái gen của nó cao mấy chị, cái gen của nó, cái gen dặn của nó thiết kế cao lên trên, cho nên là cái chị có thể dặn sâu vô bên trong luôn. Đó là phù hợp với mọi trái tay được chưa?
Và mấy chị mua mà những cái bông chút dặn như này, em có gửi thêm cho mấy chị những cái nụ, những cái nhựa silicon nữa, cho nên là các chị đeo rất là ok luôn nha. Rồi bông em đang đeo là 210 nha, giá sale chỉ áp dụng trực tiếp trên line. Chị đẹp nào của em mua trên line là được miễn ship nha. 540 là được miễn ship chị gái ơi, miễn ship 540 là bông nụ dặn nha chị ruột ơi. Đây quay cam sao chị xem nè, nụ dặn 540 lấy mẫu này đúng không? Đúng thì comment ok gọi địa chỉ cũ luôn nè chị gái ơi. Bông nụ chút dặn là 540 nha, miễn phí giao hàng tặng hai quà. Lấy mẫu này em gửi địa chỉ cũ luôn cho nè, chị Long Nguyễn nha. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán mọi người nha, nụ dặn 540 chị nào chốt bảo em. Chị Trịnh Quỳnh lấy đôi 210 560, chị Hạ Vi lấy đôi 210 560 đó, ưng mẫu thì comment nha, nhanh còn chậm hết nha mọi người. Rồi ok chị Lon, nụ chút dặn 540 miễn ship tặng hai phần quà gửi đi chị cũ nha. Rồi ok chị đẹp của em luôn, quà tặng ngày hôm nay sẽ là một cái dòng ngọc và một mặt mẹ quan âm, một cái dòng ngọc cẩm thạch và một cái mặt mẹ quan âm chị gái ơi. Đây quà em có lên cho mấy chị xem luôn, yên tâm mấy chị em like kỹ lắm đó, bán like em bán kỹ nhất luôn á mọi người nha, chốt like ra chốt từ từ mấy chị ruột ơi. Rồi ok chị Lon luôn, địa chỉ cũ luôn, hai quà chị Huyền ơi, miễn ship luôn nha chị Huyền. Rồi ok chị Trang Phạm nè, chị Trang Phạm lấy đôi 210 màu trắng 560 chị ruột ơi, miễn ship luôn. Rồi còn chị đẹp nào chốt đôi này nữa thì comment em chốt luôn nha mọi người nha. Số lượng còn đang rất ít nha mọi người nha, ai comment thì có luôn mới chơi bông chút dặn nha mọi người, dễ đeo lắm. Chị Thạc Nguyễn có lấy mẫu này comment cho em nha, đơn giản dễ đeo mà nó đẹp nữa. Nụ dặn là 540, 201 khóa dặn là 560 nha mọi người. Ngọc trai là ngọc trai được nuôi cái nước mặn tại đảo Ngọc Phú Quốc dùm em luôn, mẫu này nó mềm mại mấy chị gái ơi. Đó, mềm mại dùm em luôn nha, rồi em qua mẫu nha. 3 đến 5 ngày sau các chị nhận được hàng được kiểm tra và được đeo thử dùm em luôn nha mọi người. Đó, 3 đến 5 ngày sau nhận được hàng được kiểm tra đeo thử dùm em, vừa đẹp mà vừa xinh luôn ha. Rồi em lên mẫu tiếp theo cho mọi người lựa luôn nha, qua trường mẫu luôn. Mấy chị muốn em lên cái gì thì báo nha. Đang lên bông khóa dặn đúng không? Vậy thôi lên vài mẫu khóa dặn nữa ha. Đang lên bông khóa dặn thì thôi lên vài mẫu khóa dặn nữa nha mọi người nha, để mấy chị dễ lựa ha. Đây mẫu mặt trời 225, bông tai 225 mẫu mặt trời mọi người nha, mẫu này đang sale còn 520 thôi ạ. 225 mọi người nha, 520.000 bông chút dặn luôn. Ngọc trai kết hợp với bạc y 925, mẫu này là ngọc 7 đến 8 ly mọi người nha. 225 bông khóa dặn dùm em luôn mấy chị, giá sale cho mình còn 520. 520.000 đồng dùm em luôn mọi người nha, nhận hàng kiểm tra xong thanh toán ha. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này cho em xin cái bình luận luôn nha. 3 đến 5 ngày nhận được dùm em luôn, được kiểm tra đeo thử. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán dùm em luôn nha mấy chị, ưng mẫu comment em chút đơn. 225 kèm số điện thoại cho em chị gái ơi, 225 bông khóa dặn luôn nha. Rồi đem có hóa dặn hoa mai này mấy chị. Đó, bông hóa dặn hoa mai mẫu 4 cánh dùm em luôn mọi người nha. Mẫu này bên em giá sale cho mình còn 580 nha mọi người, 2051. 2051 bông chút dặn 580.000 đồng dùm em. Ngọc trai là ngọc trai được nuôi cấy tại đảo Ngọc Phú Quốc dùm em luôn chị ơi, mẫu này đang sale còn 580 ạ. À. Đó, bông khóa dặn dùm em luôn chị cả nha, bảo hành 3 năm kiểm tra xong thanh toán nha. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha mọi người nha. 3 đến 5 ngày sau là nhận được sản phẩm dùm em luôn nha mấy chị. Đúng mẫu đúng mã như trên like mấy chị mới phải nhận hàng dùm em luôn chị gái ha. Rồi 2051 nè chị đẹp nào chốt mẫu này comment cho em nha. 2051 bông khóa dặn luôn nha chị đẹp. Đó bông khóa dặn dùm em luôn 2051 chị gái nha. Đây em có mẫu này nữa nè mấy chị, 2049 nè, bông khóa dặn luôn. Mẫu này bên em đang sale cho mọi người luôn, chỉ còn có 620.000. 620.000 đồng bông khóa dặn nha mọi người nha. 2049 nè. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn mọi người nha. Đó chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha mấy chị. Đây 2049 giùm em luôn mọi người nha, giá sale cho mình luôn còn 620. Đó, 620 bông chút dặn nha. Rồi nghỉ lên chút dặn mấy chị cục ơi, lên là im ru là nghỉ lên. Đó em nó ngộ lắm mấy chị ơi, lên mà khách hàng bình luận nhiệt tình em mới lên mấy chị cục ơi. Im ru là qua mẫu. Em gu là qua mẫu. À bông này đẹp nè mấy chị cô ơi, bông này có nhẫn luôn nè. 2055 nè mấy chị, trời nó đẹp. Nha, mẫu này ngọc có 6 ly thôi, 6 ly, 6 ly nha, 560.000. Mẫu này đẹp nè mấy chị, 6 ly à, 560 mọi người ơi, đẹp quá.
nha, 560.000 đồng giùm em luôn mọi người nha, không nghe nhầm nhé, mới chơi 560.000 giùm em. Rồi nhận hàng kiểm tra xong thanh toán mọi người nha, mẫu này đang sale còn 560 mấy chị gái ơi. Đó, đang sale 560.000 đồng thôi nha mọi người. Bảo hành sản phẩm 3 năm kiểm tra xong thanh toán các chị gái ơi. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này comment cho em nè, thôi đang sale mấy chị ơi, chúc đẩy nha. Đó, chúc đẩy giùm em chị Gục nha, chúc đẩy giùm em luôn ạ. À. 3 đến 5 ngày là nhận được hàng giùm em luôn nha mọi người. Đó, mẫu này bông chúc đẩy giùm em luôn chị gái nha, nhận hàng đeo thử giùm em ha. 2055 giùm em luôn chị gái ơi, 2055 giùm em luôn nha mọi người. Rồi chị đẹp nào chốt 2049 để lại số điện thoại luôn. Đó, 2049 mẫu này 620 nha. Trời ơi, mẫu này nó to, nó bự, nó sang mấy chị ơi, chút dặn luôn nha. Đó, đeo lên là ôm hết trái tài của mấy chị gái luôn nha, mẫu hình hoa mấy chị Gục ơi. Rồi kiểm tra xong thanh toán nha, song long có nhiều mẫu mã đa dạng đẹp mê. Mê cung còn có đường ra mấy chị Gục ơi, mê chay thì chịu biết ra đường nào mọi người nha. Mê cung còn có đường ra chứ mê chay thì chịu biết ra đường nào. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này bình luận em chốt cho. Đó, 2049 mọi người nha, sale cho mình luôn chứ còn có 620.000 mấy chị. Rồi kiểm tra xong thanh toán nha, chút đơn để lại số điện thoại tặng hai quà nữa nha mọi người. Rồi còn chị nào thích bông đó không, thích bông thì lên bông, không thích thì qua mẫu nha. Đó, không thích thì nói em ơi, chị không thích bông qua mẫu mấy chị, đỡ là mất thời gian của đôi bên đúng không. Đó, dây chuyền bông tai gì ôi thôi tùm lum mẫu mấy chị gái ơi, thích cái gì thì nói em tiếng nha. Thân nhau cũng bỡ câu chào mấy chị Gục ơi, mà quý nhau thì cũng bỡ ngay vào xem like nè. Đó, xem like phải bình luận lên để cho em biết mấy chị đang xem. Mấy chị không bình luận thì cũng bình thường thôi, có biết ai đang xem đâu. Đó, có biết ai đang xem đâu. Rồi, ưng mẫu comment. Trời ơi, đây chị gái ơi, 2055 hả chị, đây đeo thử cho nè. Đó, em là thích đeo mẫu lắm mấy chị, tại vì biết sao không, mẫu đẹp. Em thích đeo dữ lắm luôn mọi người nha, để em đeo thử cho chị gái xem nè, chị Quỳnh Anh nè. 2055 mọi người nha. Đó, nhận hàng kiểm tra xong thanh toán luôn. Trời ơi, cái mẫu nó đẹp mấy chị ơi, cửa hàng em ở Phú Quốc nha chị đẹp. Đó, cái mẫu này là đeo ôm sát trái tay luôn mấy chị gái ơi, thật sự luôn. Ôm sát trái tay mọi người nha. Đó, đeo lên một cái là đẹp lung linh luôn, mới chơi viên ngọc trai 6 ly thôi ạ. Viên ngọc trai 6 ly thôi nha mọi người nha. Rồi, sale cho mọi người luôn 560.000. Mẫu này bên em đang sale cho mọi người luôn nha, 560.000 đồng một đôi giùm em luôn chị ơi, kiểm tra xong thanh toán nè. Đó, ai thích mẫu 2055 thì bảo em, mẫu này có luôn cái nhẫn nha. Sếp em ở Phú Quốc chị Gục ơi, thành phố Phú Quốc Kiên Giang nha chị gái. Em đang ở Phú Quốc nha mọi người nha, Phú Quốc Kiên Giang mấy chị Gục ơi, kiểm tra xong thanh toán nha. Rồi chị đẹp nào ưng mẫu thì comment cho em luôn, ưng mẫu thì comment em chút đơn nha. 3 đến 5 ngày là nhận được hàng rồi mấy chị gái ơi, được kiểm tra, được đeo thử luôn cho nên các chị an tâm phú hồn. Mẫu nơ hả chị, đây mẫu nơ chị Quỳnh ơi, mẫu nơ là 599.000 chị đẹp nè, 2031 mẫu nơ ngọc tròn 599.000 giùm em. Mẫu này là bên em đang sale lớn mấy chị Quỳnh ơi, còn có mấy đôi mấy chị. Rồi 2031 đang sale còn 599.000 chị ơi, chốt mẫu này để lại số điện thoại cho em. Cú pháp đặt hàng, mã sản phẩm kèm số điện thoại chốt đơn. Rồi chị đẹp nào chốt mẫu nơ cho em xin bình luận nha, nhận hàng cứ kiểm tra hàng giùm em nha chị, em tặng cho chị hai phần quà miễn ship luôn chị ơi. Đó, lấy mẫu nơ được tặng hai phần quà miễn ship luôn nha mọi người nha, nhận hàng mình được đeo thử nha mọi người. Đây chị gái ơi, mẫu nơ nè chị, đẹp không? 599.000 đôi miễn ship kèm hai quà. 599.000 đôi miễn ship kèm hai quà nha. Chị đẹp nào ưng mẫu thì comment giùm em. Chất liệu sản phẩm là ngọc trai nuôi kết hợp với bạc ý 925, bạc đeo không đen, không xỉn màu và không kích ứng da. Chương trình sale và tặng quà em áp dụng trực tiếp ngay trên live. Đó, chị đẹp nào của em mua tặng mua hàng bình luận ngay trên live mình sẽ được giá sale và quà tặng. Rồi bông cái nơ chị của con dễ thương lắm chị. Đó, bông này dễ thương lắm chị, ai đeo cũng đẹp chơi mọi người nha. Xin lung linh luôn, muốn sang phải bắt cầu kiều mấy chị ơi, mà muốn mình tỏa sáng thì phải mua ngọc liền các chị nha. Rồi 599.000 luôn, 2031 nha. Chị đẹp nào ưng mẫu này thì bình luận giùm em. Trong cuộc sống các chị có thể đỡ mấy chị của anh, đỡ con đi học về, đỡ chồng đi làm về, cái gì đỡ cũng được mấy chị, nhưng mà làm đẹp là không có đỡ được mấy chị ơi. Đó, thanh xuân nó qua rất là nhanh mọi người nha, nó hơi mau hết ngày, mau hết giờ mấy chị, qua qua năm lắm mấy chị nha mọi người nha. Đó, em mới bán hàng cho Song Long, em
đơn giản đâu mọi người nha, em tưởng tượng là em mới làm thôi mấy chị, nhưng mà thật sự là gần 10 năm rồi mấy chị cuộc coi, nói thời gian nó qua lâu kinh khủng, nó qua nhanh kinh khủng luôn mấy chị nha. Đó, xuống sắc rồi mấy chị gái ơi. Đó, cho nên là các chị phải trau chuốt cho bản thân nha, bỏ qua một chút xíu mấy chị gái là không có được nha. Nơ vàng hay bạc, bạc chị gái ơi, 599.000 là bằng bạc nha chị cuộc. Đó, bằng vàng mà không có mẫu cái nơ, bằng vàng tầm khoảng 7-8 triệu trở lên chị cuộc ơi. Đó, 599.000 đồng không có bằng vàng đâu chị gái ơi. Ngọc trai kết hợp với vàng giá mềm nhất cũng phải 6 triệu ngoài chị đẹp ơi nha, mẫu toàn ten á chị. Còn cái mẫu này là ngọc trai kết hợp với bạc nha chị ơi, cái nơ kết hợp với bạc chị ơi, 599.000. Rồi có chút đơn thì lên lại để lại số điện thoại giùm em gái luôn nha chị đẹp ha. Rồi ai muốn em lên sản phẩm nào nữa comment em lên mẫu tiếp cho nè. Đó, ngọc trai là ngọc trai được nuôi cái và đậu ngọc Phú Quốc giùm em chị ơi, ai muốn em lên mẫu nào comment em lên mẫu tiếp nha. 3 đến 5 ngày sau là các chị nhận được hàng rồi, được kiểm tra và được đeo thử luôn cho nên yên tâm. Rồi chị Nhi lấy vòng tay cái nơ 599.000 này, em cảm ơn chị Nhi nha. Dạ ok chị đẹp của em. Rồi 3 đến 5 ngày sau nhận hàng, được kiểm tra đeo thử luôn nha chị. Nhận hàng rồi mình nhớ lên like mình cho em xin phản hồi nha chị ơi. Ở nhà em có nhiều mẫu lắm. Nơ có hột nhỏ không? Không chị cuộc ơi, 8 ly một size 1. Đó, mẫu cái nơ chỉ có 8 ly thôi nha chị ơi, một size 1 chị gái ơi. Rồi ưng mẫu chút đơn, lên số điện thoại. Rồi còn chị đẹp nào muốn em lên sản phẩm gì nữa bình luận cho em nha. Bông hay là dây chuyền? Có đôi nào 12 ly không bạn? 12 ly không đeo được đâu chị ấy. Bông tai ngọc trai 12 ly chị không đeo được đâu, nó nặng lắm, không đeo được chị ấy nha, đeo là hư cái tai luôn. Nha chị ấy nha, bông bên em to nhất cũng chỉ có 9 ly thôi ạ. Đó, bông to nhất mình cũng thể đeo 9 ly chị ấy nha. Nay có mặc mớ không em? Ôi ôi, mẫu song long là mẫu nào cũng mớ hết trơn chị cuộc ơi. Đôi khi em nói thiệt với mấy chị là các chị chưa xem, chưa bao giờ xem được hết mẫu dây chuyền nhà song long. Không có nhân viên nào mà lên được hết mẫu cho mấy chị gái luôn, em bảo đảm luôn. Nó gần cả 100 mẫu mấy chị, lên không bao giờ hết luôn á mọi người nha. Đó rồi ok, để em lên mẫu 9 ly cho chị xem ha. Đây chị gái nha, bông tai ngọc 9 ly là đeo được rồi, 12 ly nó bự lắm, đeo là xệ tai luôn á. Đây chị gái nha, em có hoa tai khóa cài nè chị, mẫu này 9 ly nè chị cuộc ơi. Đó, ngọc trai kết hợp với bạc ý 925 giùm em luôn chị cuộc ơi, mẫu này đang sale còn 599.000. Ủa lộn, 595.000 nha chị đẹp. Ngọc trai là ngọc trai được nuôi cấy tại đậu ngọc Phú Quốc giùm em luôn ạ. À, đây chị cả nha, ngọc là ngọc 9 ly nè. Chị đẹp nào muốn test ngọc chỉ luôn. Lấy hai viên ngọc trai mai sát lại giùm em, nó sẽ cho ra một lớp bột ngọc trai mọi người nha. Đây là bột xà cừ của ngọc nè. Đó, đó là ngọc trai thật giùm em. Còn mấy chị mua hàng nhựa, hàng giả, hàng kém chất lượng mấy chị cài giống em, nó sẽ không có ra lớp bột ngọc trai. Tại vì sao, nó là nhựa. Đó, còn có bột ngọc trai thì nó là ngọc trai thật nha mọi người nha. Rồi chị gái ơi, ưng mẫu này comment nha, 199 chị cuộc ơi, 595.000 bông chút cài. 199 595.000 đồng chút cài giùm em chị gái nha. Đây em có 2037 nè chị. Đó, mẫu này là ngọc 9 ly luôn chị cuộc ơi. Mẫu này đang sale còn 750 nha, chút đẩy giùm em. Đó, có 9 ly thôi mà chị nhìn nè, nó to chà bá lợn luôn chị gái nha. Đó, nó to chà bá lợn luôn chị cuộc ơi. Đó, mình lấy cái 12 ly là không có đeo được luôn á, 12 ly này nó bằng luôn cái gì ngoài chị, hết cái trái tay luôn. Đeo cho mình xem mở rồi ok chị đẹp nha, đeo cho chị xem chắc cái đôi cái mẫu hồi nãy quá. Đây đây rồi, đôi này là 750 nha, 2037 750 giùm em, còn đôi kia là 199 595.000. À, xem hoa tay móc câu trắng trên cùng mạ rồi ok chị đẹp luôn. Cái móc câu trắng là nó chỉ có 560 thôi chị cuộc ơi. Đây móc câu trắng là 560 giùm em luôn ạ. À, móc câu trắng này chị 560.000 nha. Miễn ship hai quà luôn nha mọi người. Móc câu trắng là 560, miễn ship hai quà giùm em luôn chị gái nha. Đó chị đẹp của em ưng mẫu nào thì bảo em. Đây chị ơi, viên ngọc 9 ly nè chị. Đó, đeo lên tay là nó ôm hết cái tay luôn chị cuộc ơi, nó bự cho bá lệnh luôn nè, thấy không? Đó, 12 ly là không đeo được luôn á chị gái ơi. Em đang đeo là 2037 chị Hoàng Vinh nha. Mẫu này bên em sale còn 750, miễn ship hai phần quà. Mẫu này bên em đang sale còn 750, miễn ship hai phần quà giùm em nha. Đó, kiểm tra xong thanh toán mấy chị cuộc ơi, bông 2037 nè, chị đẹp nào ưng mẫu đi comment em chút đơn. 2037 giá sale cho mình luôn còn 750.000 chị gái ơi. Đó, còn đôi kia là 595.000 em đeo thử luôn nha. Đây chỉ có hai mẫu này là to thôi, 9 ly đó chị.
Rồi nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm giùm em gái luôn nha chị ơi. Đó, nhận hàng mấy chị được kiểm tra, được đeo thử luôn ạ. 199.595.000. Đó, chị Hoàng Vinh thương mẫu nào comment nha. 3 đến 5 ngày sau nhận được sản phẩm, mấy chị cũng coi nhận hàng, bữa nay mình được kiểm tra đeo thử luôn cho nên các chị yên tâm ha. Rồi, ưng mẫu này thì comment giùm em. Đó, bông em đang đeo là 199 chị đẹp ơi, 595.000. 199 kèm số điện thoại em chốt đơn. 199 kèm số điện thoại em chốt đơn nha. Rồi móc câu này chị Cuộc ơi, sale cho mình luôn còn 560 chị nha. Ok, 2037 cho em số điện thoại luôn chị Cuộc ơi, tặng cho mấy chị hai phần quà. Dạ đơn của chị em đi rồi chị Kim Yến Hồ ơi. Đơn của chị em đi từ bữa rồi nha chị ạ nha, chắc mai nhốt nhận được nha. Để em hỏi nhân viên ngay để kiểm tra coi đơn của chị nhận được chưa. Rồi 2037 chị Hoàng Vinh cho em số điện thoại nha. 750 chị ơi, đem tặng cho chị hai quà luôn nè. 750.000 đồng miễn ship hai quà luôn chị gái nè. Đó, chị Cuộc sống mới có chút đơn thì em tặng hai quà luôn nha. Quà tặng màu xanh. Màu xanh là màu của sự khởi đầu mới, ấm no, thịnh vượng. Móc câu 506 nha, 2037 là 750 nha chị ơi. Rồi chúc đơn thì em xin bình luận luôn nha. 3 đến 5 ngày là nhận được hàng mới chơi, được kiểm tra và đeo thử luôn. Đó, ok chị gái luôn nha. Rồi em tặng cho chị đẹp hai phần quà luôn nha chị gái ơi. Em cảm ơn chị gái đã ủng hộ em gái nè. Bấm theo dõi trang giùm em chị ơi. Bấm theo dõi trang em đang like nha. Nhận hàng mình cho em xin phản hồi luôn. Đó, hàng của chị đó đến bu cục rồi đó chị ơi. Chắc ngày mai ngày kia gì vậy là chị nhận được hàng nha. Em gửi tới Tiền Giang rồi đó chị Cuộc ơi. Đó, đến bu cục rồi chị gái ơi. Rồi 2037 ok chị đẹp luôn nè. Đây chị gái của em ơi, 2037 nè chị. Đó, mẫu này bên em đang sale chị Cuộc ơi. Đang sale cho mình luôn chị ơi. Giá sale cho mình còn 750 nè. Còn chị đẹp nào chốt báo em. Đó, còn chị đẹp nào chốt đơn bình luận giùm em nha. 750.000 chị đẹp ơi. Kiểm tra xong thanh toán nha. Chiếc nhẫn vàng một hạt như chị 4.600.000 chị Cuộc ơi. 4.600.000 giùm em ạ. 4.600.000 giùm em chị gái nha. Kiểm tra xong thanh toán 4.600.000. Nhẫn em đang đeo bao nhiêu? Moissanite 1.250.000, nhẫn bạc là nhẫn ngọc trai là 750.000. Rồi chị đẹp nào có em mưng bông tay thì cho em xin bình luận luôn nha. Đó, 2037 đó chị, em xác nhận đơn là một lần nữa cho mình ha. Rồi móc câu chị đẹp ơi, 560.000 này chị. Chị Lê Sim có lấy mẫu này comment cho em gái luôn nha. Móc câu ngọc trai này chị, 560 giùm em luôn ạ. Bảo hành 3 năm kiểm tra xong thanh toán, móc câu chị ơi, 560 giùm em. Giá sale mấy chị ơi, miễn ship hai quà. Miễn ship hai quà giùm em luôn nha. Rồi chị đẹp của em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn ha. Chị Trương Nguyễn ơi. Đó, chị Trương Nguyễn với chị Phụng là thích dây chuyền to hay dây chuyền nhỏ, em lên mẫu chị lựa nha. Móc câu đang sale còn 560.000 đồng một đôi chơi. Nhẫn vàng 18 kết hợp ngọc trai kết hợp với vàng, mẫu này 4.600.000. Em có mẫu bạc nữa chị. Mẫu bạc thì giá nó mềm hơn, ngọc trai kết hợp với vàng là 4.600.000 giùm em nha. Rồi bông tai 199 chị Lan Anh. Đó, cảm ơn chị Hoa Võ thả tim cho em gái luôn nè. Cảm ơn chị đẹp. Rồi chị đẹp nào của em ưng mẫu này bình luận giùm em. Nhẫn vàng là 4.600.000 nha. Bông móc câu là 560.000 đồng nha chị đẹp. Móc câu 560, nhẫn vàng là 4.600.000 nha. Đó, cho chị xem đó, móc câu màu trắng trên cùng này chị. Có chút đơn thì comment giùm em đeo thử rồi đó. Có ưng mẫu thì comment em chút đơn nha. Đẹp quá, đúng rồi chị gái ơi. Đó, mê cung còn có đường ra mọi người nha. Mê trai thì chị biết ra đường nào. Rồi cảm ơn chị đẹp luôn. 3 đến 5 ngày sau là nhận được chị ơi, được kiểm tra đeo thử giùm em nha. Rồi em lên mẫu tiếp theo cho mấy chị lựa luôn nè. Đó, chị đẹp của em có thích mẫu bông tai móc câu thì bình luận luôn. Móc câu có toàn ten nè mấy chị. Móc câu toàn ten là 510 nha. Móc câu toàn ten 197.510. Móc câu toàn ten 197.510 chị đẹp nha. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán luôn. Móc câu toàn ten 197.510. Ai thích mẫu này comment em chút đơn. Bảo hành 3 năm kiểm tra xong thanh toán chị đẹp nha. Ưng mẫu đi comment cho em mọi người nha. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn mọi người nha. Đó, được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn mọi người nha.
Đó, vừa đẹp vừa xinh luôn. Có bông tai CK lấy gì ta? Rồi chị đẹp nào của em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha. Hai chị đẹp của em kêu em lên dây chuyền, còn trên like cho em xin phản hồi. Rồi chị cuộc sống mới có lấy bông tai cái nơ không, cho em xin số điện thoại luôn chị cuộc sống mới nè. Đó, có bông tai CK là gì ta? Bông CK là bông gì chị đẹp? Hai chị đẹp của em có muốn xem dây chuyền cho em xin một chấm lên dây chuyền cho hai chị đẹp của em nha. Rồi 3 đến 5 ngày sau nhận hàng giùm em mọi người nha, kiểm tra xong thanh toán 2031 giùm em mấy chị. 2031 kèm số điện thoại em chốt đơn mọi người nha. Bảo hành sản phẩm 3 năm được kiểm tra và được đeo thử giùm em luôn nha mọi người. Chị đẹp nào của em ưng mẫu này cho em xin cái bình luận luôn nha mọi người nha. Cho chị coi gần đôi đôi đen đi em, đôi gần đôi đen, à đôi đen là đôi trên phải không? Ok chị đẹp nè, đây chị gái ơi, đó đôi đen là đôi 2020 chị gục ơi. Ngọc trai kết hợp với bạc ý 925 luôn, mẫu này giống như mẫu mặt trời vậy đó chị. Giá sale cho mình còn 599 ngàn chị đẹp nha. Giá sale cho mình còn 599 nha. Rồi chị đẹp nào của em ưng mẫu này cho em xin bình luận nha chị gái nha. Kiểm tra xong thanh toán các chị gục ơi. 2020 599 ngàn chị đẹp. Đó, bông là bông chúc đẩy nha chị Vân. Bông chúc đẩy giùm em nè chị ơi. Ngọc trai kết hợp với bạc ý luôn. Chúc đẩy nè chị, 599 hai hoài giùm em. 599 hai hoài giùm em mọi người nha. Ưng mẫu này thì bình luận giùm em ha. 3 đến 5 ngày sau là nhận được sản phẩm giùm em mọi người nha. Được kiểm tra và được đeo thử giùm em luôn mọi người nha. Rồi chị gái nào của em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận nha. 2020 mấy chị đang sale còn 599 ngàn. Đó, đang sale cho mình luôn. Chị ơi đeo lại lần nữa nha. Em biết chị thích mẫu này từ hôm qua tới giờ rồi. Nha chị đẹp nha. Rồi em đeo thử một lần nữa cho chị lựa nha. Chị Trần Thị Quýt ơi, bông tai CK là bông gì chị ruột? Là toàn ten hay là sát tay chị gái ơi? Ký hiệu đặc biệt quá không biết đường. Rồi chị đẹp của em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận nha. 2020 màu đen chị gái ơi. 2020 màu đen kèm số điện thoại cho em luôn. Đó, mẫu này bên em đang sale cho mình luôn còn 599 ngàn. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em luôn mọi người nha. Ai ưng mẫu thì comment em chốt đơn cho. Đó. Cho hộp cho hột tròn hả chị? Cái bông cái nơ của chị là ngọc tròn mà. Đó. Cái bông cái nơ của chị là ngọc tròn mà chị ơi. Cái bông cái nơ của chị nãy là ngọc tròn mà. Cho hột tròn hay chị ơi đúng không chị? Đó cho hột tròn. Cái bông cái nơ là ngọc tròn mà chị ơi. 599 ngàn nha. À, có ngọc to hơn không em? Có chị gục ơi, em có bông loại to hơn chị gái. Em có loại to hơn chị gục ơi. Đó em có loại to hơn. Cái mẫu này thì nó chỉ có 599 thôi. To hơn thì giá nó co to hơn như hiệu nha. Ôi cái mẫu cái nơ của chị là ngọc tròn mà chị ruột ơi. Cái này chị, cái nơ ngọc tròn mà 599 nè. Xem thêm hả? Xem thêm hả? Xem thêm là nó chỉ có cái mẫu này là ngọc tròn thôi chị ruột ơi. Còn mấy đôi còn lại là nó tầm khoảng 2-3 triệu trở lên đó chị gái ơi. Có bao nhiêu mẫu rồi chị? Đó nó chỉ có bao nhiêu mẫu thôi chị gái ơi. Còn mấy cái mẫu kia là nãy em cho chị xem rồi đó. Mua hai đôi giá dẫn vậy chị ruột ơi, em bán trên đây là giá sale mà. Mua hai đôi đơn của chị trên 1 triệu được tặng hũ vàng với ông lộc. Chị mua hai đôi chị được sẽ được tặng một ông một hũ vàng với một ông lộc chị cả nha. Hai đôi được tặng hũ vàng với ông lộc. Đây em có bông tai 166 chị đẹp ơi, mẫu này là 699 nè chị. Đó, bông này là sáng như trăng rằm, sáng như trăng rằm mọi người ơi, 699 ngàn giùm em. Đó, nhận hàng kiểm tra xong thanh toán giùm em chị cả nha. Đó, ưng mẫu thì bình luận giùm em gái luôn nha. Bông to hơn thì em có cái mẫu này nè chị, 2037 nè, mẫu này là 9 ly luôn á chị, 750 giùm em nha. Trái tay chị đào thật sự to mình mới đeo được cái đôi này chứ mấy chị.
2037 750, trái tay thật sự to mới đeo được nha. Còn trái tay nhỏ mấy chị đeo không có được nha mọi người ơi, mẫu này nó to lắm. Bông tai cái nơ là 599.000 đồng nha chị gái ơi, cái mẫu này đang sale á chị, đang sale nha chị Hồng em ơi, cái mẫu này đang sale á chị, có 599.000 à. Đó, còn những cái bông tai còn lại chịu nha, những cái bông tai còn lại thì nó sẽ là 2-3 triệu trở lên ngọc tròn. Rồi hai bông cái nơ giùm em chị Cuộc ơi, 599.000 chị, 599.000 đồng giùm em chị cả nha. Đây còn đôi 400 là đôi nụ chơi, nụ là bông chút đẩy nha, ngọc bán cầu chơi, 400.000 là bán cầu không phải tròn nha chị đấy. Đó, 400.000 đồng là ngọc bán cầu không phải ngọc tròn như chị Cuộc sống mới rồi. Nụ là 400 giùm em chơi, ngọc là ngọc 8 ly, 400.000 đồng đôi nụ giùm em. Đó, còn cái nơ là ngọc tròn chị Cuộc ơi, tròn 8 ly 599.000 bông cái nơ. Đó, bông cái nơ mã là 2031 nha, 599.000. Cái nơ 2031 599.000, nụ 1 hột là 400. Còn đây là bông tai 2037 ngọc 9 ly, giá sale còn 750. Đó, rồi chốt nụ cho em số điện thoại luôn chị Cuộc sống mớ ơi, 400.000 đồng hai phần quà luôn nha. Đơn 500 miễn ship, dưới 500 phí ship 20 giùm em luôn ạ. À. Rồi chị Hồng em có lấy bông cái nơ thì bảo em nha, có 599.000 thôi nha chị đẹp, ngọc tròn. Cái nơ ngọc tròn 599. Cái nơ ngọc tròn 599 ngọc 8 ly giùm em luôn nha chị ơi. Cái nơ ngọc tròn 599 ngọc 8 ly. Đây chị Cuộc ơi, mẫu co hơn này chị. Mẫu to hơn này chị Mai Phương này, bông chút đẩy luôn, mẫu này là 750 một đôi nha. Đó, chị thích ngọc màu đen em đổi cho mình màu đen vẫn được ạ. À. Rồi lấy hai đôi miễn ship chị Cuộc ơi, nụ 400 hai đôi miễn ship nha chị Cuộc ơi. Hai đôi 800 miễn ship, tặng hai phần quà tặng cho mình luôn chị gái ha. Đó, hai đôi là được tặng hai cái này thôi chị Cuộc ơi. Ok chưa? Đó, đơn chịu chứ lên mới được tặng cái kia, mình mua hai đôi 400, hai đôi 800 chứ được tặng cái này thôi nha. Rồi chúc đơn cho em gái xin số điện thoại. 3 đến 5 ngày sau là nhận được hàng mọi người nha, được kiểm tra đeo thử luôn. Nụ 400 còn ai chốt báo em nha. Nụ 400 còn ai chốt đơn bình luận giùm em gái luôn nha mọi người. Bảo hành 3 năm kiểm tra xong thanh toán chị Cuộc nha. Rồi chị đẹp nào chốt nụ lên nụ giùm em. Chị đẹp nào chốt nụ lên nụ giùm em nha. 400 ngàn đồng một đôi chị Cuộc có hai đôi miễn ship nha chị. Đó, mình mua hai đôi lẻ là một đôi ship 20, hai đôi là ship 40. Còn mua hai đôi một lượt là mình không có bị ship nha chị gái nha, là mình không có được bị, không có bị ship nha chị gái nha. Rồi nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn chị gái nha. Đó, ưng mẫu thì comment em chút đơn luôn cho, đẹp quá chị gái ơi. Đó, bông cái nơ là 599 này chị E Hồng em đeo lại chị xem nha. Bình thường ngọc tròn là 2 triệu, 2 triệu 1, 2 triệu 9, 3 triệu 2. Đó, duy nhất đôi này đang sale 599 chị ơi, duy nhất đôi này đang sale còn 599.000. 3 đến 5 ngày sau là nhận được giùm em luôn, được kiểm tra đeo thử luôn mọi người nha. Đó, được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em luôn chị gái nha. Đó, mẫu này bên em đang sale mấy chị gái ơi, đôi nào cũng đẹp ha. Dạ em cảm ơn chị. Đó, nhà Song Long bên em cho ra mắt hơn 10.000 mẫu mã sản phẩm rồi chị ơi, đôi nào cũng đẹp ạ. À. Rồi chị Cuộc sống mới lấy đôi hai đôi nụ cho em số điện thoại nha. Mua hai đôi là mình được miễn ship nha chị, hai đôi là mình được miễn ship luôn. Các chị chốt đơn ngày mai hơn 8 giờ nhân viên gọi điện xác nhận đơn cho mấy chị. 3 đến 5 ngày sau là các chị nhận được hàng giùm em nha. Đôi nơ là bằng bạc chị Linh Tuyết ơi, ngọc trai nuôi kết hợp với bạc ý 925. Bạc các chị đeo không đen không xỉn màu cũng như là không gây cái đứng da nha. Ngọc trai kết hợp với bạc mới chịu coi. Còn ngọc trai kết hợp với vàng mới chị. Đó, nó sẽ tầm khoảng từ 4 5 triệu, 7 triệu trở lên. Nha mọi người nha. Kết hợp với vàng là tiền triệu mới chịu coi. Còn cái mẫu này có vài trăm ngàn thì nó là kết hợp với bạc mới chị. Ok chưa? Rồi chị đẹp nào chốt đơn lên bình luận giùm em nha. Bông tai cái nơ đang sale còn 599.000, ngọc trai kết hợp với bạc. Một nụ một nơ. Rồi một nụ một nơ cho em số điện thoại luôn chị gái ơi. Cho em xin số điện thoại luôn nha. Nụ là 400, nơ là 599, mình được miễn ship luôn nha chị ơi. Miễn phí giao hàng giùm em luôn nha chị đẹp. Chốt đơn cho em số điện thoại luôn nha chị gái ơi. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán ngày mai hơn 8 giờ nhân viên gọi điện xác nhận đơn nha mọi người. Giờ này chốt đơn mai hơn 8 giờ nhân viên gọi xác nhận đơn, 3 đến 5 ngày sau là nhận được sản phẩm giùm em. Rồi em qua mẫu luôn nha, còn chị đẹp nào chốt bông cái nơ ngọc tròn thì bảo em 599.000 thôi mấy chị. Đó, còn nụ bình thường là 400, đôi nào cũng đẹp chị gái ơi.
Rồi ok chị, cuộc sống mới nha. Chị đẹp mua hai đôi, em mình mua hai đôi em tặng cho mình hũ vàng chị hả nha, chứ không nào ở dưới ông lộc đó, hũ vàng với ông lộc chị hả nha, em tặng cho mình hũ vàng với ông lộc chị hả nha, hai phần quà rất đẹp luôn, hai đôi bông đó. Hũ vàng bên trong có chứa rất là nhiều nén vàng chị ơi, đó mang lại cái sự nhằm mục đích cầu vận may, sự giàu sang, sung túc, hạnh phúc cho gia chủ và một ông lộc đó. Rồi còn chị đẹp nào chốt báo em nha, cái nơi chị Linh Tiết ưng mẫu comment nha. 599.000 đôi miễn ship kèm quà tặng, 599.000 một đôi miễn ship kèm quà tặng mọi người nha. Bảo hành 3 năm kiểm tra xong thanh toán, chị khám thiên 2031 địa chỉ cũ khỏi gọi, ok chị đẹp luôn. Còn chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn mấy chị. Rồi còn chị đẹp nào ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha. 2031 599, 2031 599 nha. Rồi còn chị gái nào có em thích bông tai thì cho em xin bình luận luôn nha. Vừa đẹp mà vừa xinh luôn mấy chị ơi. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán nha. Đó, ai muốn em lên mẫu gì nữa thì cho em xin bình luận luôn. Nụ 400 còn ai chốt nữa không? Nụ là 400 ngàn đồng một đôi, còn ai chốt nữa thì cho em xin bình luận luôn nha. Rồi hello chị Hoa. Trời cảm ơn chị Hoa nha. Chịu like chị Hoa luôn. Tim. Tim chị gái nha. Rồi còn chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận nha. Mình lấy chuỗi được, mình lấy chuỗi được mấy chiếc hả? Đây chị gái nha, nếu như mà mình lấy thích cái vòng tay thì em tặng cho mình hai cái vòng tay nha chị đẹp nha. Mình thích cái vòng tay thì em tặng cho mình hai cái vòng tay chị ruột nha. Còn không mình lấy vòng tay với mộc phật đó, thích vòng tay thì được tặng hai vòng tay chị ơi đó. Bên em tặng theo tổng đơn chứ không có tặng theo món chị đẹp ơi, được chưa? Tặng theo tổng đơn. Ví dụ như mình mua đơn bình thường được tặng hai quà, tổng đơn triệu trở lên được tặng quà khác. Đó, đơn của chị là 999.000 đấy, ra em tặng cho chị hai quà thôi. Đó, nhưng mà em tặng cho mình hũ vàng chứ không lọc, chị không thích thì có thể lấy hai vòng tay đá vẫn được luôn. Ok ha. Cho xem bông nụ hả? Rồi ok chị gả luôn nè. Bông tay nụ bên em là 400.000 đồng một đôi chị cuộc ơi. Từ 5 cho đến 8 ly là 400. 9 ly 560, 10 ly 640 nha. Đây, 5 ly, 6 ly, 7 ly, 8 ly là 400.000. Đó, nụ ngọc trai chị Minh nha, nha chị Minh Trang. Nụ ngọc trai nó là mẫu hoa tây quốc dân á chị, đơn giản mà sang quý chị cả nha, mình có thể đeo được mọi lúc mọi nơi luôn. Đó, mình có thể đeo được mọi lúc mọi nơi giùm em luôn chị cả nha. Chị đẹp nào có em ưng mẫu thì comment cho em luôn. 3 đến 5 ngày sau là nhận được sản phẩm nha, được kiểm tra, được đeo thử mới chị. Đó, chị đẹp của em thích nụ mấy ly? Đây chị cuộc ơi, 9 ly là 560 nè, 10 ly là 640. 9 ly là 560, 10 ly 640 giùm em luôn nha chị đẹp. Thích mấy ly cho em xin bình luận luôn nè. Đây 10 ly nè chị, 640. Đó, còn 9 ly là 560 giùm em luôn nha. Bảo hành 3 năm kiểm tra xong thanh toán luôn. 8 ly là vừa đeo. Đó, bình thường em bán cái mẫu chạy nhất là mẫu 8 ly chị cuộc ơi. 8 ly là nó vừa đeo nha mọi người. Đó, 8 ly là nó vừa đeo chị gái nha. Em đeo lại cho mình xem ha. 8 ly là vừa đeo giùm em luôn chị gái ơi. Dòng cổ xin giá hả? Dạ dòng cổ em có giá từ 1 triệu mốt trở lên. Mỗi em đang đeo là hàng đẹp chị ơi. Mỗi em đang đeo là hàng đẹp nó 3 triệu rưỡi nha. Đó, hàng của bé Lai đeo lúc nào cũng đẹp hết trơn mọi người nha. Quá sang luôn ạ. Rồi bông em đang đeo là 400 ngàn đồng chị gái nha. Đó, bông em đang đeo là 400 triệu ơi. Ngọc trai kết hợp với bạc y 925. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử luôn. 400 ngàn đồng đôi nụ chị đẹp. Đó, nụ em đang đeo là 400 nha. Chị Trang thích mấy ly? Chị muốn đeo mấy ly thì nói em nha, nói em đi, em tư vấn cho mình nha chị đẹp nha. Bảo hành 3 năm kiểm tra xong thanh toán chị cuộc ơi, 400 ngàn đồng đôi. Dòng cổ em đang đeo là 3 triệu rưỡi nha chị Thảnh Hồ ơi, mẫu này hàng cao cấp. Đó, mẫu em chủ cổ em có hàng A, hàng B, hàng C. Hàng A là hàng cao cấp, hàng đẹp nhất, 6 triệu rưỡi một giây. Em đang đeo là hàng B chị cuộc ơi, 3 triệu rưỡi. Đó, còn cái mẫu B89 thì nó sẽ là 2 triệu 7. Đó, và mẫu 1 triệu 1 là ngọc giọt. Nha chị gái ơi, nó có đầy đủ giá thành luôn ạ. Tùy theo nhu cầu của mọi người mà các chị có thể mua cho mình một cái sản phẩm nó phù hợp ha. Rồi bông nụ em đang đeo 400 chị cuộc anh có lấy nụ báo em nha. Em có nụ chút dặn này chị, nụ chút dặn là 540. Đây chị đẹp ơi, nụ dặn là 540 chị ơi, nụ dặn là 540. Đó, nụ dặn là 540 chị cuộc ơi, nụ cài là 450. Đó. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn.
Rồi chị đẹp nào của em ưng mẫu này cho em xin bình luận luôn nha. Đó, có đơn có số hỏi là có quà giùm em luôn mọi người ha. Kiểm tra xong thanh toán chị gái ơi. Kiểm tra xong thanh toán luôn, quá đẹp. Thích nụ kiểu nào, chốt cài, chốt đẩy, chốt dặn đủ mẫu luôn. Nha chị gái nha. Rồi dòng cổ để em lên mẫu luôn nha. Đang chị nào muốn đẹp đẹp hơn xíu lấy 210 mấy chị, mẫu này chốt dặn nè. Đó, 560 mọi người nha, mẫu này đẹp bao đẹp luôn. Mẫu này chốt dặn bao đẹp luôn mấy chị, 560 nha. Rồi 3 đến 5 ngày sau nhận được hàng giùm em, kiểm tra xong thanh toán mọi người ơi. Ai chốt đơn comment cho em. Ai chốt đơn comment cho em mọi người nha, 210 560 giùm em mấy chị. Kiểm tra xong thanh toán mọi người nha, vừa đẹp mà vừa xinh luôn ạ. Rồi nhận hàng kiểm tra xong thanh toán nha. Đó chị đẹp của em thích cái nụ nào chị Trang ơi? Thích nụ nào comment giùm em. Xuyên hạt giá sao em? Xuyên hạt hả chị? Xuyên hạt em có loại 1,5 triệu chứ 950 chị ruột ơi. Xuyên hạt em có loại 1,5 triệu chứ 950 nè. Rồi chị Thảnh Hồ thích chủ cổ loại nào báo em nha. Đây xuyên hạt em có loại 950 với loại 1,5 triệu chị ơi. 950 thì ngọc nó nhỏ nha, còn 1,5 triệu thì ngọc nó to. Đây chị đẹp nha, xuyên hạt 9 ly là 950.000 đồng giá sale luôn. Còn 11 ly là 1,5 triệu giùm em nha. Đó chị đẹp của em thích xuyên hạt mấy ly thì cho em xin bình luận luôn. Xuyên hạt ngọc trai mấy chị ơi. Đeo nó vừa đẹp mà nó vừa xinh đó mấy chị, vừa đẹp mà vừa xinh nha. Đôi nụ trắng ánh hồng cho chị Mai nè, xuyên hạt cộng nụ cho chị Dương Tiền nha. Xuyên hạt 9 ly là 999.000, lấy thêm cái nụ 400 là 1,399 nè, em tặng cho mình hũ vàng với ông Lộc nha. Rồi cho em số điện thoại chốt đơn luôn chị đẹp ơi. Đó, chốt đơn cho em gái xin luôn số điện thoại nha. 3 đến 5 ngày sau là nhận được hàng, được kiểm tra, được đeo thử luôn. Rồi chị Thảnh Hồ ơi, mình thấy cái chuỗi cổ bao nhiêu nó vừa tầm với mình để em lên chưa ạ? Còn không mình lấy mẫu này nè chị. Đó, mẫu này bên em đang 3,5 triệu chị ơi, 3,5 triệu một giây nè chị, hàng đẹp. Rồi hàng cao cấp chị ơi, tiền nào của đó mọi người nha. Đó, còn muốn mua giá mềm lấy ngọc giọt 1,1 triệu thôi. Bông toàn ten hả? Rồi ok chị gái luôn, thích bông toàn ten lên bông toàn ten cho mọi người nha. Đây chị đẹp của em ơi, xuyên hàng 9 ly là 999.000 với nụ 8 ly là 400 nữa nha. Tổng 1,399 tặng 2 phần quà luôn, cảm ơn chị gái. Rồi chị Minh Trang có ưng mẫu này cho em xin bình luận luôn chị Minh Trang ơi. Chị Minh Trang của em có ưng mẫu này cho em xin bình luận luôn như chị Minh Trang nha. Đó chị Thảnh Hồ rất chuỗi cổ thì phản hồi giùm em luôn, chuỗi ngọc giọt mà chị, mẫu này 1,1 triệu thôi chị. Đó, mẫu này 1,1 triệu giùm em chị ơi, chuỗi ngọc giọt mà chị, 1,1 triệu. Ngọc giọt là ngọc nó dài dài mới chịu coi, như viên gạo mới chị, 1,1 triệu thôi, giá rất là mềm luôn. Chị Hương Giang lấy một đôi nụ em đang đeo, cảm ơn chị. Nụ em đang đeo là 400, nụ dặn là 540 miễn ship. Nụ dặn là 540 được miễn ship nha. Rồi nhận hàng kiểm tra xong thanh toán nha, em lên cho mấy chị xem một ít mẫu toàn ten nha mọi người. Em lên cho mọi người xem một ít mẫu toàn ten chị gái nha. Toàn ten có bông chút đẩy và bông chút cài nha chị Hồng Diễm ơi. Chứ tay chị nhỏ hay to em tư vấn mẫu cho chị nha. Chuỗi có 5 ly không? Dạ không chị Cuộc ơi, em không có chuỗi 5 ly ạ. Em không có chuỗi 5 ly chị Cuộc sống mớ ơi. Rồi chị Trung Đức lấy nụ dặn 540, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị đẹp đã ủng hộ em gái luôn nha. Dạ. Rồi 3 đến 5 ngày sau là nhận được hàng giùm em luôn chị Cuộc ơi, cảm ơn chị đẹp luôn ha. Rồi em lên cho mọi người xem qua một số bông toàn ten mọi người nha. Đây chị đẹp nào thích toàn ten thì comment nè, mẫu này là bán chạy nhất nữa mấy chị. Đó, bông toàn ten 2023 mẫu này đang sale còn 850 mọi người ơi. 850.000 đồng giùm em luôn mọi người nha, nhận hàng kiểm tra xong thanh toán. 2023 850.000 đồng giùm em mọi người nha. Ngọc trai là ngọc trai được nuôi cái nước mặn từ đảo ngọc luôn mọi người nha, 2023 850 một đôi khóa cài này chị. Đó, coi có ưng mẫu nào comment cho em xin cái mã em đeo thử như chị Hồng Diễm Lê ơi. Đây, nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn mấy chị. Đó, 3 đến 5 ngày sau là nhận được giùm em nha. Dòng cổ đáy màu hồng hay màu ngà em, ngọc trai nuôi nước mặn, ngọc trai Akuya trắng ánh hồng chị gái ơi. Ngọc trai Akuya màu trắng ánh hồng chị Thu Phương nha, em đang đeo là 3,5 triệu á chị. Rồi 2023 giùm em chị Cuộc ơi, mẫu này đang sale còn 850 nha. 2023 850.000 đồng giùm em luôn chị gái nha. Đây chị, bông tai hình chữ X nè. Đó, bông tai hình chữ X mẫu này là 599.000 nha, toàn ten chữ X chút đẩy. Toàn ten chữ X chút đẩy 699.000 đồng giùm em mọi người nha. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán nha. Các chị xem like mình đáng nán lại like mọi người nha. Đó, cùng nhau tham khảo sản phẩm đẹp mấy chị ơi, quà tặng hấp dẫn luôn. Rồi 51 giùm em nè chị, giá sale cho mình luôn còn 699 nha chị ơi. 699.000 đồng giùm em nha. Dòng cổ em đang đeo là 3,5 triệu chị đẹp ơi, màu trắng ánh hồng nha chị. 3,5 triệu dòng cổ em đang đeo là màu trắng ánh hồng chị Thu Phương ơi. Rồi bông tay toàn ten móc câu chị đẹp ơi, mẫu này là 510.
510 giùm em luôn nè. Chị Hồng Diễm có được đôi nào nói em đeo thử nha. 197 giá sale còn 510. Bảo hành sản phẩm 3 năm, kiểm tra xong thanh toán nha. Đó, 197, 510 giùm em luôn chị Ngọc ơi. Rồi 203 nè chị, 203 là 799 nha. Bông chốt cài 203 799 ngàn luôn, khóa cài 203 799 nha. Chị Tường Khang lấy 2023, ok chị đẹp chút đơn. Rồi còn chị đẹp nào chút đơn cho em sư lượng luôn nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em. Ôi sản phẩm gì mà nó đẹp mấy chị gái ơi. Rồi em đeo thử đôi 850 nè. Em đeo thử đôi 850 cho mọi người lựa nha. Rồi chị đẹp của em có ơn được mẫu nào cho em xin bình luận luôn chưa. Nhận hàng được kiểm tra đeo thử nha chị. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em chị gái nha. Rồi chị đẹp của em thích mẫu nào cho em xin phản hồi luôn ạ. 850 đôi này đẹp nè chị, đôi này bán chạy lắm luôn á chị Hồng Diễm Lê. Đó, đôi này bán rất là chạy luôn chị gái nha. Ưng mẫu này thì bình luận cho em nha. Chọn được mẫu nào comment em đeo thử cho chị gái nè. 2023 kèm số điện thoại nha mọi người nha. 2023 2023 kèm số điện thoại cho em nha. Rồi chị đẹp nào đang có mặt tại livestream của em cho em xin một cái dấu chấm đi mọi người nha. Em sẽ có một cái chương trình mấy chị gái nha, ưu đãi chớp nhón cho mọi người. Ai đang có mặt trên live của em từ hồi sớm tới giờ mấy chị chưa chọn được cái sản phẩm cho mọi người, cho em xin một cái dấu chấm liền tay mọi người nha. Em sẽ dành cho mấy chị một cái chương trình ưu đãi chớp nhón, gọi là flash sale. Chương trình này em diễn ra trong vòng 5 phút thôi, 5 phút thôi mấy chị. Đó, ai thấy em bình luận nhanh lên nè mọi người nha. Nhanh lên mấy chị ơi, cho em xin một cái dấu chấm nha. Đó, em đang chuẩn bị cho mấy chị một cái chương trình ưu đãi chớp nhón, gọi là flash sale mọi người nha. Chương trình này em áp dụng trong vòng 5 phút nha. Chị nào nhanh tay thì sẽ được một cái sản phẩm ngọc trai thật, ngọc trai nuôi kết hợp với bạc ý 925 với mức giá rất mềm nha mọi người nha. Giá mềm mấy chị của con, giá mềm flash sale 5 phút đồng hồ. 5 phút nha mọi người nha. Quà tặng của chương trình sẽ là 3 quà. Quà tặng của chương trình sẽ là 3 quà mọi người nha. Quá rất là nhiều chị quan tâm luôn. Ok mọi người nha. Hay là các chị đang đợi cái chương trình này ta? Hay là các chị đang đợi cái chương trình này ta? Rồi đây, hôm nay em sẽ cho mọi người một mẫu bông tai dưới 500 ngàn đồng luôn, nhưng được miễn ship nha. Được miễn phí giao hàng, được tặng 3 phần quà mọi người nha. Được miễn phí giao hàng, được tặng 3 phần quà mọi người nha. Đó, em sẽ cho mấy chị một đôi bông tai rất là đẹp luôn. Đơn, cái đôi này nó dưới 500 ngàn mấy chị, mà nó được miễn phí giao hàng luôn, nó được tặng 3 phần quà như em đang cầm. Rồi em thấy chị Kiều Phương, chị Văn Bích, chị Thu Phương, chị Hiền, chị Minh Trang, chị Hồng Em. Rồi chị Trần Nghiêm luôn nè, chị Trần Nghiễm nè, chị Thảo nha. Em lên mẫu nha mọi người nha. Em lên mẫu cho mọi người luôn. Ngày hôm nay em sẽ cho mọi người một cái mẫu bông tai sát tay nha mọi người nha. Flash sale cho mọi người luôn. Mẫu này em sale cho mấy chị là giảm sale 40% giá trị sản phẩm. Em quay cam sao cho mọi người luôn nha. Đây chị đẹp nha. Đó, hôm nay em sẽ cho mọi người một cái bông tai 101 mấy chị cô ơi. Mẫu này bình thường em bán là 750 một đôi. Ngày hôm nay tại live này em sale chi ăn cho mọi người nha mọi người nha. Đó, em giảm cho mọi người luôn, chỉ còn có 445.000 đồng được miễn ship luôn. 445.000 đồng được miễn ship luôn nha. Chị nào chốt đơn này comment là bông sale kèm số điện thoại. Bông sale kèm số điện thoại em chốt đơn mọi người nha. Đó, bông sale kèm số điện thoại cho em luôn, hoặc là bông 445 mọi người nha. 445.000 đồng giùm em mấy chị, miễn phí giao hàng còn quốc kèm 3 phần quà. Bình thường là đơn dưới 500 là không có được miễn ship nha mọi người nha. Nhưng riêng cái mẫu này em cho mọi người 5 phút chốt đơn. Riêng cái mẫu này 445.000 đồng miễn ship giùm em luôn. Đây chị gái nha, mẫu này là bông khóa cài sát tay rất là đẹp luôn. Cái chốt của nó là vô cùng chắc nha mọi người nha. Cái chốt là vô cùng chắc cho em luôn. Đó, mẫu này là phù hợp với mọi trái tay. Đó, mẫu này là phù hợp với mọi trái tay giùm em mọi người nha. Cái chốt là vô cùng chắc cho em mấy chị. Đó, ai đeo lên cũng đẹp hết cho em mọi người nha. Hôm nay là em cho mọi người là cái bông chốt cài rất đẹp luôn ạ. Đây mọi người nha, cái viên ngọc mọi người nha. Đó, viên ngọc của nó là viên ngọc trai màu trắng ánh hồng. Viên ngọc trai là 7 ly mọi người nha. Cái mẫu đeo vô cực kỳ là duyên luôn. Đó, mẫu này bên em đang có chương trình flash sale cho mọi người luôn, chi ăn cho mọi người luôn nha mọi người nha. Bông sale kèm số điện thoại mấy chị, 445.000 đồng miễn ship giùm em. 445.000 đồng miễn ship giùm em luôn mọi người nha. Bông sale kèm số điện thoại em chút đơn. Bông sale kèm số điện thoại em chút đơn mọi người nha. Miễn phí ship giùm em 445.000 đồng miễn ship. Từ xưa tới giờ chưa có cái chương trình mà đơn dưới 500 mà được miễn ship nha mọi người. Chưa có chương trình luôn. Ngày hôm nay chị đẹp nào chốt mẫu bông này em miễn ship cho mọi người luôn nha.
Bông sale kèm số điện thoại em chốt đơn, miễn ship kèm quà, ba quà nha mấy chị. Ba quà giùm em. Bông sale kèm số điện thoại em chốt đơn mọi người nha. 445.000 đồng miễn ship mấy chị. Mẫu này giá gốc là 750. Đó, em đang sale cho mọi người luôn mọi người nha. Cho mọi người với một cái mức giá là siêu ưu đãi luôn. 445.000 đồng miễn ship nha. Rồi chị Chi Nhã một đôi, chị Thanh Trúc một đôi, chị Mỹ Duyên một đôi, chị Hạ Mỹ một đôi, chị Dương Tiền một đôi, chị Ngọc Trầm một đôi. Cái sản phẩm này số lượng bên em số lượng có hạn nha mọi người nha, không có nhiều mấy chị. Miễn ship kèm 3 quà. Miễn ship kèm 3 quà chị Cục nha. Còn chị đẹp nào chốt thì comment nha. Bông sale kèm số điện thoại em chốt đơn mấy chị. Bông sale kèm số điện thoại cho em. 445.000 đồng miễn phí giao hàng luôn mọi người ơi. Miễn phí giao hàng kèm 3 phần quà đẹp. Mẫu này đang sale cho mọi người giảm là 45%. Hơn 40% mấy chị. Hơn 40%. Rồi chị đẹp nào chốt đơn thì mình lựa giùm em nha. Bây giờ em sẽ đeo thử mẫu này cho mọi người xem. Em chỉ có 5 phút thôi. 5 phút cho mọi người chốt đơn. Chị đẹp nào không chốt đơn kịp là coi như mất cơ hội mua được bông 445.000 miễn ship. Rồi nhanh tay mọi người nha. 445.000 đồng miễn ship nha mọi người nha. Không nghe nhầm. Dưới 500 là ship 20 đúng không? Bữa nay 445.000 đồng miễn ship hết cho mọi người luôn. Bông sale kèm số điện thoại em chốt đơn. Đeo thử luôn nha mọi người. Đó, đeo thử giùm em luôn mọi người nha. Quá trời đẹp luôn mấy chị ơi. Viên chai là vừa đeo mọi người nha. Bông sale kèm số điện thoại em chốt đơn 445.000 đồng miễn ship mọi người nha. Nhanh tay thì còn, chậm tay là hết mọi người nha. Hết giờ mấy chị. Em cho mọi người đúng 5 phút mọi người nha. Đây là cái chương trình ưu đãi chớp nhoáng mấy chị. Những chị đẹp nào theo dõi em gần 2 tiếng đồng hồ rồi mình mới được xem cái chương trình này nha mọi người ơi. Rồi ai ưng mẫu này thì cho em xin cái bình luận luôn nha. Đó, chị Mơ Ken một đôi địa chỉ cũ luôn nha chị ơi, khỏi gọi nè. Chị Mai Ly một đôi địa chỉ cũ luôn nha, khỏi gọi chị gái nha. Chị Thơm Kiển một đôi. Đó, chị Trần Ngọc một đôi. Rồi ok luôn, chị Như May một đôi, chị Chi Nhã một đôi. 445.000 đồng ba quà miễn ship, nhanh còn chậm hết mọi người nha. Bông sale kèm số điện thoại giùm em luôn mấy chị Cục ơi. Đó, sao mà càng ngày càng có mẫu đẹp thế. Ok, chị Thúy Bùi lụm luôn, chị Thúy Bùi ơi. 445.000 đồng miễn ship kèm 3 quà. Duy nhất mẫu này đã được miễn ship nha mọi người, duy nhất mẫu này. Bình thường là đơn 500 em mới miễn ship, nhưng mà duy nhất cái mẫu sale đã nói là sale là ưu đãi chớp nhoáng cho mấy chị rồi. Em cho mấy chị miễn ship luôn. Em miễn ship luôn, em tặng 3 phần quà luôn, chỉ có 445.000 thôi. Nhận hàng thanh toán cho em là 445.000 đồng, có 3 phần quà tặng giùm em ạ. Rồi chúc đơn cho em xin số điện thoại luôn nha. Còn chị đẹp nào ưng thì comment nè. Cái mẫu nó đẹp mấy chị, nhìn rất là duyên luôn nha mọi người nha. Đó, kiểu giống như kiểu hoàng gia với mấy chị. Nó chéo chéo nhau nè mọi người nha. Đó, na ná kiểu hoàng gia mấy chị. Na ná kiểu hoàng gia mọi người nha. Và nó chỉ có 445.000 thay vì là 750. Đó, thay vì là 750 mọi người nha. Hôm nay em cho mọi người với một cái mức giá rất là ưu đãi luôn. Đó, một mức giá cực kỳ ưu đãi luôn mọi người nha. 445.000 miễn ship bao quà. Chị Hồng Quyên một đôi nè. Đó, chị Hồng Quyên một đôi nè. Nay có quà gì vậy bé? Dòng ngọc cẩm thạch nè, quan âm và san hô nha chị gái nha. Bảo hành 3 năm được kiểm tra và được đeo thử giùm em luôn chị gái nha. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử luôn. Rồi còn ai chốt nữa comment nha. Tranh thủ chốt mấy chị Cục ơi. Em qua mẫu là coi hết luôn nha mọi người nha. Em cho mấy chị 3 phút nữa thôi mọi người. 3 phút nữa mấy chị. Đó, cái chương trình này em chỉ ngay trong vòng 5 phút thôi. 5 phút thôi là các chị sẽ không thấy cái mẫu này nữa nha mọi người nha. 5 phút thôi mọi người nha. Rồi bông sale kèm số điện thoại cho em mọi người nha. Bông sale kèm số điện thoại mấy chị. Bông sale kèm số điện thoại cho em mọi người nha. 445.000 đồng miễn ship luôn. Cái mẫu này đeo rất là mềm mại luôn mọi người nha. Chốt cài chị Cục ơi. Đó, bông là bông khóa cài nha chị Hoa Hồng Hương ơi. Bông khóa cài giùm em ạ. Chốt cài rất dày dặn, rất chắc chắn luôn nha chị Cục ơi. Bông sale kèm số điện thoại cho em luôn. Dày dặn chắc chắn luôn. Đeo lên tay là chịu có đẹp lắm mấy chị. Cái mẫu này là em đem ra em sale cho mọi người là nó vừa đeo mấy chị. Không nặng quá mà cũng không nhẹ quá. Nặng quá thì đeo xệ tay nha mọi người nha. Chốt dài quá thì đeo cũng không được luôn. Rồi bông sale kèm số điện thoại cho em nha. Bông khóa cài chị Cục ơi. Đó, đang có chương trình chi ăn cho mọi người nha. Sale cho mọi người nha. Sale lớn luôn. 445.000 miễn ship nè. Còn chị nào chốt đơn bình luận nha. Còn chị đẹp nào chốt đơn bình luận cho em mọi người nha. 3 đến 5 ngày nhận được sản phẩm mấy chị Cục ơi, được kiểm tra đeo thử luôn. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm, chốt khi thanh toán giùm em luôn nha mấy chị. Đó, ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi luôn nha mọi người nha. Đó, chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn mọi người nha. Rồi chị Thu Hoài lấy một đôi luôn nè, 445 giùm em luôn chị Cục ơi.
445 kèm số điện thoại em chốt đơn mọi người nha. Đẹp quá trần luôn á chị. 445.000 đồng miễn ship kèm quà. Rồi chị Hạ Mỹ lấy bông sale, chị Hoài Thu săn sale luôn nè, ok chị gái luôn nha. Rồi sale mọi người nha, 445 miễn ship tặng 3 quà. Ai chốt đơn bình luận nha, tặng luôn 3 phần quà mấy chị ruột ơi. Rồi 1 phút cuối cùng mọi người nha. 1 phút cuối cùng chị đẹp chốt đơn bình luận cho em luôn. Rồi chị Liên Võ một đôi gửi cho cô một đôi em ơi, miễn ship kèm quà luôn nha người đẹp ơi. 445.000 mấy chị không nghe nhầm nha. Bình thường là đơn 500 mới miễn ship nha, giờ này là 445 miễn ship luôn nè. Bông sale kèm số điện thoại. Đó, chị Liên Võ lấy một đôi, ok chị đẹp chút luôn. Còn chị đẹp nào tranh thủ nha. 1 phút cuối cùng mấy chị cuộc ơi. Cái chương trình này em chỉ áp dụng 5 phút thôi mấy chị. Đó, 5 phút thôi mọi người nha. Nhanh còn chậm hết mọi người ơi. Viên ngọc trai quá là viên ngọc trai 7 ly chị cuộc ơi. 7 ly giùm em ạ. Rồi chị kẹo phù du một đôi luôn nè. Ngọc 7 ly giùm em luôn, rất là gọn tay mấy chị. Phù hợp với mọi trái tay luôn mọi người nha. Mỗi người đeo không có bị nặng nha mấy chị, không có bị sệ. Đó, phù hợp với mọi trái tay giùm em luôn. Sale giảm 40% nha mọi người ơi. Đó, sale giảm hơn 40% mấy chị, hơn 40%. Rồi, săn sale, bông sale kèm số điện thoại giùm em luôn mọi người nha. Đó, bông sale địa chỉ cũ cho chị Ly Trúc. Bông sale địa chỉ cũ cho chị Ly Trúc nè. Ok chị đẹp luôn, chị Liên lấy một đôi, chị kẹo phù du một đôi. Chị Hồng Hoa Hương có chút đơn thì bình luận em chốt luôn nha. Chị Hương Hoa Hồng có chút đơn thì bảo em. Đó, bông sale kèm số điện thoại em chút đơn mọi người ơi. Sale cho mọi người luôn. 445 mọi người nha. Còn ai ưng mẫu comment nè. Đó, 5 phút là qua mẫu mọi người nha. Không còn cái chương trình này nữa mấy chị. Rồi chị Phạm Hiền bông sale luôn. Lên số điện thoại luôn chị cuộc ơi. 445.000 miễn ship mọi người nha. Lần đầu tiên xuất hiện trên live luôn. Đó, bình thường là đơn 500 miễn ship mấy chị. Bữa nay là 445 em miễn luôn nha mọi người nha. Em áp dụng duy nhất cho cái đôi bông này nha mấy chị. Em chỉ áp dụng cho cái bông này thôi nha mọi người nha. Bông sale kèm số điện thoại cho em luôn. Còn chị đào chốt nữa bình luận nha. 445.000 đồng miễn ship kèm quà. Đó, rồi chị Thiên Trang lấy bông sale luôn nè. Đó, không biết comment thì comment chữ sale cũng được mấy chị. Mình comment kiểu gì có số điện thoại là em chốt đơn mọi người nha. Rồi chị Mai Ly lấy bông sale luôn nè. Ok chị đẹp của em luôn nha. Bông sale chị Mai Ly chốt luôn chị Mai Ly ơi. Đó, chị Thiên Trang này, chị Mai Ly là chốt đơn luôn nha. Rồi nhớ để lại số điện thoại nha mọi người nha. Không có số điện thoại là không có đơn nha mọi người. Bảo hành sản phẩm 3 năm kiểm tra xong thanh toán chị đẹp nha. Còn chị đẹp nào chốt nữa bình luận nha. Đúng mẫu đúng mã như trên live mới phải nhận hàng nha chị Mai ơi. Em gửi địa chỉ cũ cho mình cho chị Mai Ly ơi. Số điện thoại của mình là 4350 nè, địa chỉ cũ nha. Rồi chị Hiền chốt đơn lên số điện thoại luôn nè. Còn chị đẹp nào nói qua chương trình nha. Đó, bông sale kèm số điện thoại cho em luôn. 445.000 miễn ship tặng 3 quà mấy chị ơi. 445.000 đồng miễn ship 3 quà. Đó, bông là bông màu trắng ánh hồng mọi người nha. Ngọc là ngọc 7 ly. Chị đẹp nào không thích màu trắng đổi tông được luôn. Đó, bông là bông khóa cài nha. Có dòng cổ màu xanh ngọc không em? Không chị ruột ơi. Dòng cổ không có xanh ngọc. Dòng cổ ngọc trai làm gì có xanh ngọc chị đẹp. Đây màu xanh là màu xanh cẩm thạch. Đây là hàng tặng chị gái ơi. Đây là vòng tay hàng tặng chị đẹp ơi. Ngọc trai nó không có màu này. Rồi chị Hiền lấy một đôi luôn, ok chị đẹp luôn. Chị Hiền một đôi, chị Thanh Tiền một đôi. Con chị đẹp nào comment nhanh nè. Nhanh còn chậm hết mọi người nha. Bông sale kèm số điện thoại mấy chị. 445 miễn ship kèm quà giá gốc 750. 750 sale hơn 40% rồi. Chỉ còn có 445.000 thôi. 445.000 miễn ship kèm quà. Ai chốt đơn bình luận cho em 445.000 đồng. À, em một đôi nụ dặn rồi. Nụ dặn 540 miễn ship 2 quà luôn. Nụ dặn 540 miễn ship 2 quà. Lên số điện thoại luôn chị đẹp ơi. Đó, một bông tai nụ dặn, 540 miễn ship 2 quà chị đẹp nha. Nụ dặn nè, lên số điện thoại luôn. Quá đẹp mấy chị gái ơi. Nụ dặn là 540 mọi người nha. Đó, cái bông sale này thì sale nó ưu đãi mấy chị. Cái bông sale thì nó sale nhiều một chút xíu. Bông sale là bữa nay là nó có một đôi một sale mấy chị. Đó, một đống bông luôn, em lấy ra một đôi em sale cho mọi người 445 nha. Bông sale là 445. Rồi nụ dặn là 540 chị Hồng em ơi. Rồi một phút cuối cùng nha, chị nào chốt nữa comment nha. Một phút cuối cùng chị đẹp nào chút nữa bình luận cho em. Một phút cuối cùng bông sale kèm số điện thoại. Cái hạt, cái chuỗi hạt xanh là hàng tặng chị ruột ơi. Mua bông là hàng tặng. Mua bông là được tặng cái chuỗi nha chị gái ơi. Mua bông là được tặng cái vòng tay. Mua bông là được tặng cái vòng tay chị ruột ơi. Hàng tặng chị ruột ơi. Rồi còn chị đẹp nào chút đơn bình luận cho em nha. Bông sale kèm số điện thoại nè. Đó, chị Huyền My một đôi, chị Ngọc Trầm một đôi, chị Khánh Văn Châu một đôi. Chị Hồng em chút nụ dặn cho em số điện thoại luôn nha. Sale quá chừng sale luôn mọi người nha. Nhanh còn chậm hết mấy chị ơi. Một phút cuối cùng nha. Em qua mẫu lần hết nha mọi người.
Bông sale kèm số điện thoại cho em 445.000. Bông sale kèm số điện thoại 445, chị Ruột ơi, bông sale kèm số điện thoại cho em. Bảo hành 3 năm được kiểm tra, được đeo thử luôn. Bông sale kèm số điện thoại vừa đẹp mà vừa xinh luôn, 445.000. Rồi chị đẹp nào chốt đơn mình lượng giùm em đang cầm là trắng ánh hồng. Chị đẹp nào không thích màu trắng đổi tông cũng được mấy chị Ruột ơi, ánh cam gì đó. Đó, muốn đổi màu thì đổi màu mấy chị Ruột ơi, màu trắng là đẹp rồi. Rồi đeo lại một lần nữa qua mẫu nha. Rồi bông chốt cài mọi người nha, bông sale mấy chị Ruột ơi. Bông sale kèm số điện thoại cho em luôn 445.000 miễn ship mấy chị ơi. Bông sale kèm số điện thoại cho em luôn 445 miễn ship kèm 3 quà. Đó, rồi đeo lại lần nữa qua mẫu nha. Nhanh tay còn chậm tay là hết mọi người nha, hết giờ mấy chị Ruột ơi. Đó, bông sale, bông 445 màu trắng ok chị An khuyên rõ nè. 445 là miễn ship nha mọi người. Đó, bình thường là mấy chị phải ship thêm 20.000 đó, nhưng mà bông này là bông sale cho nên là em miễn ship luôn. Được chưa? Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này cho em xin bình luận luôn nha. Rồi chị Dương Tiền một đôi, chị An khuyên rõ một đôi, hết giờ. Ngưng chương trình. Rồi ai chốt thì comment nha mọi người nha. Hết giờ mới chưa có 5 phút nhanh lắm. Rồi kiểm tra xong thanh toán mọi người nha. Em cảm ơn các chị đẹp đã ủng hộ em gái luôn nha. Rồi bông tai 2020 này chị đẹp ơi, mẫu này bông chút đẩy nha chị Hai Phan Thị nè. Đó mẫu này bên em là 599 giùm em luôn chị Ruột ơi. Rồi nụ chút dặn chị đẹp ơi, chút đơn nhớ để lại số điện thoại này chị Hồng em ơi. Chị Hồng em để lại số điện thoại cho em, chị Hồng em ơi, nụ dặn 540. Đây chị gái nha, bông tai 2020 là chị bông chút đẩy nha chị đẹp ơi. Đó mẫu này đang có chương trình cho mình luôn, còn 599.000 đôi chị đẹp, 599 nha. 599.000 đồng một đôi giùm em luôn chơi bông chút đẩy nha chị. Ngọc trai là ngọc trai được nuôi cái từ đậu ngọc Phú Quốc giùm em luôn chị gái nha. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn, đẹp mấy chị ơi. 3 đến 5 ngày sau là nhận được hàng nha, được kiểm tra và được đeo thử giùm em luôn ạ. Đó, được kiểm tra, được đeo thử chị gái nha, 2020. Đó, chị đẹp nào ưng mẫu này cho em số điện thoại luôn nha. Đó, chị Hồng em có lấy bông tai nụ dặn thì để lại số điện thoại luôn ha. 3 đến 5 ngày sau các chị nhận được hàng nha, được kiểm tra đeo thử giùm em. 2020 giùm em luôn, 599.000 một đôi nha chị đẹp. 599.000 giùm em bông chút đẩy này đeo thử luôn nha. Rồi còn chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi luôn nha. Đây chị Ruột ơi, 2020 là 599.000 giùm em đi chị, mẫu mặt trời đẹp lắm. Mẫu mặt trời đẹp ơi là đẹp, mà xin ơi là xin cho em luôn mọi người nha. Đó, nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn nha mọi người. Được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn mọi người nha. Rồi chị đẹp của em có mẫu này cho em xin lượng nha, 2020 chị Ruột ơi, mẫu này 599 giá mềm mới chị, 599.000 thôi chị đẹp ơi, giá mềm mại cho mình luôn nha. Rồi ai ưng mẫu bông thì cho em xin cái bình luận luôn mấy chị. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán chị cả nha. Đây bông tai ngọc trai chị Ruột ơi, 2020 giùm em 599 nha. Bông chút đẩy nha chị Hai ơi, mẫu này bông chút đẩy giùm em nha chị đẹp. Ba đến năm ngày sau là nhận được sản phẩm giùm em luôn chị ơi, nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn nha chị đẹp nha. Rồi chị gái nào có em ưng mẫu thì cho em xin cái bình luận luôn nha mấy chị. 2020 kèm số điện thoại em chút đơn. Đó chị Trinh lấy một đôi ok chị đẹp luôn, chị Bích Hằng một đôi nè, còn chị đẹp nào chút đơn bình luận nha. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán giùm em luôn chị gái nha. Hoa Mai cũng đẹp nè chị, Hoa Mai là 699.000 giùm em chị Ruột ơi. Hoa Mai đó, Hoa Mai là 699.000 đồng giùm em luôn chị ơi. Hoa Mai 8 ly nè mọi người. Đó chị đẹp nào thích Hoa Mai thì bình luận giùm em nha. Rồi chị Hiền Út lấy bông tai nụ dặn ok chị đẹp luôn. Bông tai nụ dặn bên em đang sale cho mình luôn chị Ruột ơi, nụ dặn này mấy chị. Đó, nụ dặn bên em còn sale cho mình còn có 540 à. Đó, nụ dặn là 540 chị Ruột nha, nụ dặn là 540. Chị đẹp nào thích bông tai nụ dặn thì bình luận giùm em gái luôn nha mọi người. Rồi nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em luôn chị gái ơi. Đó, 3 đến 5 ngày sau các chị nhận được hàng, được kiểm tra, được đeo thử chị gái ha. Rồi ai chốt nụ dặn lên nụ dặn nha, nụ dặn là 540. Rồi chị Hai chốt 2020 ok chị Hai nha, em cảm ơn chị đẹp luôn, tặng chị Hai quà luôn nha.
Rồi nhận hàng kiểm tra xong thanh toán chị Ngọc nha, kiểm tra xong thanh toán chị gái nè. Đó, ai ưng mẫu này thì cho em xin cái phản hồi luôn nha. Đó, bông tai chị ơi, quá chừng bông luôn mấy chị, quá chừng bông luôn. Hay là chị thích mẫu chút dặn này 210 này chị, hay là chị thích chút này đó, hay là chị thích cái này chút dặn 210 này 560 này chị, 210. Mẫu này còn dài đôi hết hàng nha mọi người. Đó, mẫu này chỉ còn dài đôi là hết hàng chị cả nha. Ưng mẫu thì comment cho em nha. 210 560 ngàn đồng chị Cuộc ơi, 210 giùm em 560 nha mấy chị. Rồi nhận hàng kiểm tra xong thanh toán chị cả nha. Đó, 210 560 luôn. Chị đẹp nào chốt đơn báo em. Đó, chị đẹp nào chốt đơn bình luận cho em luôn nha. Quá trình sang luôn mấy chị. Bông sale đó hả? Rồi hô cái chị đẹp nha. Đó, bông sale là 445 hết giờ rồi. Ai chốt đơn thì comment nha. Mai nhân viên gọi chốt giờ. Đó, bông sale có 445.000 miễn ship 3 quà luôn đó. Ai chốt đơn thì bình luận đi, hết giờ mấy chị, 5 phút thôi đó. Rồi còn ai muốn em lên sản phẩm gì cho em xin cái bình luận luôn nha. Nhẫn bông dây chuyền chuỗi cổ chuỗi tay ngọc trai, thích mẫu gì thì bảo em nha mọi người nha. Đó, chương trình sale chốt nhóm mấy chị Cuộc có 5 phút ủng hộ mấy chị, 5 phút mà chị nào không chốt là coi như mất cơ hội mua giá sale luôn. Rồi em lên mẫu tiếp theo cho mình lựa luôn nha. Có ai thích dây chuyền không mọi người? Ai thích dây chuyền hay thích chuỗi cổ em lên mẫu cho. Đó, chuỗi cổ chuỗi tay mấy chị ơi, chuỗi cổ chuỗi tay dây chuyền ngọc trai. Đó, mấy chị thích mẫu nào comment cho em. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán luôn. Em có bông môi Sanai nữa mấy chị. Có ai thích bông môi Sanai không? Lên bông môi Sanai cho. Nghe chị gái nha, sớm giờ bông sale mấy chị ơi, đây em có bông môi Sanai nè mấy chị. Đó, bông tay môi Sanai 1012 chị Cuộc ơi, mẫu này đang sale cho mình còn 1.450.000 này rồi, nó đẹp mấy chị ơi, đẹp lắm. Đó, nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em chị gái nha. Đẹp ơi là đẹp mà xinh nói là xinh giùm em luôn chị gái ơi. 1012 chị Cuộc ơi, 2.1 đang sale cho mình còn 1.450.000. Rồi chị đẹp nào ưng mẫu này cho em xin bình luận nha. Moissanite là có kiểm định rồi nha mọi người. Đó, tất cả các sản phẩm Moissanite là đã được qua kiểm định nha. Hồ lô trắng bao nhiêu, mua đơn 2 triệu em tặng chị ơi. Đó, quà tặng là bên em không có bán mấy chị. Mấy chị mua hàng là bên em tặng cho. Nha chị đẹp nha. Đó, cái bình hồ lô chị đẹp nha. Bình hồ lô thần kỳ đó mấy chị gái ơi. Rồi chị đẹp nào chốt đơn bình luận giùm em Moissanite này mấy chị. 1.450.000. Đó, Moissanite được ví như kim cương nhân tạo nha mọi người nha. Được ví như kim cương nhân tạo mấy chị, rất là đẹp giùm em luôn ha. Đó, viên chủ là 6.5 ly mọi người nha, trọng lượng của nó là 1 carat. Đó, bông là bông chút đẩy giùm em luôn mọi người nha. Cái mẫu này cái chị đeo lên là lấp lánh ánh kim cương luôn mấy chị. Mẫu này bên em giá gốc là 2.1 triệu, em sale trên live còn 1.450.000. Giá gốc 2.1 triệu đang sale trên live còn 1.450.000 đồng mọi người nha. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử sản phẩm giùm em gái luôn nha mọi người. Rồi chị đẹp nào của em ưng mẫu này cho em xin bình luận luôn nha. Bông tai Moissanite các chị gái ơi, quá trình đẹp luôn mọi người nha. Đó, nó dược dí như kim cương nhân tạo mấy chị. Thay vì kim cương tự nhiên mấy chị Cuộc ơi, à, cái độ cứng của nó là 10 mo, còn đây là Moissanite mấy chị, độ cứng của nó là 9.5 mo mấy chị, 9.5/10 nha mọi người nha, cho nên các chị yên tâm nha. Rồi nhận hàng được kiểm tra được đeo thử sản phẩm giùm em gái luôn nha mọi người. Đó, nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn nha. Ai thích Moissanite thì bảo em. Đó, đẹp mấy chị ơi, lấp lánh ánh kim cương luôn nha mọi người ha. Đây, em có mẫu này size to mấy chị, cái viên này tới viên chủ tới 8 ly lần mọi người nha. Đó chị gái ơi, mua Moissanite em tặng chất bình hồ lô này chị đẹp. Đây chị gái ơi, Moissanite 108 104 này chị. Đó 104 chị ơi, mẫu này viên chủ 8 ly chị gái nha. Viên chủ 8 ly trọng lượng là 2 carat. Mẫu này 2.8 triệu đang sale còn 2.150.000. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em luôn mọi người nha. Vừa đẹp mà vừa sang luôn mấy chị gái ơi. Đó, chị gái nào có em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha mọi người nha. 104. Đó, viên chủ là 8 ly chị. Tạo đẹp dữ lắm luôn chơi đây. Lấp lánh ánh kim cương luôn mọi người nha. Đó, chiếu chiếu lấp lánh luôn chị gái nha, có kiểm định đi kèm nha mấy chị. Đó, rồi 104 giùm em luôn chị Cuộc ơi. Sale còn 2.150.000. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em luôn nha mấy chị gái ha.
đúng mẫu đúng mã như trên live, mấy chị mới phải nhận hàng giùm em gái luôn nha mọi người nha. Rồi 104 kèm số điện thoại cho em luôn chị. Đó, vừa đẹp mà vừa sang giùm em luôn chị ơi, quá đỉnh luôn. Mosanai là gì em gái? Mosanai được ví như kim cương nhân tạo chị gái ơi. Nó có đầy đủ các phẩm chất của kim cương chị gái nha. Đó, nó có đầy đủ tất cả các phẩm chất của kim cương chị ơi, về độ cứng, lát, sắc, màu, cắt, độ tinh khiết chị gái nha. Đó, giống kim cương tự nhiên lên đến 99% chị ruột ơi. Nha. Rồi 1-2 triệu 150 ngàn đồng giùm em đúng không chị? Kiểm tra xong thanh toán chị đẹp ơi, ưng mẫu comment em chút đơn. Rồi chị đẹp nào thích bông tai Moissanite thì bình luận giùm em nha. Đây 1011 là mấy chị. Đó, mẫu này viên trụ 7 ly giùm em luôn mọi người nha. Viên trụ 7 ly mấy chị. Giá sale cho mình còn 1.750.000 mọi người nha. Viên trụ 7 ly giá sale còn 1.750.000. Đó, chị đẹp nào có em ưng mẫu này bình luận giùm em, bông khóa dặn chị gái ơi. Đó, bông là bông khóa dặn giùm em luôn nha mọi người. Bảo hành sản phẩm 3 năm được kiểm tra và được đeo thử sản phẩm trước khi nhận chị ơi. Quá trường đẹp luôn mấy chị. Đó, chị gái nào có em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha. 3 đến 5 ngày sau nhận được hàng, được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn ạ. Đó, chị gái nào có em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn chị ruột ơi, quá sang luôn chị. Rồi, còn chị đẹp nào thích mông tai Moissanite thì bình luận giùm em nha. Không thích em qua mẫu mấy chị ruột ơi. Đó, không thích em qua mẫu mọi người nha, em có nhiều mẫu đẹp mấy chị. Đó, nhẫn bông tai, dây chuyền, chuỗi cổ, chuỗi tay ngọc trai mọi người ha. Rất chi là nhiều mẫu đẹp luôn. Đó, còn chị đẹp nào mà đã có bông tai rồi mấy chị, các chị có thể mua một cái chuỗi cổ ngọc trai như em gái đang đeo nè. Đó mấy chị biết không, cái chuỗi cổ ngọc trai mấy chị nó đơn giản nhưng mà rất là sang. Hầu như là tất cả các chị em của mình ai cũng đều phải có một đôi mấy chị không, một cái chuỗi cổ ngọc trai mấy chị, ai cũng đều phải có một cái chuỗi cổ ngọc trai chị gái ơi, để mà mình đeo mấy chị. Đó, mình đeo mọi người nha, mình diện mọi lúc mọi nơi nha chị gái ha. 3 đến 5 ngày sau các chị nhận được hàng, được kiểm tra đeo thử giùm em luôn nha. Rồi chị gái ơi, ngày hôm nay em có một cái sản phẩm rất là ưu đãi dành cho mọi người nữa nè. Các chị có muốn em sale tiếp tục không? Các chị đẹp nào muốn em sale tiếp tục thì bình luận giùm em nha. Đó, hôm qua là em sale, hôm qua hồi sớm giờ mới chưa hổng ngày là em sale bông nè, em sale dây chuyền nè. Còn một mẫu tiếp theo đó là nhẫn ngọc trai. Có chị đẹp nào muốn em sale nhẫn ngọc trai cho mấy chị không? Chấm bài cho em đi, em sale nhẫn. Bao đẹp luôn. Nghe chị gái nha, ai muốn em sale nhẫn chấm bài giùm em luôn mọi người nha. Em lên nhẫn sale cho mấy chị luôn. Được chưa? Và chiếc nhẫn sale mấy chị gọi thạc sĩ mấy chị là em không có nhiều mấy chị, nó rất là đẹp luôn. Nha, bàn tay được ví như gương mặt thứ hai của người phụ nữ mấy chị, mà chiếc cái chị mà đeo chiếc nhẫn này lên là cực kỳ đẹp luôn. Cái mức giá của nó là rất chi là ưu đãi luôn mọi người nha, giá mềm ơi là mềm luôn mọi người nha. Rồi em thấy chị Ngọc Trầm nè, ai muốn em sale nhẫn thì bình luận giùm em nha. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn chị cả nha. Ok, mấy chị Linh Quỳnh nè, em chào chị Phương Trần luôn nha. Sao, em cho mọi người 5 phút 5 phút sale nhẫn, ai thích thì comment lên cho em nha mọi người nha. Comment ít quá em nghỉ sale. Được chưa? Ai đang trên live mà muốn sale nhẫn thì comment lên cho em mọi người nha. Thì em sale, còn không là em ngưng luôn nha mọi người nha. Bỏ qua cái chương trình nhẫn luôn mọi người nha. Chứ em sale mà em la quá chừng luôn, mấy chị không có tương tác nhiệt tình với em là em qua luôn, khỏi sale nha mọi người nha. Đó, nhẫn em xem chẳng được tặng cho mấy chị ba quà luôn mọi người nha. Rồi, chia sẻ like giùm em đi, cho xin lượng chia sẻ đi xem nhẫn mới chơi. Nhẫn từ xưa giờ là không có sale mấy chị. Được chưa? Nhẫn từ hồi xưa tới giờ là không có sale mọi người nha. Và hôm nay em sẽ sale nhẫn cho mọi người luôn nha mọi người nha. Đó, đúng rồi, comment nhiệt tình thì em lên nhẫn sale mấy chị, đúng không? Chứ giờ ngồi đây la muốn chết luôn mọi người nha. Ưu đãi cho mọi người quá chừng luôn, mấy chị không bình luận là em qua luôn. Rồi ok chị đẹp nha, em lên cho mọi người một chiếc nhẫn sale mức giá cực kỳ ưu đãi luôn. Đây chị cả nha, đó vừa đẹp mà vừa sang luôn mọi người nha. Rồi em tặng 3 phần quà nha, em lên luôn nhẫn cho mấy chị cả nha. Em lên luôn nhẫn sale cho mọi người luôn nha. Đó, em lên luôn nhẫn sale cho mấy chị cả nè, ai lụm được thì lụm nha. Đó, rồi em thấy số điện thoại của chị Hồng em nè, ok chị đẹp nha. Vậy là mình chốt bông dặn nha, ok chị cả luôn. Rồi nhẫn đúng không, ok chị đẹp luôn. Đây mấy chị ơi, đó em sẽ lên cho mọi người một mã nhẫn ngọc trai rất là đẹp nha mọi người nha. Em sẽ lên cho mọi người một mã nhẫn ngọc trai rất là đẹp mọi người nha.
Và cái mẫu này thì em sẽ sale cho mọi người với mức giá là nó mềm ơi là mềm luôn, miễn ship nha. Miễn ship luôn mọi người ơi. Thay vì bình thường các chị phải mua một chiếc nhẫn ngọc trai là 999.000, 899.000, 750.000 hay là 699.000 mấy chị. Thì ngày hôm nay em sẽ cho mọi người một chiếc nhẫn ngọc trai, viên ngọc trai là 8 cho đến 9 ly mọi người nha. Đó, viên ngọc trai là 8 cho đến 9 ly mọi người nha. Và cái mức giá em đưa ra cho mọi người chỉ có 500.000 thôi mọi người ơi. Đó, mẫu này là 950.000 mấy chị, em chi ăn cho mọi người còn 500.000. Đây mẫu nhẫn em đang đeo. Rồi chị đẹp nào chốt mẫu này comment là nhẫn sale kèm số điện thoại cho em, 950 sale cho mình còn 500 miễn ship luôn. Đây chị ơi, chiếc nhẫn mặt trời rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó, chiếc nhẫn mặt trời rất chi là đẹp luôn mọi người nha. Viên ngọc trai là 8 cho đến 9 ly. Và ngày hôm nay các chị sẽ sở hữu chiếc nhẫn ngọc trai đẹp như này luôn với mức giá chỉ có 500.000 thôi mọi người. Thay vì bình thường phải là 900, 800, 700, hơn 700 một chiếc nhẫn đúng không nè. Hôm nay 950 em chi ăn, em sale luôn cho mọi người còn 500 nha mọi người nha. Nhẫn sale kèm số điện thoại em chốt đơn hay là nhẫn 500 cũng được mấy chị, tùy thích comment kiểu nào cũng được nha. Và chỉ có duy nhất chiếc nhẫn này em sẽ sale cho mọi người mức giá cực kỳ mềm luôn nha mọi người nha. Có 500.000 thôi mấy chị, viên ngọc trai là 8 cho đến 9 ly, lần đầu tiên em sale nhẫn luôn. Rồi chị đẹp nào chốt chiếc nhẫn này comment giùm em luôn mọi người nha, đủ ni đủ size. Nhẫn sale hay là nhẫn kèm số điện thoại luôn mọi người ơi. Đó, nhẫn kèm số điện thoại lụm luôn mấy chị, em đang đeo nha mọi người nha. Đó, sale cho mọi người luôn 500.000 mấy chị cuộc ơi, 500 miễn ship ba quà được chưa. Nhẫn em làm theo ni tai của mọi người, chị Linh Quỳnh lấy nhẫn ni số 6 cho em số điện thoại luôn nè, 500 mấy chị. 950 mà giờ này em để cho mọi người 500 thôi, 500 mọi người nha. 5 phút mấy chị, em hẹn giờ nha, em bấm giờ nha mọi người nha, đúng 5 phút em ngưng chương trình. Em bấm giờ nha mọi người nha, đúng 5 phút em ngưng chương trình nha chị Cục ơi. Rất đẹp mọi người ơi, 500.000 đồng chiếc nhẫn em đang cầm trên tay mấy chị, mẫu mặt trời cực kỳ duyên luôn. 500 mọi người ơi, nhẫn size, nhẫn sale size 6 ok chị đẹp luôn. Nhẫn sale kèm số điện thoại mọi người ơi, 500 giùm em. Chiếc nhẫn này em không có nhiều mọi người nha. Chiếc nhẫn này là em không có nhiều mọi người nha. Nhẫn sale 500 cho chị Quỳnh đèo chơi số điện thoại luôn. Ok, thấy số điện thoại chị Linh Quỳnh luôn nha. Nhẫn sale kèm số điện thoại cho em, nhanh còn chậm hết thời gian 5 phút. Nhanh thì còn chậm thì hết mọi người nha. Thời gian em cho mấy chị comment là 5 phút đồng hồ mọi người nha. Qua mẫu là em không lên lại nha mọi người. Đó, bình thường mua nhẫn ngọc trai nè, 800, 900, 800, 900, 750, 600, 99 đúng không mọi người. Giờ này em sale cho mọi người 500.000. 500.000 đồng mọi người nha, nhẫn sale kèm số điện thoại cho em luôn, quá đẹp. Viên ngọc trai là hơn 8 ly mọi người ơi, rất đẹp luôn. Nhẫn sale kèm số điện thoại cho em, chị nào chốt bình luận nha. Chị Quỳnh đèo chốt đơn lên số điện thoại nè, em thấy số điện thoại của chị Linh nè. Đó, còn chị đẹp nào chốt chiếc nhẫn này bình luận giùm em, 500 miễn ship kèm ba quà. Nhẫn em làm theo ni tai của mọi người luôn nha mọi người nha. Đây chị gái ơi. Đó, quá chừng đẹp cho em luôn mọi người nha. Bàn tay được ví như gương mặt thứ hai của người phụ nữ nha mọi người nha. Nhẫn sale kèm số điện thoại cho em luôn, 500, thời gian là 5 phút. 5 phút cho mọi người comment mọi người nha, 5 phút cho mọi người comment luôn. Chị đẹp nào chốt đơn thì bình luận giùm em, quá đẹp mới chơi nhẫn mặt trời. Đó, kiểu là kiểu mặt trời mọi người nha, sáng lấp la lấp lánh luôn. Bên ngoài được đính đá xây dách mọi người nha, rất là đẹp cho em luôn. Chị đẹp nào không biết xe, không biết ni mấy chị ơi, đo ni giùm em. Đó, đo ni bằng cách lấy cái thước học sinh đo lòng trong chiếc nhẫn ra được cái size luôn. Rồi chị Trang khách VIP, chị Trang khách VIP lấy chiếc nhẫn sale 500 gửi đi chị cũ luôn chị Trang ơi. Đó, nhẫn em đang cầm là ni 1/7 mọi người nha. Chị đẹp nào mà đo được ni bao nhiêu thì em làm ni bấy nhiêu. Nhẫn sale kèm số điện thoại 500.000. 950 mà sale luôn còn 500 thôi mọi người ơi. 950 em sale luôn còn 500, đúng một mã một nha mọi người nha. Miễn ship luôn. Rồi nhẫn sale kèm số điện thoại cho em luôn. Chị đẹp nào mà không biết đo sai mấy chị gái nha. Chị đẹp nào mà không biết đo sai thì em chỉ cho mấy chị đo luôn rồi đó. Chị Quỳnh đèo chút nhẫn lên số điện thoại nha chị Quỳnh đèo nha. Không có số điện thoại là không có đơn. Duy nhất chiếc này sale thôi mấy chị. Đó, còn chị đẹp nào mà muốn chiếc khác mấy chị ơi thì nó không còn là giá 500 mấy chị. Đó, những chiếc nhẫn còn lại là 750 nè, 899, 950 một chiếc mọi người ơi. Chỉ có chiếc nhẫn này em sale 500 thôi nha, 950 em sale còn 500. Rồi chị Trang một chiếc này, chị Phương Ý một chiếc, chị Nhung một chiếc, chị Đặng Khánh một chiếc, chị Phương Linh một chiếc, chị Kim Thủy một chiếc. Chị Quỳnh đèo lên số điện thoại nha, chị Thủy Nguyễn một chiếc, chị Linh Quỳnh một chiếc. Đó, chị Hà Nguyễn nè, có chút đơn lên bình luận luôn nha, chị Hồng Ảnh luôn nè. Đó, em sale cho mọi người nha, em sale cho mọi người trong vòng 5 phút thôi. Đó, chị xem nhẫn 79 hết hàng chị Quỳnh ơi, 79 hết hàng chị Trang ơi.
Rồi còn chị đẹp nào chốt mẫu này cho em xin bình luận luôn nha. Nhẫn sale kèm số điện thoại cho em luôn mấy chị ơi, 500. Đó, 500 ngàn đồng thôi mọi người nha. Quá trình đẹp luôn mấy chị. Bảo hành 3 năm kiểm tra xong thanh toán nha. Duyên Ngọc là 8 ly hôn nha mọi người ơi. Đó, ai thích thì comment cho em nè. Quá trình đẹp luôn mấy chị ơi, nhẫn sale nha. Đó, bàn tay được ví như gương mặt thứ hai của người phụ nữ mấy chị cả nha. Bàn tay được ví như gương mặt thứ hai của người phụ nữ mấy chị. Rồi chị đẹp nào chốt mẫu này bình luận giùm em. Đó, em gửi hàng cho mình rồi chị Hoa ơi. Chắc bữa thứ hai là nhận được đó chị Hoa nè. Rồi còn chị đẹp nào chốt đơn cho em xin bình luận luôn nha. Đó, nhận sale chị gái ơi, 500 ngàn đồng giùm em nha. Rồi tranh thủ chốt đơn mọi người nha, 2 phút nữa thôi mấy chị ơi, 2 phút nữa em ngưng nha mọi người. 2 phút nữa em ngưng chương trình mọi người nha. Bình luận nhiệt tình lên thì có nhận đẹp nha mấy chị. 2 phút nữa là em gái ngưng chương trình nha mọi người nha. Có 500 ngàn mấy chị. Em đổi lại lấy 2020 mặt trời được được không hả shop? Được. Được chị ạ nha, hàng chưa đi đổi được nha chị. Rồi còn chị đẹp nào chốt nhẫn này nữa comment nha. Quá đẹp luôn mọi người nha, được tặng 3 phần quà nha mấy chị. Đây, 3 phần quà tặng giùm em luôn nha. Ai chốt đơn thì tranh thủ nha. 2 phút chốt đơn mọi người nha, em cho mấy chị thời gian mấy chị chốt đơn nha. Đó, 500 miễn ship luôn kèm quà luôn mấy chị ơi, nhẫn sale kèm số điện thoại. Nhẫn sale kèm số điện thoại cho em mọi người nha. Quá chừng đẹp luôn mấy chị ơi. Nhẫn sale kèm số điện thoại em chốt đơn có 500 ngàn đồng thôi nha mọi người. 500 giùm em. 3 đến 5 ngày sau nhận được hàng mọi người nha. Được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn nha mọi người. Đó, được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn. Các chị gái ơi, còn chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì bình luận luôn nha. Đó, nhẫn sale kèm số điện thoại em chốt đơn 500 ngàn. Hết giờ là em ngưng nha mấy chị ơi. Hết giờ là em ngưng mọi người nha. Em ngưng là hết giờ nha mấy chị được. Đó, nhận hàng kiểm tra xong thanh toán mọi người nha. Rồi còn chị đẹp nào chốt nhẫn thì bình luận nhẫn giùm em. Nhẫn sale kèm số hỏi em chốt đơn 500 ngàn đồng mọi người nha. 500 giùm em đúng mấy chị gái ơi. Rồi em qua mẫu luôn nha mọi người nha. Hết chương trình mọi người nha. Hết giờ mấy chị, 5 phút mau lắm mọi người. Rồi mấy chị không chốt nhẫn em qua mẫu luôn nha mọi người. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm giùm em gái luôn nha mọi người nha. Rồi em qua nhận sale nha mọi người nha. Hết chương trình sale mấy chị cuộc ơi. Rồi em lên mẫu khác cho mọi người nha. Đó, chị đẹp nào có em mẫu mã sản phẩm ngọc trai nào thì bình luận giùm em nha. Hàng sale mấy chị không mua là không còn chương trình giá sale cho mấy chị nữa đâu nha mọi người nha. Hàng sale là nó ưu đãi dữ lắm luôn mọi người. Đó, ưu đãi ơi là ưu đãi luôn nha mọi người nha. Rồi em lên mẫu tiếp theo cho mọi người lựa nha. Rồi chị đẹp nào muốn em lên mẫu mã sản phẩm ngọc trai gì nữa thì cho em xin cái bình luận luôn nha mọi người. 3 đến 5 ngày sau là nhận được sản phẩm mọi người nha. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm trước khi nhận luôn mấy chị ơi. Được kiểm tra và được đeo thử giùm em luôn nha mọi người. Em qua mẫu luôn nha. Rồi ai muốn em lên cái gì nữa cho em xin cái bình luận luôn mấy chị. À, em lên vòng tay cho mọi người lựa nha. Đây em có vòng tay ngọc trai mọi người nha. Ai muốn em lên bông dây chuyền thì bình luận nha. Bông tay dây chuyền chủ cổ dây ngọc trai thôi thì sớm giờ lên dây chuyền mấy chị. Sớm thì chưa lên dây chuyền, lên dây chuyền cho mấy chị lựa nha. Đây dây chuyền đẹp lắm mấy chị gái ơi, em lên mẫu dây chuyền nha. Đây chị gái nha, em có dây chuyền mã 126 mọi người nha. Đó, đây là mẫu dây chuyền 126 giùm em luôn chị ruột của em ơi. Ngọc trai kết hợp với bạc ý 925 giùm em luôn mấy chị. Qua thích dây chuyền bình luận cho em nè. Đó, nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn chị gái ơi. Đó, mẫu này bên em giá cho mọi người luôn nè. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha mọi người. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn mọi người nha. Đó, rất là xinh giùm em luôn chị gái nha. Rồi bông sale này chị dịu lắm thôi. Rồi 445.000 được miễn ship luôn á chị. Duy nhất cái bông này là 445 được miễn ship nha, bông sale mà. Đó, em chơi lớn mấy chị gái ơi. Chị nào không chốt thì coi như là có hết chương trình mấy chị. Mai mấy chị lên kiếm bông sale là không còn mẫu bông sale nữa nha mọi người ơi.
Đó, em sale cho mấy chị một mẫu á, một mẫu bông, một mẫu nhẫn. Hôm nay là em sale cho mọi người một bông và một nhẫn á, ai chốt đơn thì để lại số điện thoại nha. Bông thì là 45, còn nhẫn thì là 500. Đó, hai cái mẫu đó là sale cho mấy chị là nó ưu đãi dữ lắm luôn. Bông sale mấy ly hả? Bông sale là viên ngọc trai có là 7 ly chị ơi, 7 ly á. Bông sale là ngọc 7 ly giùm em chị ơi, bông sale là ngọc 7 ly chị ơi nha. $445 là miễn ship luôn á nha. $445 là miễn ship luôn bông sale. Đó, ai chốt bông sale thì comment bông sale mọi người nha. Bông sale chị ơi 7 ly, $445 miễn ship kèm bao quà. Rồi chị Diệu Lánh có chốt đơn thì bình luận giùm em nha. Đó, có chốt đơn thì bình luận giùm em mọi người nha. Bữa nay em sale cho mọi người hai món bông với nhẫn. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán mọi người nha. Ai ưng mẫu này comment nha mọi người. Ai ưng mẫu này comment cho em gái luôn nha chị gái ơi. Đó, bông sale chị ơi, $445 miễn ship bao quà luôn á. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn chị ạ nha. Ưng mẫu thì comment cho em luôn nè. Đúng mẫu đúng mã như trên live mấy chị mới phải nhận hàng chị gái ơi. Ưng mẫu comment nha. Bông sale $445 miễn ship mấy chị. Đó, ngày mai mấy chị mua đôi này là không còn chương trình miễn ship đâu mọi người. Tại bữa nay nó sale mới được miễn ship nha mọi người nha. Đó, bữa nay sale mới được miễn ship nha chị gái ơi. Bữa nay sale mới được miễn ship mấy chị. Rồi em lên dây chuyền nha, ok chị đẹp luôn nha. Cái bông sale này là em chỉ sale có 5 phút thôi mấy chị. Chị đẹp nào mà đó, chị đẹp nào mà thích thì comment em tư vấn nha mọi người nha. Em lên dây chuyền ha. Ai mà chốt đơn thì bình luận là có đơn luôn mọi người nha. Tại vì cái bông sale này em chỉ sale có 5 phút thôi mấy chị. Đó, chị đẹp nào mà comment trễ thì em dẫn cho mấy chị là sale luôn nha mọi người nha. Rồi dây chuyền 126 chị ơi, mẫu này lan giảm còn 799.000 nha. Rồi chị đẹp nào thích bông tai cho em xin bình luận luôn nha mọi người nha. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán mấy chị gái ha. Đúng mẫu đúng mã như trên live mấy chị mới phải nhận hàng giùm em gái luôn nha mọi người ơi. Đó, dây chuyền 126 nè chị Kiều ơi, chị thích dây to hay dây nhỏ chị Kiều? Thích dây to hay dây nhỏ em lên mẫu chị lựa nha chị gái ơi. Đây mẫu này to giá mềm mấy chị Kiều ơi, dây 40. Dây 40 mẫu này là dây to giá mềm nha 700 à. Dây 40 700 giùm em mấy chị, dây 40 kèm số điện thoại, dây to giá mềm ngọc to. Đó, mẫu này ngọc 11 12 ly mấy chị gái ơi. Đó 11 12 ly chị ơi, giá mềm cho mọi người luôn có 1 triệu có 700.000 mấy chị, sale còn có 700 mà. Dây chuyền 40 chị ơi 700.000 giùm em nha, dây 40 700. Dây 40 kèm số điện thoại em chốt đơn nha, dây 40 giùm em mấy chị ơi, kiểm tra xong thanh toán nha. Chuỗi hạt trai á hả? Rồi ok chị đẹp của em luôn, chuỗi trai chị cao và nặng bao nhiêu em tư vấn mẫu cho mình ạ. Chị cao và nặng bao nhiêu để em tư vấn cái size ngọc cho mình chị ạ nha. Có mặt tròn riêng không em? Mặt tròn riêng có chị ơi, 899.000 cái mặt. Đó, 899.000 cái mặt chị ạ nha. Cái mặt là 899 giùm em luôn chị. Đây cái mặt tròn riêng nè chị. 899 giùm em nha. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán chị coi cái mặt là 899.000 ngọc tròn 9 ly nha chị. Ngọc tròn 9 ly giùm em chị ơi, 899.000 giùm em chị á. Đó, nhận hàng kiểm tra xong thanh toán chị đẹp nha. Dây hạt chai, dây hạt chai là dây chuỗi này chị em chuẩn bị lên nè. Đó, còn mấy mẫu thì sớm giùm em lên là dây bạc. Rồi 54kg, 1m58, chị đeo 8 ly là đẹp nha. Rồi chị Huyền cứ ưng mẫu này comment em gộp đơn luôn chị Huyền nha. Ưng mẫu thì comment em gộp đơn luôn ha. Đây chị gái của em nè. Đó, chủ cổ ngọc chai chưa, chủ ngọc giọt là 1 triệu mốt nè chị. Còn cái thằng này là B89 2 triệu 7 nha. Chữ ngọc giọt là 1 triệu mốt, B89 là 2 triệu 7 chị đẹp nha. Có mặt tròn riêng a à, cái mặt em giảm thêm 100.000 chị gột, chị muốn mua cái mặt được giảm thêm 100 á chị.
mình lấy cái mặt là được giảm thêm trăm chị nha. Chị lấy mẫu nào? Ví dụ như cái mẫu này 799 nè chị lấy cái mặt là 699.000, kiểu kiểu vậy á nghe chị ạ. Nha, cái này nó là ngọc bán cầu không phải ngọc tròn nha chị. Đó, ngọc bán cầu không phải ngọc tròn chị ơi, ngọc bán cầu không phải ngọc tròn nha. Dạ, dây dài 45 cm giùm em chị ơi, dây dài 45 cm giùm em chị đẹp. Đó, dây dài 45 cm giùm em chị cả nha. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử chị ruột ơi. Đó, nhận hàng được kiểm tra được đeo thử chị cả nha. Dây dài 45 cm giùm em chị ruột. Rồi chị gái nào có em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn. Dây dài 45 cm chị gái ơi. Đó, ngọc trai là ngọc trai được nuôi cái tại đậu Ngọc Phú Quốc giùm em luôn nha chị đẹp ha. Hôm nay các chị đặt hàng 3 đến 5 ngày sau là nhận được sản phẩm cho em luôn, được kiểm tra được đeo thử giùm em chị ơi. Đó, nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em chị gái nha. Có ngắn hơn không ạ? Có chị đẹp nha, chị muốn ngắn hơn làm cho mình 40 cm. Có ngắn hơn chị gọi, có ngắn hơn thì làm cho mình 40 cm chị đẹp. 40 cm là đeo ôm cổ á nha chị đẹp nha. Cùng bộ vớ bông 201 hả? Rồi ok chị đẹp luôn nha. Rồi nhận hàng được kiểm tra được đeo thử sản phẩm giùm em gái luôn nha chị gái ơi. Đó chị đẹp của em có mẫu này thì comment em chút đơn cho. Tầm 42 luôn. Chế đây nào, dây này là B89 nè, 2,7 triệu nè, con này là ngọc giọt nước. Đó, chị muốn làm bao nhiêu thì mình yêu cầu là bên em làm nha. Đó, mình yêu cầu thì bên em sẽ làm cho mình nha chị gái ơi. Cái size là em có từ 40 cho đến 45 á chị. Mình lấy bao nhiêu thì được cũng được hết đó chị gái ơi. 40 cho đến 45 chị lấy size bao nhiêu thì em làm size bấy nhiêu nha. Đây chị đẹp ơi, dây 94 nè chị, mẫu này giống cái bông hồi nãy nè. Cái mặt là 1.199.000. Cái mặt là 1.199.000 chị đẹp. Cái mặt là 1.199.000 nha. Rồi chị Kiều Diễm, em ưng cái dây nào? Dây tròn hay là dây giòn chị gái? Cái mẫu này là nó giống cái mẫu chút dặn này chị ruột ơi, giống bông nè. 1.199.000 cái mặt ngọc trai chị ruột ơi. 1.199.000 cái mặt ngọc trai. B89 màu trắng ánh hồng không? Đây trắng ánh hồng này chị gục, trắng ánh hồng là em đang cầm luôn á. B89 là 2,7 triệu chị gái ơi, ngọc tròn. Đó, B89 là 2,7 triệu ngọc tròn chị gái nha. Đó, còn đẹp hơn nữa là B8, B8 là 3,5 triệu nè. Đó, mẫu này 2,7 triệu, mẫu này 3,5 triệu này chị, ngọc tròn nha chị gái ơi. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em chị gái nha, được kiểm tra được đeo thử luôn. Đó, chị lấy mẫu nào comment cho em. Đây hai cái này chị nhìn nó khác nhau nha. B8 là 3,5 triệu là cái màu ngọc nó sẽ đẹp hơn, 2,7 triệu. Đó, mẫu này là 650.000 cái mặt này chị gái ơi, 650.000 cái mặt. Đó, chị Huyền có mẫu này thì em chốt luôn cho 202 là chị, mẫu này nhỏ hơn. Nhận hàng được kiểm tra và được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em chị gái nha. Có ưng mẫu này thì comment em chút cho 202 này chị ruột ơi, 650.000 cái mặt. Đó, chủ cổ ngọc tròn 8 ly này chị đẹp nha. Cái này là 3,5 triệu, cái này là 2,7 triệu này chị. Ngọc trai Akoya màu trắng ánh hồng, ngọc nuôi nước mặn nha. Mình có thể test ngọc bằng cách lấy hai viên ngọc trai mai sát lại giùm em, nó cho ra lớp bột ngọc trai đó là ngọc thật nha chị gái ha. Chị thích dây nào? Dây 3,5 triệu là mẫu em đeo từ sớm giờ này, trắng ánh hồng này chị, Akoya ngọc đẹp 3,5 triệu. Còn mẫu này là 2,7 triệu, 2,7 triệu nó cũng đẹp á chị ơi. Đó, này 9 điểm, này 10 điểm, ngang ngửa nhau á chị gái. Rồi chị Huyền Nguyễn có lấy 222 bình luận cho em nha. Đó, cái mẫu này giống cái bông này chị ruột ơi. Cái mẫu này cái mặt thì nó chưa có 750 nên nó nhỏ nha. Đó, mặt là 7 cho dây, mặt là 750, cái mặt là 650 giùm em nha chị Huyền nha. Cứ mẫu này thì comment em chút cho. Đó, bông với dây giống nhau á chị đẹp. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử luôn nha chị gái ơi. Đó, mẫu ngọc tròn chị ruột ơi, chị lấy dây nào? Dây 2,7 triệu với dây 3,5 triệu chị đẹp nha. Đó, ngọc đẹp hết nha chị ơi. Cái màu trắng ánh hồng này thì ánh nó nhiều hơn chị đẹp nè. Đó, trắng ánh hồng này nó ánh nhiều hơn chị gái nha. Đó, chị muốn 42 cm em làm 42 cm cho chị gái luôn. Đây chị đẹp nha. Sang quá trình sang luôn chơi. Cái này mà mấy chị đi làm mấy chị đi chơi mấy chị đeo cái là đẹp lắm, nhất là phối áo dài hoặc là áo vest mấy chị đẹp sang vô cùng cho em luôn. Đó, nhận hàng cứ đeo thử giùm em chị gái nha. Chị lấy dây nào?
mua dây nào cũng được tặng quà, tặng hộp nhung cao cấp chị cả nha. Em đang đeo là 3,5 triệu một dây mấy chị hàng cao cấp ngọc đẹp đó. Còn đây là B89 chị gọi 2,7 triệu ngọc đẹp luôn cho em nha. Nhận hàng mình cứ đeo thử sản phẩm giùm em chị gái của em ha. Đây chị đẹp nha, mẫu này 2,7 triệu này chị, ngọc tròn luôn nè đó, vừa đẹp mà vừa sang luôn, cho đeo lên nhìn nó quá nổi luôn chị đẹp ha. Rồi ưng mẫu này cho em xin bình luận luôn nha. Chị Hoàng Nguyễn có lấy mặt nhỏ hơn thì bảo em nha. Đó, nhỏ hơn là cái mẫu đó giống tiểu luôn á chị, nhỏ nhất luôn rồi đó. Hay là nhỏ hơn thì thấy nó nhỏ quá. Đây chị Kiều Diễm nha, ưng mẫu nào comment giùm em nha. Chị thấy trắng đâu thấy ánh hồng chị ơi. Ánh hồng là cái màu của ngọc trai chị. Ngọc trai đúng ngọc thật thì nó sẽ có màu trắng ánh hồng. Khi mà dưới ánh đèn hoặc là dưới nắng mặt trời chị, mình sẽ thấy được rõ cái ánh xạ cừ của ngọc trai. Em đang like cho mọi người, em đang ngồi dưới ánh đèn mới chưa, với lại nó qua cái cam á chị. Đó cho nên mình thấy vậy đây chị ơi, mình nhìn chị ơi nha. Đó, mình nhìn chị ơi nha, dưới ánh đèn chị ơi nha. Dưới ánh nắng mấy chị, mình sẽ thấy được cái màu, cái xà cừ của ngọc mấy chị. Chứ nó không phải là một màu trắng tinh, trắng nhất như nhựa mấy chị ơi. Nha, đây là màu trắng ánh hồng, trắng ngọc trai á chị. Nha chị gái nha. Đó, trắng ánh hồng, trắng ngọc trai, chị ruột ơi sao mà không có ánh hồng được. Đây chị ơi, 3,5 triệu một dây này, cái màu này ánh hồng nhiều hơn nè. Đó, nó có ánh xà cừ của ngọc trai chị cả nha. Hay là chị nói màu này, cái màu này là ánh tím luôn rồi. Đó, cái dây này là màu ánh tím luôn rồi chị cả nha. Đây, cái này là ánh tím nè chị. Là nó qua nó chuyển sang tông màu ánh tím luôn rồi chơi. Nó hơi tím luôn rồi chứ nó còn hồng nữa chị. Cái này mới là trắng ánh hồng nè chị gái ơi. Đó, mấy chị mà nhận hàng mới chơi dưới ánh nắng mặt trời, nó ánh lên màu ngọc trai đẹp lắm mọi người nha. Ánh lên màu của ngọc trai đẹp lắm mấy chị gái ơi. Rồi chị đẹp nào của em ưng mẫu này thì bình luận giùm em gái luôn nha. Nhận hàng mình được kiểm tra, mình được đeo thử luôn cho nên các chị an tâm ha. Đó, trắng ánh hồng là đúng rồi chị đẹp ơi. Đây ánh xà cừ này chị, chứ đâu phải như cái kia đâu. Rồi chị Ngọc Anh lấy dòng cổ B89 màu trắng luôn nè. Ok chị đẹp nha. Rồi cảm ơn chị gái luôn. Đó, trắng là trắng của màu ngọc trai chị ruột nha, chứ không phải là hàng nhựa mà trắng tinh khiết mấy chị ơi. Trắng một màu mấy chị, nó có ánh xà cừ của ngọc nha chị gái ơi. Đó, chị đẹp của em ưng mẫu nào thì cho em xin bình luận luôn nha. Còn cái kia là màu ánh tím rồi, nó đổi tông qua ánh tím luôn rồi. Cái màu này màu chủ đạo của ngọc trai nè chị. Mình xem phim ảnh truyền hình chị gái nha, là người ta đeo cái màu này nè. Đó, màu trắng ánh hồng nè chị gái nha. Đó, em đang like cho mọi người là em đang ngồi dưới ánh đèn mấy chị ruột ơi. Đây. Đó, cái màu này ánh hồng nó nhiều hơn đúng không mọi người? Đó, cái chị gái trên like cho em xin cái ý kiến đi. Mấy chị thấy có ánh hồng không mọi người ơi? Đó, trắng ánh hồng mà. Rồi nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm giùm em gái luôn nha mọi người nha. Đó, chị đẹp nào của em ưng mẫu này thì cho em xin cái bình luận luôn chị ơi, vừa đẹp mà vừa xinh thế nè. Đó, ai ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi luôn nha chị ơi. Đây B89 mẫu này 2,7 triệu nè. Đó, B89 mẫu này là 2,7 triệu chị ơi nha, 2,7 triệu nè. Đó, 2,7 triệu giùm em mọi người nha, còn B8 là 3,5 triệu nè. Chị thấy phê còn ý kiến gì được. Ok, cảm ơn chị gái nha. Sao hôm qua nhiên hỏi chủ cổ chủ tay không chốt mà chốt cái bông tai không mà chị Tâm? Đó, hôm qua nói chị hỏi chủ cổ chủ tay hàng đẹp nè chị, sao không lấy chủ cổ chủ tay mà chỉ lấy cái bông thôi ạ? Đó, 3,5 triệu một dây này đúng đẹp luôn. Đó, 3,5 triệu một dây này đúng đẹp luôn nè chị ạ nha. Hôm qua chị hỏi chủ cổ hàng cao cấp nè. B8 chị ơi, 3,5 triệu một dây hàng cao cấp ngọc đẹp mới chơi. Ngọc trai là ngọc trai được nuôi cái nước mặn đảo ngọc Phú Quốc luôn mọi người nha, hàng cao cấp mấy chị. Đó, đeo lên một cái là đẹp lung linh luôn mọi người nha, sang trọng quý phái luôn mấy chị ơi. Bao nhiêu tiền một dây loại đẹp vậy bạn? 3,5 triệu chị gái ơi. Đây hàng cao cấp ngọc đẹp nè chị. Đó, cái màu nó đẹp hơn chơi, nó bóng hơn chị gái nha. 3,5 triệu giùm em, còn đây là mẫu 2,7 triệu. Đó, B89 là 2,7 triệu, con này 3,5 triệu chị ơi. Hàng đẹp hơn là 3,5 triệu chị gái ơi.
Đó, có dây dài hơn không hả? Có chị cả nha, chị muốn em làm dây dài bao nhiêu em làm cho mình nha. Đó, dây thì em có dây 45 cm chị ơi, 50 cm thì thêm tiền mấy chị. Dây 45 cm còn dây 50 cm thì thêm tiền chị đẹp nha. Đó, nhận hàng mình cứ đeo thử sản phẩm chị cả nha, 3,5 triệu một cái chuỗi cổ ngọc trai giùm em luôn. Hàng đẹp mấy chị. Đó, 3,5 triệu một cái chuỗi cổ ngọc trai là hàng đẹp mọi người nha, được tặng thêm quả long châu mấy chị. Còn chị đẹp nào không thích quả long châu em tặng thêm cho mấy chị ông cốc ngậm tiền, đó là vật phẩm phong thủy chị cả nha. Đó, quá chừng đẹp luôn mọi người nha. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử nha. Đó, chị lấy cái chuỗi cổ nào để em lựa cho chị cái bông nó phù hợp luôn. Đó, chị thích bông tai trơn hay là bông tai kiểu chị cả nha, bông trơn hay là bông kiểu chị đẹp. Đó, bông tai thì cũng có một loại trơn thì là loại nụ chị cả nha. Đó, trơn hay là loại nụ chị, còn bông kiểu thì nó sẽ có bông kiểu chị cả nha. Đó, chị lấy chuỗi cổ nào? 45 cm là vừa đeo luôn á chị Thị Vinh Hà Trần này, chị cao và nặng bao nhiêu em tư vấn size cho nha chị ạ nha. Rồi chị Khánh Vũ, các em có lấy chuỗi cổ bình luận nha, đẳng cấp và rất là dễ phối hợp mấy chị. Cái chuỗi cổ nó đẳng cấp và rất là dễ phối hợp như này luôn, nó chỉ có 3,5 triệu một dây thôi, giá quá mềm luôn. Đó, đẳng cấp và rất là dễ phối hợp luôn, các chị có thể mặc với bất kỳ bộ trang phục nào nha mọi người nha. Đó, chuỗi cổ 3,5 triệu là hàng VIP bên em mấy chị Cục ơi. Đó, mình muốn đặt 2 dây loại đẹp nhé. Dạ, cho em xin số điện thoại luôn. Đó, cho em gái xin luôn số điện thoại chị Cục ơi. 3,5 triệu một dây, 2 dây là 7 triệu, em tặng cho mình mặt rồng về chân luôn chị ơi. Hàng đẹp, hàng cao cấp này chị nhìn nè. Đó, chị gái ơi, cái ngọc nó tròn đẹp chị nha. Em để cho một chiếc hộp nhung cho mình luôn. 3,5 triệu một dây, giá gốc là 5,8 triệu mấy chị. Trên website bên em đang đăng là 5,8 triệu. 5,8 triệu sale còn 3,5 triệu dây 45 cm. Đó, bên trong nhà em là sổ bằng dây cáp mấy chị Cục ơi. Bình thường mấy chị mua những nơi khác người ta sổ bằng dây gân, dây chỉ thôi. Em sổ bằng dây cáp nhập nha. Rồi, chị Khánh Vũ cưng mẫu này để lại cho em xin số điện thoại nè. Đó, 3,5 triệu một dây, giá gốc là 5,8 triệu mấy chị. 5,8 triệu đang sale còn 3,5 triệu nha. Thật sự với mấy chị gái là tất cả các chị em của mình ai cũng cần phải có một cái chuỗi cổ ngọc trai hết mấy chị. Đó, đeo đi chơi, đi tiệc, đi đám mọi người nha. Còn chị đẹp nào muốn biết ngọc thật, ngọc giả nè, lấy 2 viên ngọc trai mình mai sát lại giùm em như thế này. Nó sẽ cho ra một lớp bột ngọc trai mấy chị gái nha. Đó, đây là ngọc trai thật giùm em luôn, nó có bột xà cừ của ngọc mấy chị gái nè. Đó, bột xà cừ người ta còn làm kem dưỡng da ngọc trai, mặt nạ ngọc trai, sữa rửa mặt ngọc trai nữa mấy chị. Đó, rất là đẹp giùm em luôn nha. Rồi, chị đẹp của em lưng mẫu này cho em xin bình luận luôn chị ơi. Đó, lấy 2 dây cho em xin phản hồi nha. 3,5 triệu một dây chơi ngàn cao cấp ngọc đẹp như chị. Bên trong sở bằng lõi dây cáp nhật cực kỳ chắc chắn luôn chị gái ha. B8 kèm số điện thoại em chốt đơn chị ơi. 5,8 triệu đang sale, đang chi ăn cho mình luôn, còn 3,5 triệu một dây nha. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn chị gái ơi. Đó, chuỗi cổ hàng cao cấp mọi người nha, 3,5 triệu giùm em. Đó, còn chị đẹp nào muốn mua giá mềm hơn thì em có hàng 2,7 triệu nè. Đó, 2,7 triệu thì giá nó mềm hơn mọi người nha, ngọc nó kém hơn 19 110. Đó, nó kém hơn 19 110 chị gái nha. Hàng đẹp lắm, chị nhận được hàng rồi em cảm ơn chị gái luôn nha. Rồi, chị Khánh Vũ của em mưng mẫu cho em xin số điện thoại luôn nha. Sao chị Kiều Diễm lấy dây nào để em lên bông tai cho mình lựa luôn nha chị đẹp. Đó, chị Kiều Diễm của em lấy bông nào cho em xin cái bình luận em lên mẫu cho mình lựa luôn nha. Ngọc trai là ngọc trai được nuôi cái tại Phú Quốc chị gái nha. Em đeo thử cái mẫu 3,5 triệu cho mấy chị xem nè. Đẹp mà sang nữa chị gái ơi. Đó, vừa đẹp mà vừa sang cho em luôn mọi người nha. Đây, em đeo thử lại cho mấy chị xem nè. Mấy chị đeo ngọc trai nước mặn mới chưa? Đeo lên cái cảm giác rất là mát mấy chị. Nha mọi người nha, cái viên ngọc mới chơi, nó áp tiếp xúc với da mấy chị, cái cảm giác mình rất là mát mọi người nha. Đó, và đeo ngọc trai thường xuyên sẽ giữ mãi cái vẻ đẹp thanh xuân mấy chị nha. Rồi, em thấy số điện thoại của chị Khánh Vũ luôn nè. Mình mua 2 sợ là 7 triệu em tặng cho mình mặt rồng chị đó nha. Đó, năm nay là năm rồng mấy chị, mình trưng mặt rồng trong nhà rất là hên luôn ạ. Đó, và cái chương trình sale và tặng quà em chỉ áp dụng cho chị đẹp nào chốt trực tiếp trên line thôi nha. Rồi, 3,5 triệu một dây giùm em luôn cho hàng cao cấp ngọc đẹp mấy chị. Đó, nhận hàng về các chị cứ kiểm tra ngọc giùm em, test ngọc giùm em luôn mấy chị ơi. Trên thị trường có rất là nhiều nơi bán ngọc trai cho nên là chúng ta mua sẽ băn khoăn mấy chị. Nhưng ngọc trai Song Long bán 20 năm rồi. Nhà em bán hàng có nguyên một cái trang website thương mại điện tử mấy chị, cho nên là các chị an tâm nha. Đó, mình có thể đeo chung với bông nụ ngọc trai mọi người nha. Nụ em đang đeo là 400.000 đôi. Đó, cái chuỗi cổ mình có thể lấy chung với bông nụ vẫn được luôn. Rồi, chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha. Dây 45 cm mấy chị ơi, chị đẹp nào từ khoảng 4 ngoài tới 62 kg là đeo ok cho em nha. Còn chị đẹp nào mà từ 65-70 kg trở lên thì mình hãy làm dài ra. Đó, làm dài ra thì mấy chị thêm tiền giúp em ha. Rồi, còn chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin cái bình luận luôn nha. Quá sang luôn mấy chị ơi, 3,5 triệu một dây.
nhận hàng kiểm tra xong thanh toán nha. Sao chị Kiều Diễm có lấy không nè? Đó, chị đẹp ơi, mặc dấu dài là cực kỳ xuất sắc nha. Những chị đẹp nào mà đang là giáo viên mọi người nha, chuẩn bị vô đầu năm học rồi mấy chị, bây giờ mình mua trước đi mấy chị ơi. Đó, để tới đó là lu bu nhiều việc lắm, mình không có mua được mấy chị ơi. Đó, đầu năm mà lễ khai giảng của chùa mình đeo cái chuỗi cổ ngọc trai này cực kỳ đẳng cấp luôn nha. Sau một năm mấy chùa coi mình thay đổi mấy chị, sau một năm mình thay đổi một chút xíu là nó đẹp hơn, nó sang hơn rất là nhiều luôn ạ. À, nha. Rồi còn chị đẹp nào chốt chuỗi cổ bình luận giùm em nha. Đó, có dây ngọc nhỏ không hả? Có chị ơi, dây ngọc nhỏ bên em là ngọc 6 ly chị ơi. Ngọc 6 ly là 2,5 triệu. Đó, 6 ly là 2,5 triệu, dây nó chỉ có 4 tấc thôi. Đây, dây 6 ly chị gục coi 2,5 triệu giùm em luôn. Mẫu này nó chỉ có 40cm thôi nha mọi người. B6 6 ly 2,5 triệu giùm em, dây nó chỉ có 40cm thôi mấy chị. Chuỗi cổ ngọc trai mọi người nha, nhận hàng kiểm tra xong thanh toán, ngọc đẹp giùm em luôn. Đó, chị đẹp nào mua cái chuỗi cổ B6 em tặng cho mọi người quả long châu. Đây, cái mẫu này ngọc nó có 6 ly mới chơi, ngọc nó nhỏ hơn nha mọi người. Đây chị gả nha, các chị chốt đơn ngày mai hơn 8 giờ bên em sẽ có nhân viên liên hệ xác nhận đơn cho mình nha. Rồi B6 6 ly mẫu này 2,5 triệu nè chị. Đó, còn đây là B8 8 ly 3,5 triệu giùm em chị cuộc ơi. Đó là hàng đẹp hết cho em mọi người nha. Ai thích nhỏ thì đeo mẫu nhỏ mấy chị ơi, ai thích nhỏ thì đeo mẫu nhỏ mấy chị gái nè. 3 đến 5 ngày sau nhận được hàng giùm em, được kiểm tra, được đeo thử luôn nha mọi người nha. Đó, B6 6 ly mẫu nhỏ chị cuộc ơi 2,5 triệu giùm em, đeo thời trang, đeo chất cơ. Đó, đeo thời trang, đeo chất cơ, đeo sang, đeo trẻ mọi người nha. Cái mẫu này nó có 4 tấc thôi. Mấy chị đeo nó sẽ ôm cổ như thế này nha mọi người nha, nhưng mà nó có tăng đưa phía sau, mấy chị mình có thể đeo được 42 luôn. Đó, B6 6 ly giùm em luôn, mẫu này 2,5 triệu mấy chị ơi, hàng đẹp nha. Ngọc là ngọc nuôi tại Phú Quốc mấy chị, bên trong em sỏi cho mình bằng dây cáp nhật. Dây cáp nhật rất là chắc chắn luôn. Đó, thật sự là cái sản phẩm gì mấy chị ơi, dây chỉ, dây gân đi mấy chị đeo thời gian rất là mau mục. Đó, nhưng mà dây cáp là cái thời gian nó bền hơn, có độ bền nó chắc chắn hơn nha, em bảo hành cho mấy chị 3 năm. Đó, em mới nhận được bông tai đẹp xinh lắm nha. Rồi ok, cảm ơn chị gái luôn nha. Rồi còn chị đẹp nào chốt mẫu này cho em xin bình luận luôn nha. Vòng cổ em đang đeo mọi người nha, đang sale cho mọi người luôn, còn 2,5 triệu nè, ngọc nhỏ nha. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em luôn chị gái ơi. Rồi ai ưng mẫu này comment giùm em nha. Hột nhỏ không có loại A chị đẹp ơi, A chỉ có 8 ly thôi chị, không có hột nhỏ ha. Rồi 3 đến 5 ngày sau là nhận được hàng giùm em luôn nha. Còn chị đẹp nào chốt chủ cổ bình luận cho em. Đó, chủ cổ ngọc trai mới chơi, mẫu bán chạy không luôn nè mấy chị gái nè. Tùy theo nhu cầu của mình mọi người nha. Đó, 8 ly mà có loại 2,7 nữa nè. Chị đẹp nào muốn mua giá mềm mình mua B89 mấy chị, mẫu này 2,7 thôi. 2,7 giùm em chị nha, B89 giá nó mềm hơn. Hàng phải chuẩn B8 màu trắng mấy ly bạn ơi, 8 ly chị đẹp ơi, đây 8 ly chị đẹp. Đó, chuẩn yên tâm chị ơi, thôi nhà em bán 20 năm mà chị, không phải bán ngàn bữa chị cả nha. Bông lúc nãy em sale là ngọc 7 ly chị ơi. Đó, chị lấy chủ gỗ 8 ly em gắn ngọc cho mình, 8 ly vẫn được ạ. Bông lúc nãy em sale là ngọc 7 ly chị ơi, 7 ly. Yên tâm chị cả nha, thôi nhà em bán hàng đã được đăng ký với Bộ Công Thương cũng như được Bộ Công Thương cho phép bán hàng rồi chị. Đó, bán hàng là chuẩn cho mình luôn chị ơi, nhận hàng mình cứ kiểm tra hàng test ngọc trai chị á. Đây, đó, chủ cổ B8 chị gọi 3,5 triệu giùm em luôn nè chị, đẹp lắm chị ơi. Đây là trang website nhà Song Long mấy chị. Mấy chị vào Google gõ chữ ngọc trai song long.com là sẽ ra được trang web nhà em. Đó, tất cả các sản phẩm đều có trên này mọi người nha, đây là trang website nhà Song Long mấy chị. Đó, tất cả các sản phẩm bên em mấy chị gái nha, đã được đăng ký với Bộ Công Thương cũng như được Bộ Công Thương cho phép bán hàng ạ. Đây chị gái nha, đã được chứng nhận của Bộ Công Thương chị gái. Bên em bán hàng 20 năm rồi mấy chị ơi, uy tín chất lượng luôn luôn đứng đầu. Cho nên các chị gái yên tâm nha. Cái chị chốt đơn ngày mai bên em sẽ gọi xác nhận đơn, bên em chốt đơn là gọi điện chứ không có chốt kiểu kiểu sao ta? Kiểu qua tin nhắn mấy chưa? Đó, bên em làm cái gì cũng phải chất lượng, phải uy tín. Đó, gọi điện xác nhận đơn cho mấy chị gái luôn, đó để không có bị lầm lạc mấy chị ơi. Ok chưa? Đó là cái chị mà mua hàng là đúng của Song Long gỡ mấy chị nha, không có sợ đi đâu được hết mấy chị. Đó, nguyên trang website thương mại điện tử luôn nha. Chuỗi sâu 42cm thôi em, ok chị đẹp nha, chị lấy loại nào? Đó, chị lấy loại B8 3,5 triệu hay chị lấy loại 2,7 triệu? Đó, chị lấy loại nào comment cho em nha. Em sở cho mình 42, còn dư thì em gỡ luôn cho mình ha. Em gỡ luôn cho chị. Đó, khi nào chị muốn đeo dài mình có thể tự sở lại vẫn được nha chị Kiều Diễm nha.
Đây, chị lấy dây nào, dù 2 triệu 7 hay là 3 triệu rưỡi ạ? À? 3 triệu rưỡi thì ngọc có đẹp hơn. Em cho mấy chị xem luôn. Đó, để nhiều khi nhận hàng xong mấy chị nói em ơi sao có hàng đẹp hơn mà em không giới thiệu cho chị. Đó, đến lúc đó mấy chị buồn em nữa, cho nên là em cho mấy chị xem luôn ha. Rồi, nhận hàng kiểm tra xong thanh toán nha. Rất là đẹp luôn. Đó, cho chị xem lại đôi bông đổi hạt 8 ly ở đây chị gái nha. Đó, chị thích 8 ly em đổi cho mình hàng 8 ly chuột coi. Ok chị đẹp nha. Đây chị thích 8 ly em đổi cho mình 8 ly chị. Đó, 8 ly thì đeo chung với chuỗi cổ luôn. Đây chị gái nha. 445 giùm em luôn chị. Chị muốn 8 ly em đổi cho mình ngọc 8 ly. Mình mua hai sản phẩm trên cùng một livestream em sẽ lựa cho mình cái màu ngọc nó giống nhau nha chị ơi. Đó. Chị muốn 8 ly em đổi cho mình 8 ly vẫn được chị gái nha. Này, còn cái đôi này nãy em sale nè, ngọc nó nhỏ hơn nè. Đó, chị thích 8 ly em sale em đổi cho mình ngọc 8 ly chị gái nha. Đó. Và tất cả các đơn hàng ngày hôm nay các chị chốt đơn em sẽ tự tay gói hàng cho mọi người rất là cẩn thận luôn. Kể cả quà tặng mới chưa hay là sản phẩm luôn, em sẽ làm rất là cẩn thận cho mọi người. Cẩn thận cho từng đơn hàng một mấy chị để nhận hàng các chị gái yên tâm nha. Rồi chị đẹp của em lấy hai mẫu này để lại cho em gái xin số điện thoại luôn nè. Đó, dòng cổ chị ơi 3 triệu rưỡi nha. Em làm cho mình bông tai 8 ly bao nhiêu vậy bạn? Cái mẫu này đang sale chưa có 445 ngàn chị ơi, cái mẫu này đang sale. Cái mẫu này đang sale 445 chị ơi, ngọc là ngọc bán cầu nha. Bảo hành sản phẩm 3 năm được kiểm tra được đeo thử nha. Chị lấy hai mẫu này cho em số điện thoại nha chị Diễm Kiều ơi. Đó, lấy hai mẫu này cho em gái xin số điện thoại chị gục nha. Đó, chị lấy hai mẫu này cho em số điện thoại để em thôi chút xíu bình luận nó bị trôi chị ơi, em quên luôn á chị. Đó, có chút đơn thì cho em gái xin số điện thoại nha. Hàng của chị sao không thấy giao này? Dạ, đơn hàng đang được gửi đi chị gái ơi. Tại mấy ngày cuối tuần em sale nhiều với chị, hàng quá rất là đông mọi người nha. Đó, hàng rất là đông, rất là nhiều mới chơi cho nên là bên em đang gửi đi cho mọi người. Hàng đang trên đường vận chuyển, các chị an tâm. Rồi, bông em đang đeo là bông sale mọi người ơi, 445 ngàn mấy chị, bông sale. Bông em đang đeo gọi là bông sale mọi người nha, 445 ngàn chị gái. Đó, chị Diễm Kiều chốt đơn để lại cho em xin số điện thoại nha. Thì biết chị lấy mặt dây chuyền rồi, chị chốt hai món cho em số điện thoại rồi em lên mặt dây chuyền cho mình nha chị. Đó, chị chốt hai món để lại cho em xin số điện thoại em lên mặt dây chuyền cho mình lựa chị gái ơi. Em lên mặt dây chuyền cho mình lựa luôn ha. Đó, để lại cho em gái xin luôn số điện thoại nè. Rồi, bông em đang đeo gọi là bông sale mọi người ơi, bông sale mọi người nha. Đó, tháo mặt tháo ra vô được nha, không được chị gái ơi, cái mặt là phải xỏ liền. Còn không thì chị lấy cái chuỗi không thôi chị đẹp. Đó, cái mặt là phải xỏ vô luôn, cái chuỗi cổ chị ruột ơi, không có tháo ra tháo vô được chị gái ơi. Đó, còn không thì chị khỏi đeo mặt chị ruột ơi, đeo cái chuỗi không là đẹp rồi, mặt dấu dài là cực xinh rồi. Nha chị đẹp nha. Đó, cái mặt là mình xỏ vô là nó cố định luôn, mình không có tháo ra được nha chị đẹp. Đó, cái mặt mà mình xỏ vô là nó cố định luôn, mình không có tháo ra được chị gái ơi. Nha chị đẹp của em nha. Đó, cái mặt là mình xỏ vô là mình không có tháo ra luôn được nha chị. Đó, mình xỏ vô là mình không có tháo ra được nha chị ơi. Đây ví dụ như cái mẫu này nè chị. Em xỏ vô rồi là em không có tháo ra được nè. Nha chị gái nha. Mà em nghĩ là chị mua cái chuỗi cổ hàng cao cấp chị ơi, mình khỏi cần đeo cái mặt đâu chị nha. Mình mặc dấu dài là cực kỳ đẹp luôn chị ơi nha. Đó, mình mua hàng cao cấp rồi khỏi cần đeo cái mặt chị ơi. Với lại mình đeo 42 xăng là đeo kiểu ngắn ngắn như này là chị nhìn nó trẻ nha chị ơi, khỏi cần đeo cái mặt đâu. Nha chị đẹp nha. Còn nếu như mà mình xỏ cái mặt vô chị gái nha là mình các chị sẽ không tháo ra được. Nha chị nha. Đó, xỏ cái mặt vô là nó dính vô luôn chị ruột ơi, nó không có tháo ra được, cái mặt đó là cái khoen. Nó dính vô luôn chị ruột ơi, nó không có tháo ra được chị gái nha. Ok chưa? Đó, rồi có muốn xem mặt thì bảo em nha. Có mặt dây chuyền ngọc trai không em? Dạ có chị ruột ơi. Đó, rồi em chúc cho chị Diễm Kiều hai món em đang đeo nha. Chuỗi cổ 42 xăng. Đó, bông tai là bông tai sale 8 ly. Đó, bông sale ngọc 8 ly chị gái nha. 445 ngàn cái bông sale thôi chị. Cái bông sale này bình thường em bán 750 á. Bình thường em bán 750, giờ này em sale có 445 ngàn à. Đó, bình thường em bán 750 mấy chị, giờ này em sale 445. Ai chốt được thì chốt nha. Rồi, nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn nha mọi người nha. Đó, còn ai lấy thêm bông sale thì bảo em. Rồi em lên mặt dây chuyền cho chị lựa nha, nhưng mà nhớ là cái mặt dây mà xỏ vô cái chuỗi rồi là không tháo ra được. Đó, mình phải cắt ra mình mới tháo ra được chứ, cắt ra xỏ lại mới tháo được nha chị cả nha. Thế em có chuỗi có mặt giống bông tai không hả?
Dạ không chị ơi, cái mẫu này nó chỉ có một kiểu thôi chị Cục ơi. Đó, cái mẫu này em chỉ sợ có một kiểu thôi, tại vì có một số chị không thích đeo mặt. Đó, có một số chị thích đeo mặt mọi người nha, em chỉ sợ cái mặt này thôi ạ. Đây chị gái của em nha. Đó, cái kiểu của nó thì nó không có giống chưa. Em quay cam sao nhìn coi nó có na ná không nha. Đó, chủ cổ có mặt em đang cầm trên tay là 3 triệu dây chị Cục ơi, ngọc nó kém hơn cái mẫu hồi nãy nha, mẫu này 3 triệu. Đó, đi chung nó cũng được á chị á, cái mẫu này đi chung nó cũng được luôn á. Đây chị gái nha, hai kiểu này nó cũng tương đối chị đẹp nha. Đó, chủ cổ có mặt chị gái nha. Đó, còn nếu như mà chị mua cái mặt này chị gắn như cái chủ cổ, cái mặt này là 1.099.000. Đó, cái mặt này là 1.099.000 đồng chị Cục ơi, cái mặt là 1.099.000 giùm em. Đó, nhưng mà cái mặt là nó không có tháo ra được nha, em báo trước luôn. Còn không thì chị lấy cái mặt này chị Cục nha. Đó, cái mặt này là 1.050.000. Đây, cái mặt này là 1.050.000 đồng, nó giống bông theo sale này chị, nó giống bông sale nè. Cái mặt là 1.050.000 nha, nhưng mà em khuyến khích chị, em thấy chị đeo cái dây ngọc trai rất đẹp á, em thấy avatar của mình rồi. Mình đeo cái dây không là đẹp chị gái nha, khỏi cần cái mặt đâu chị gái. Tại mình mua là hàng cao cấp rồi, đó, 3 triệu rưỡi là hàng cao cấp ngọc đẹp chị gái nha. Mình khỏi cần đeo cái mặt cũng được luôn chị gái. Đó, còn nếu như mà chị lấy thêm cái mặt này gắn vô thì là 1.050.000 nữa. Đó, cái mặt này là 1.050.000 chị gái nha, cái dây 3 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi, 4.050.000 cái cộng dây có mặt luôn á chị. Đó, cái cộng dây mà mình muốn xỏ thêm cái mặt nữa là 4.550.000. Đó, là nó có luôn cái mặt ngọc trai á, nghe chị đẹp nha. Cái mặt này nó giống bông nè. Dây em đang cầm là 1.500.000 đang sale còn 1.150.000 chị ơi. 1.500.000 đang sale còn 1.150.000 đồng chị gái nha. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em luôn á chị. Đó, mẫu này bên em đang sale luôn chị gái ơi, đang sale luôn á chị. Bông thì sale 445. Đó, bông thì em sale 445, còn dây chuyền thì em sale cho mình luôn chị gái nha. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn nha chị đẹp ha. Đó. Thích cái mặt thì em xỏ cái mặt vô, còn không thì khỏi xỏ vô cũng đẹp chị ơi, tại vì cái mẫu chị chốt là hàng cao cấp nè. Cái mẫu chị chốt là hàng cao cấp, hàng đẹp chị gái nha. Xong chị có lấy cái mặt thì bảo em nha. Cái chủ của chị là hàng cao cấp, hàng đẹp á, mình xỏ cái mặt vô mà không có lấy cái mặt ra được nha. Lấy ra thì phải cắt ra xỏ lại á. Rồi đây là chị Hằng ơi, dây em đang đeo chị đẹp nha. Đó, dây em đang đeo là 1.150.000 đồng, chút đơn để lại số điện thoại giùm em ạ. Chị lấy mẫu này để lại số điện thoại em nha, mai hơn 8 giờ nhân viên gọi xác nhận đơn nha. Rồi vậy chị lấy chuỗi không mặt 42cm, bông trắng ánh hồng. Rồi ok chị đẹp nha. Đó, bông trắng ánh hồng, giống chuỗi thay loại 8 ly ok chị gái nha. Rồi cảm ơn chị đẹp luôn ha. Em thay ngọc 8 ly cho chị. Rồi chị Nguyễn Hằng lấy mẫu dây chuyền em đang đeo cho em số điện thoại nè. Mẫu này em đang sale còn có 1.150.000 thôi chị Cục ơi. À, đơn hàng của chị Kiều Diễm em tặng cho mình quả long châu nha chị Cục ơi. Em tặng cho mình quả long châu nha. Quả long châu phát sáng ban đêm, em có quả long châu và có con cóc ngậm tiền, chị lấy cái nào thì comment ha. Đó, quà tặng em cho mấy chị chọn luôn, một là long châu, hai là cóc ngậm tiền, chị Diễm muốn tặng cái nào thì bảo em. Rồi ok, em lấy số điện thoại chị Hằng nha, em chúc chị Hằng dây chuyền 93. Đó, dây chuyền 93 giùm em chị đẹp nha, dây 93, mẫu này đang sale cho mình còn 1.150.000. 3 đến 5 ngày sau nhận được hàng nha, được kiểm tra, được đeo thử luôn ạ. Đó, cảm ơn chị Hải luôn nha, rồi em tặng cho mình ông cóc ngậm tiền nha. Rồi ok chị đẹp. Rồi chị Nguyễn Hằng cũng được tặng quà luôn nha. Đó, chị Hằng được tặng hai phần quà luôn nè, chị Hằng được tặng hũ vàng với ông Lộc nha. Chị Hằng mua dây chuyền 1.150.000 đồng cũng được tặng hũ vàng với ông Lộc luôn ạ. Đó, nói chung là cái chị xem like mình đáng nén lại like đi, em chốt đơn kỹ lắm. Chốt xong sản phẩm em sẽ lên cho mọi người cái quà tặng luôn nha mọi người nha, ai cũng được có quà hết ạ. Ai chốt đơn đều được có quà hết nha. Đây chị ơi, hũ vàng với ông Lộc nha chị. Hũ vàng bên trong có rất là nhiều nén vàng luôn, đẹp lắm. Ai chốt đơn cũng có quà hết mấy chị ơi. Nha. Rồi. À, nãy kêu lên gì quên rồi, từ từ. Ai mới kêu lên gì nè. Bảo hành 3 năm được kiểm tra và được đeo thử giùm em luôn chị ạ nha. Đó, em tặng cho mình hai món luôn nha chị Cục ơi. Cảm ơn chị gái đã ủng hộ em gái. Nhận hàng mình nhớ cho em xin phản hồi trên like nha mấy chị, nhớ bấm theo dõi trang giùm em mọi người nha. Bấm theo dõi trang like của em nè để gặp em mỗi ngày.
Ngày nào em cũng like hết đó chị, 6 giờ chiều tới 10 giờ tối nha. À đúng rồi, cho chị qua cái khóa đó, bởi vì nó comment xong em mau quên lắm mấy chị cô, chỉ nhớ là nó mau quên lắm mấy chị. Đây chị cô coi khóa là khóa bấm giùm em chị cả nha. Đây chị rất là dễ xài luôn, ví dụ như nó có đầu này nè, mình xỏ vô đó, mình đẩy vô chị cả nha. Khi mình mở ra mình bóp cái này nó sẽ văng ra. Đây chơi khóa là khóa bấm chị đẹp nha. Đó đó, khóa là khóa bấm nè, rất là chắc nha chị ơi. Đó, khi chị đeo này chị nhét cái này vô, bấm vô, xong rồi khi chị mở ra chị bấm cái này nó văng ra nghe đẹp nha. Khóa là khóa bấm giùm em ạ. Còn cái dây chị cả nha, dây em xỏ cho chị là bằng lỗi dây cáp nhật đó, em sẽ cho chị dây cáp nhật nghe chưa, em sẽ cho chị thêm dây cáp chị cả nha. Đó, em xỏ cho mình 42, còn dư bao nhiêu em gửi cho mình luôn, cho chị thêm dây cáp nhật để cho chị biết là cái chất liệu dây bên trong nó chắc chắn như thế nào đó, đeo nó sẽ rất là bền luôn chị ơi nha. Rồi cảm ơn chị đẹp nha. Rồi khóa to hả chị, thôi lấy chị khóa này nè, khóa này nó nhỏ hơn nè, không to đâu chị Ngọc ơi. Đây cái khóa nó vừa chị ơi, nó không có to đâu chị. Đây đó, cái khóa nó vừa chị ơi, nó không có to đâu chị đẹp của em nè, khóa nó vừa à. Đó khóa bấm chị ơi nha, nó vừa thôi chị ơi, nó không có to lắm à. Như chị ơi nha, khóa nó vừa đeo chứ không có to lắm đâu chị ơi. Rồi còn chị đẹp nào muốn em lên sản phẩm ngọc trai nào nữa thì cho em gái xin luôn cái bình luận nha mọi người nha. 3 đến 5 ngày sau là nhận được sản phẩm giùm em luôn, nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn mấy chị. Đó chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha. Rồi còn chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì bình luận giùm em luôn nha. Đó giùm lấy cho mình cái khóa này nha chị cuộc ơi, đẹp luôn á chị, không có to đâu. Đó, cái khóa này vừa đeo với cái chủ cổ luôn á. Rồi cảm ơn chị đẹp đã ủng hộ em gái luôn nha. Cái khóa là khóa bấm chị gái nha, khóa là khóa bấm mà dễ đeo chị gái nha. Rồi còn chị đẹp nào muốn em lên sản phẩm nào thì cho em xin cái bình luận luôn, em lên mẫu cho chị lựa nha. Đó còn chị đẹp nào muốn em lên cái sản phẩm nào thì lên mẫu cho em, lên mẫu cho mấy chị lựa nha. Đây, cái khóa này nó nhỏ hơn á chị. Nghe chưa, cái khóa này nó nhỏ hơn này chị nha, em lấy cho mình cái khóa này nha chị đẹp. Bao nhiêu tiền một vòng hả? Dạ vòng cỏ em đang đeo là 5.8 triệu, sale trên livestream còn 3.5 triệu hả? Vòng cỏ em đang đeo là 5.8 triệu, sale trên livestream còn 3.5 triệu nha chị Phạm Khanh ơi, rất là đẹp luôn ạ. Đó quà tặng của chị là ông cốc ngậm tiền. Trời ơi chị hỏi em, hỏi chị té ông cốc hay lấy Long Châu, chị lấy ông cốc rồi nè. Đó nhận hàng được kiểm tra được đeo thử nha. Đây chị gái nha. Đó đây chị gái ông cốc ngậm tiền nè chị. Một là ông cốc, hai là quả Long Châu. Đó Long Châu là phát sáng ban đêm chị ơi, ban ngày nó không sáng nhưng mà tắt đèn nó sẽ sáng. Đây Long Châu với ông cốc. Rồi ok chị đẹp nha, chị thôi lấy Long Châu ha. Ok chị đẹp. Đó, quả Long Châu phát sáng ban đêm chị cả nha. Đó, Long Châu, chị đẹp nào không thích Long Châu thì tặng cho ông cốc. Rồi, chủ cỏ em đang đeo là 3.5 triệu một vòng chị ơi. 3.5 triệu một vòng giùm em luôn chị Phạm Khanh ơi. Đó, 3.5 triệu cái chủ cỏ em đang đeo chị đẹp của em nè. Ngọc là ngọc trai nuôi nước mặn rảo ngọc nha, ngọc đẹp mấy chị. Đó, chị đẹp nào thích chủ cỏ thì bình luận chủ cỏ em đây. Mẫu này là hàng cao cấp ngọc đẹp giùm em luôn. Viên ngọc trai tròn, đều đẹp, sáng bóng, xà cừ dày giùm em luôn chị gái ơi. Đó chị nhìn cái viên ngọc trai là mấy chị mê liền luôn. Nhìn cái viên ngọc trai thôi là mê mấy chị ơi. Đó mê cung còn có đường ra mấy chị, chứ mê trai thì chị không biết ra đường nào luôn mọi người. Đó một cái chủ cổ ngọc trai nó đẹp như này luôn mấy chị gục ơi. Từ 5.8 triệu sale còn 3.5 triệu. Đó em có mẫu giá mềm hơn chút xíu là B89 mấy chị. Cái mẫu nó chỉ có 2.7 triệu thôi, nó vẫn là ngọc đẹp mấy chị ơi. Nhưng mà nó kém hơn cái thằng 3.5 triệu mấy chị. Giá thành càng cao ngọc càng đẹp giùm em nha. Giá thành càng cao ngọc càng đẹp giùm em nha. Đây để em lên lại cái mẫu. Đó để em lên lại cái mẫu cho chị xem ha. Đây mẫu này 3.5 triệu nó mới chơi ngọc đẹp nha mọi người nha. Đó 3.5 triệu ngọc đẹp giùm em luôn ha. Rồi nhận hàng kiểm tra xong thanh toán chị Google. Đây là dây 3.5 triệu nè. Rồi ai ưng mẫu thì comment cho em gái luôn nha. Đó 3.5 triệu một dây là hàng đẹp mấy chị ơi. Còn đây cái mẫu dây 2.7 này nó kém hơn một xíu mấy chị. Dây 2.7 nó kém hơn một xíu mọi người nha. Đây kém hơn một xíu 2.7 giùm em. Đó ngọc là ngọc 8 ly mọi người nha. Dây dài 45 cm mấy chị, phù hợp với mọi người.
đó là chị em phụ nữ mới chơi, phải sở hữu một cái chủ cổ ngọc trai mới chị. Đi chơi cũng đẹp, đi đám đi tiệc cũng đẹp, mới chơi cũng sang cho em luôn mọi người nha. Ngọc là ngọc nuôi tại Phú Quốc mấy chị, ngọc nuôi nước mặn nha. Đó, các chị có thể về mình kiểm tra mới chơi, mình kiểm tra mình test ngọc giùm em. Đó, nhận hàng em cho các chị kiểm tra và test ngọc nha mọi người ơi. Nhận hàng được kiểm tra và test ngọc cho nên các chị an tâm ha. Đây, chị đẹp của em ưng mẫu này bảo em nè. Đó, 2 triệu 7 chị ghế ơi. Ngọc tròn nha mọi người nha. Đó, còn mẫu này nó hàng đẹp hơn, nó 3 triệu rưỡi nè. Đó, ai muốn mua giá mềm lấy ngọc giọt nước mấy chị. Giọt nước hiện cho 1 triệu mốt thôi. Đây, cái hạt nó là hạt giọt mới chơi 1 triệu mốt giùm em. Lọc lộng lẫy long lanh cho em luôn nha mọi người. Đó, mấy chị muốn mua giá mềm lấy ngọc giọt đi. Giọt giá mềm hơn 1 triệu mốt mà ngọc có đẹp. Ok chưa? Đó, lên toàn hàng đẹp thôi mọi người ơi. Sản phẩm đẹp, chất lượng mà còn quà xinh nữa hả? Dạ em cảm ơn chị. Ok chị gái nha. Rồi B89 giùm em chị ơi, mẫu này 2 triệu 7 mấy chị. 2 triệu 7 một dây mọi người nha, vừa tầm mấy chị, ai đeo cũng được nha, hàng đẹp nha mấy chị. Hàng đẹp nha. Viên ngọc trai tròn đẹp, ít vết sinh trưởng của ngọc trai nha. Đó, còn đây là hàng B8 nè, B8 thì nó đẹp hơn nữa, 3 triệu rưỡi một dây. Chị đẹp nào muốn mua giá mềm hơn lấy ngọc giọt nha, ngọc giọt là 1 triệu mốt mấy chị. Là phụ nữ mấy chị ơi, nhất định phải có một cái chủ cổ ngọc trai mấy chị ơi. Nha, nhất định phải có cái chủ cổ ngọc trai mọi người nha. Bạn ơi, mình đặt hai dòng đẹp ngọc trai trắng anh hồng khuyến mãi cho đôi. Dạ không được, chơi hàng tặng không, hàng bán không tặng chị ơi. Em tặng cho mình cái mặt rồng phía trên đó chị. Năm nay là năm rồng chị cuộc ơi. Chị em tặng cho chị mặt rồng rất là hên nha. Đây mặt đá rồng phía trên đó chị. Đó, 5 triệu em tặng cho chị cái mặt rồng chị ơi, rất là đẹp luôn chị. Như chị hả nha. Đó, đơn từ 5 triệu trở lên tặng cho mình mặt rồng rất đẹp luôn. Mình mua hai cái chủ cổ 7 triệu em tặng cho mình mặt rồng luôn chị hả nha. Đó, quà tặng là em, hàng bán em không có tặng được chị gái ơi. Đó là quy định của công ty à. Tụi em chỉ là nhân viên thôi mọi người. Tụi em chỉ là nhân viên thôi mấy chị ơi. Các chị thông cảm giùm cho tụi em nha. 3 đến 5 ngày sau là mình nhận được hàng chị gái nha. Em tặng cho mình mặt rồng nha chị Khánh Vũ ơi. Đó, mặt rồng vàng á chị. Mặt rồng để trong nhà trưng là đẹp dữ lắm luôn chị gái ơi. Rồi chị đẹp nào chốt chủ cổ bình luận cho em nè. Đây chị Khánh Thi ơi, chủ cổ bên em dài 45 cm nha chị đẹp. Đó, ba loại này là bán chạy nha, ba loại này là hàng đẹp mấy chị cuộc ơi, nói chung là hàng đẹp nha mọi người nha. Ba đến năm ngày sau là mình nhận được hàng mọi người nha, được kiểm tra và được đeo thử luôn ạ. Đó, chị đẹp của em ưng mẫu thì comment cho em nha. Đó, dòng cổ B8 3 triệu rưỡi một dây là hàng đẹp chị gái ơi. Đó, hàng cao cấp ngọc đẹp giùm em luôn ạ, tròn đều đẹp giùm em luôn chị gái nha. 3 đến 5 ngày sau là mình nhận được sản phẩm giùm em luôn chị gái nha. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn nha chị gái ơi. Đó, chị đẹp nào của em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn ha. Đây, chị đẹp của em ưng mẫu nào. Quá đẹp luôn chị gái ơi. Rồi, chị gái của em ưng mẫu nào cho em xin bình luận luôn nha. Chủ cổ ngọc trai chị gái nha. Đó, dây dài 45 cm giùm em luôn nha mọi người nha. Còn chị đẹp nào chốt đơn thì bảo em. Chị mua chủ cổ bên em tặng bạn, bạn chị thích lắm hả? Rồi ok chị gái luôn nha. Rồi còn chị đẹp nào thích chuỗi ngọc thì bình luận giùm em, không thích mẫu nói hôm qua nha mọi người. Đó, ngày mai hơn 8 giờ nhân viên gọi điện xác nhận đơn cho mọi người nha, chú điện thoại nghe máy giùm em. Được chưa? Đây, chuỗi ngọc trai đẹp ơi là đẹp luôn mấy chị ơi, 3 triệu rưỡi thôi. Giá gốc là 5 triệu 8 mới chơi, giá sale còn 3 triệu rưỡi nha. Rồi còn chị gái nào có em ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi luôn ha. Ai muốn em lên cái gì nữa thì bình luận cho em luôn. Ai muốn em lên cái gì nữa thì bình luận cho em nha. Rồi bông tai nhẫn dây chuyền chủ cổ trên ngọc trai, quá thích dây chuyền nó không, lên vài mẫu dây chuyền cho mọi người lựa nè. Đó, ai thích dây chuyền nữa thì cầm em lên vài mẫu dây chuyền cho mọi người lựa nha. Dây chuyền đeo với bông tai sale hay là dây chuyền đeo với cái nhẫn sale mấy chị. Đó, nam sale 2 mẫu nè, một bông một nhẫn. Đó, chị đẹp nào thích mẫu nào thì bảo em. Bông tai đi hả? Rồi ok chị gái nha, lên bông nha. Toàn ten hay sát tai chị Lê Hoài ơi? Toàn ten hay sát tai ạ? Có hoa tai vành vàng dành cho trái tai nhỏ không em? Có chị cuộc ơi. Hoa tai vành vàng dành cho trái tai nhỏ nè chị, là cái mẫu này nè. Ngọc trai kết hợp với vàng chị gái ơi. Đó, nhỏ gọn giùm em luôn chị gái nè. Sale cho mình luôn chỉ còn có 5 triệu 6 thôi chị. Vành vàng là vàng 18 á chị.
Sáng nay chị không thấy nhân viên gọi điện chốt đơn nè, chị đẹp khách quen gửi đi chị cũ chị Linh ơi. Chị Linh hôm qua mua cái gì hả? Ngọc trai màu vàng á hả? Rồi ok chị gái nha. Ngọc trai màu vàng thì mình lựa mẫu đi rồi đổi ngọc màu vàng chị Ruột ơi. Đó, ngọc trai màu vàng thì đổi, lựa mẫu đổi ngọc màu vàng nha. Rồi khóa cài sát tay rồi ok, nhẫn bông toàn teo ok chị đẹp luôn. Rồi lên mẫu nha. Đây chị ơi, mẫu này đeo rất là xinh luôn mấy chị Ruột ơi. Đó. Mẫu này đeo rất là xinh cho em luôn mọi người nha. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán mọi người nha. Đây 2026 này chị. Đó, cài sát tay giùm em chị Ruột ơi. Mẫu này 699.000 đôi mấy chị. 699.000 đồng giùm em luôn mọi người nha. Ngọc trai là ngọc trai được nuôi cấy nước mặn từ đậu ngọc Phú Quốc luôn chị gái ha. Rồi em đang cầm trên tay là 2046 mọi người nha, bông chúc cài mấy chị. Mẫu này bên em đang sale còn 699.000 đồng một đôi chị Ruột ơi, 699.000 đồng giùm em. Đó, chị nào thích màu trắng thì lấy màu trắng, còn không thích màu trắng đổi màu vàng vẫn được luôn nha chị đẹp ơi. Đó, cái mẫu 2046 đổi màu ngọc vẫn được luôn nha. Cài sát tay chị gái nha. Ok, vòng tay tròn, dây chuyền, bộ khóa cài tặng Long Châu. Là gì ta? Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha chị ơi. Đổi thành ngọc đen được không ạ? À? Được. Bông này đổi ngọc đen được chị ơi. Bông này đẹp nè. Đó, 2046 chơi 699.000 giùm em, 2046 chút cài. Đó, chú cài sát tay chị đẹp ơi, mẫu này đeo là không bị sệ tay nha. Bông em đang like 2046 nè. Đúng rồi, bông em đang đeo là bông em đang like là 2046 chị đẹp nha. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này cho em xin cái bình luận luôn nha mọi người nha. Đổi thành ngọc vàng được không em? Dạ được chị gái ơi. Được nha chị đẹp nha. Vòng tay tròn, dây chuyền, bộ khóa cài. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này cho em xin bình luận luôn nha chị gái ơi. Đó, đổi màu vàng được, đổi màu vàng được, đổi màu đen được. Rồi chị đẹp nào chốt thì bảo em. Đó, chị Linh Phạm hôm qua chốt gì em báo nhân viên liên hệ lại cho mình nha chị Linh ơi. Mai em báo nhân viên liên hệ lại cho mình chị gái nha. Chị đẹp khách quen em gỡ rồi á. Bông tai hộp 7 ly chị ơi, bông ngọc 7 ly giùm em nha. Có bông tai trắng vặn đít không em? Có chị đẹp ơi. Bông trắng vặn đít em có mẫu luôn nha. Rồi 2046 giùm em luôn mọi người nha, 699.000 bông khóa cài, mẫu này đẹp mấy chị ơi. Đó, nhận hàng được kiểm tra được đeo thử nha, hôm qua chị chốt đơn. 595 dây dài bao nhiêu chị quên rồi. Dây 45 xăng chị Linh ơi. À hôm qua chị chốt dây sale hả chị? Dây chi ăn đúng không? Chút dây chi ăn nữa. Dây dài 45 chị đẹp. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này bình luận giùm em nha. Bông ngọc 7 ly giùm em chị gái ơi. Đó, 2046 đổi thành ngọc đen ok chị đẹp. Nhận hàng cứ kiểm tra đúng màu đen nhận màu trắng trả hàng. Đó, chị còn chị đẹp nào thích ngọc vàng thì nhận hàng đúng màu vàng nhận màu trắng trả hàng. Đó, em chốt đơn nhanh gọn lẹ mấy chị gái nha. Đó, 50cm có mặt em. À chị chốt 50cm đó chị. Rồi để em báo các bạn liên hệ lại cho mình nha chị gái ơi. Đó, đơn hôm qua rồi hôm nay chị hỏi em cũng thua luôn. Một hôm qua em chốt sale nhiều quá không nhớ nổi luôn á người đẹp. Rồi chị đẹp nào chốt mẫu này bình luận giùm em nha. 2046 chốt cài dành cho trái tay nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Mẫu này đang sale còn 699.000 đồng mọi người nha. Thích ngọc màu nào em đổi ngò ngọc cho mấy chị gái lượt nha. Đó, ngọc 7 ly giùm em luôn mọi người nha. Thích vàng đổi vàng, thích trắng đổi trắng, em đang đeo màu trắng rồi, thích đen đổi đen nha. Đó, chị đẹp nào chốt mẫu này bình luận nha. 2046 kèm số điện thoại chốt đơn. 2046 kèm số điện thoại em chốt đơn nha. Kiểm tra xong thanh toán. Rồi chị Phương lấy mẫu này cho em xin bình luận luôn chị Phương ơi. Lấy mẫu này cho em xin bình luận luôn ha.
Rồi bông tay nụ chút giận chị gái ơi. Ủa lộn, bông tay chút giận này chị. Đấy, hỏi gì ta, từ từ để coi lại bình luận cái. Có bông tay giận đít hột màu trắng chị gái nha, em có hai loại này chị ơi. Đó, nụ chút giận chơi, nụ chút giận là 540, còn mẫu 210 có viền là 560. Chị lấy đôi nào? Đó, bông chút giận nha chị Quanh Ngọc ơi, bông chút giận giùm em chị gái nha. Ngọc 8 ly nha mọi người. Đó, chút giận ngọc 8 ly giùm em luôn. Bạc chị gái ơi. Ngọc trai nuôi kết hợp với bạc mấy chị, hàng bên em đã được qua kiểm định rồi. Bên em có giấy phép kinh doanh, được đăng ký với Bộ Công Thương, được Bộ Công Thương cho phép bán hàng. Có trang website thương mại điện tử, bán hàng đầy đủ tất cả các kênh. Shopee, TikTok, Lazada, Zalo, YouTube mấy chị cũng thấy em like luôn mọi người nha, phủ sóng toàn quốc toàn cầu. Rồi chị đẹp của em thích bông chút giận mẫu nào cho em xin bình luận nha. 210 mẫu này 560 này chị. 210 mẫu này 560 chị ơi. Mẫu này đẹp nè chị gái nè. Đó, viên ngọc trai 8 ly chị đẹp ơi, mẫu này đang sale còn 560 nha. Nụ giận là 540. Nụ giận là 540 chị gái nha. Đó, 210 là 560 luôn. Ưng mẫu thì comment giùm em. Ngọc trai nuôi kết hợp với bạc ý 925 mấy chị, bạc đeo không đen không xỉm không kích ứng da. Rồi chị Quanh Ngọc chọn được mẫu nào cho em xin bình luận luôn nha. Đó, ngọc trai bên em là ngọc trai nuôi nước mặn tại Phú Quốc như chị Lệ Quyên ơi. Chị Lệ Quyên lấy cái dòng cổ nào comment cho em chị Lệ Quyên nha. Đó, em có bông tai móc câu luôn nha chị Tam Diệu ơi. Bông móc câu là 560 mẫu phía trên đó chị. Móc câu là 560 mẫu phía trên nha chị Tam Diệu ơi, chị Thanh Tam ơi, chị Thanh Tam Diệu nè. Rồi nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn nha. Bông chút giận chị ơi, trắng anh hồng nè chị, lấy đôi nào bảo em nha. Đó, nụ chút giận 540, bông 210 chút giận 560. Ngọc màu trắng anh hồng chị gái ơi, ngọc trai nuôi tại Phú Quốc luôn nha. Bông chút giận là bán siêu chạy luôn. Đó, khuyên tai cho em xin cái mã luôn nha mọi người nha. Chị nào chút đơn thì cho em xin cái mã luôn ha. Rồi móc câu hột 8 ly chị cuộc ơi, mẫu này đang sale còn 560 ạ. Móc câu 8 ly đang sale còn 560 chị gái ơi, 560 ngàn đồng móc câu giùm em nha. Nhận hàng được kiểm tra và được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn chị gái nè. Đó, bông tai móc câu 560 ngàn đồng giùm em luôn chị cuộc ơi, móc câu này chị. Bảo hành 3 năm kiểm tra xong thanh toán chị gái ơi, bông móc câu 560 ngàn giùm em. Đó, chị đẹp của em thích mẫu nào thì bảo em nha. Chuỗi cỏ em đang đeo là 3,5 triệu, ngọc trai nuôi nước mặn nha mọi người. Xà cừ dày hơn, đẹp hơn, bền hơn, đeo là lâu năm hơn nha. Rồi chị đẹp nào của em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha. Bông tai ngọc trai chị gái ơi. Đó, bông tai ngọc trai giùm em luôn chị gái nè. Móc câu là sale còn 560 chị đẹp ơi, 560 ngàn giùm em. Đó, chương trình sale và tặng quà chấp dụng trực tiếp ngay trên like nha. Mấy chị comment vào like giùm em là ok nha. Đó, mẫu này bên em giá sale cho mình còn 560 chị Dung ơi. Bông móc câu đeo đẹp lắm mấy chị. Bông móc câu thì chị gái nha. Em có màu trắng, màu ánh cam. Rồi móc câu em đang đeo là 560 chị Dung ơi. Sale còn 560 chị đẹp ơi. Sale còn 560 chị gái ơi. Đây nè chị. Bảo hành sản phẩm 3 năm được kiểm tra và được đeo thử chị gái nha. Năm trăm sáu mươi ngàn đồng giùm em luôn chị cuộc ơi. Đó, bông móc câu 560 trắng anh hồng 8 liêm đeo thử xem sao. Đây chị ơi, đang đeo nè chị. 560 ngàn giùm em. Có chuỗi ngắn hơn hả? Có chị đẹp ơi, em có chuỗi ngắn hơn. Chị Lê Điệp ơi, chị muốn xỏ bao nhiêu ạ? Từ 40 cho đến 45 chị đẹp muốn xỏ bao nhiêu em làm bấy nhiêu cho chị. Đó, từ 40 cm cho đến 45 cm chị muốn xỏ bao nhiêu em làm sai cho mình được như trên, làm theo yêu cầu chị đẹp. Rồi móc câu đang đeo 560 người đẹp ơi. Rồi nhận hàng kiểm tra xong thanh toán nha. Vòng tay 900. Chị lấy 210 nhé. Ok chị đẹp nha. 210 là mẫu đẹp rồi. Mẫu đó sắp hết hàng á. Mẫu đó sắp hết hàng chị gục nha. Rồi nhận hàng kiểm tra xong thanh toán nha. À, chị đẹp nào thích móc câu thì bình luận che móc câu là 560 nha. Đây chị ruột ơi, dây chuyền của chị này chị ơi 120. Đó, 120 chị ruột ơi, 120 là 120 chị gái nha. Mẫu này là 999 ngàn. Đó, vòng tay 900 chị ruột ơi, ngọc oval, tròn oval nè. Đó, hai mẫu của mình nha chị. Vậy là chị Linh Phạm ơi. Đó, vòng tay 900 chơi ngọc tròn dạng oval có vết sinh trưởng. Còn dây chuyền là 120. Rồi cảm ơn chị đẹp luôn nha. Đó, em lên lại mẫu cho chị gái đó. Chị Chiết
Chiếc chị đang đeo ngọc mấy ly giá bao nhiêu? Chiếc em đang đeo là nhẫn Mosana ấy chị. Đó, chiếc em đang đeo là nhẫn Mosana chị ấy nha. Mặt dây chuyền này có bán R không ạ? Có chị gục. Cái mặt này là 899.000. Cả dây cả mặt là 999, lấy cái mặt là 899 nha. Lấy cái mặt là 899.000 đồng chị đẹp. Lấy cái mặt là 899.000 đổi ngọc đen vẫn được nha. Chiếc nhẫn em đang đeo là chiếc nhẫn Mosana chị Ngọc Điệp ơi, nhẫn Mosana. Viên chủ 7 ly rưỡi nha, nó không phải nhẫn ngọc trai chị đẹp. Mosana 250.000 tặng Long Châu. Nhẫn em đang đeo là nhẫn Mosana 250.000 tặng Long Châu chị ơi. Mosana được ví như kim cương nhân tạo. Rồi chị Hoài Lê Vân, cái mẫu này bảo em nha, cái mặt là 899.000 giùm em chị đẹp. Cái mặt là 899.000 đồng giùm em. Rồi chị Dung lấy bông tai móc câu báo em nha. Rồi có 560.000 chị gọi móc câu là 560 nha. Đó, 3 đến 5 ngày sau là nhận được sản phẩm giùm em mọi người nha, được kiểm tra, được đeo thử nha. Chiếc chủ cổ hả chị, chủ cổ đang đeo là 3.500.000, 3.500.000 ngọc 8 ly. 3.500.000 ngọc 8 ly chị đẹp nha. Đó, dây chuyền bạc có 8 ly đen không? Dạ không chị Cục ơi, mỗi em đang lên là 10 ly á chị. Mỗi em đang lên là 10 ly nha. Rồi mỗi em đang đeo là 8 ly ha, 3.500.000 chị đẹp. 8 ly 3.500.000 nha. 6 ly dây 4 tấc thì là 2.500.000. Đó, 6 ly dây 4 tấc thì là 2.500.000. 8 ly dây 4 tấc rưỡi thì là 3.500.000 chị Cục ơi. Có hai loại cho mình luôn á. Chị đẹp quen lấy mặt dây chuyền rồi thì bảo em nha chị Hoài Lê nha. Cái mẫu sao là em bán y chang vậy mấy chị gái ơi, không có thay tông được mấy chị á. Đó, em chỉ đổi màu ngọc thôi, còn cái size ngọc thì nó vẫn y nguyên rồi mấy chị ơi. Gắn to quá nó cũng không đẹp, mà gắn nhỏ quá nó cũng không xinh. Đó, cho nên là em gắn đủ size cho mấy chị nha. Rồi ưng mẫu thì comment cho em luôn ha. Em chúc chị Quanh Ngọc 201 rồi nha, bông chúc dặn 560 chị ơi. Cái mẫu nó được miễn ship luôn, mẫu là đẹp lắm. Rồi em chúc đơn chị gái luôn nha. Còn chị nào chốt bông chúc dặn 201 thì comment nha. Ngày mai có chừng mẫu này không còn hàng để bán nha mấy chị. Ai chốt thì chốt lẹ nha mọi người nha. Ngày mai là không còn hàng để bán nha mọi người. 201 nha, 560.000. Rồi chuỗi 6 ly 2.500.000 chị Cục ơi. 6 ly 2.500.000 chị đẹp ơi. 8 ly là 3.500.000 nha. Mặt R 899.000 10 ly nha chị Kiều ơi. 899.000 là mặt 10 ly chị ơi. Ngọc 10 ly chị đẹp ơi. Dòng cổ hạt nhỏ nè chị, B6 hạt nhỏ chị Cục ơi, B6 hạt nhỏ 2.500.000. B6 hạt nhỏ 2.500.000 chị cả nha, B6 hạt nhỏ 2.500.000, 8 ly là 3.500.000. 6 ly 2.500.000, 8 ly 3.500.000 chị đẹp hàng B á. Ngọc loại B á nha. Rồi chờ chị đẹp nào chốt bông khóa dặn bảo em nha, 560.000 nha mấy chị. Để em lên lại sản phẩm xác nhận lại một cái nha. Đây B6 6 ly tặng quả Long Châu luôn chị đẹp ơi, 6 ly là được tặng Long Châu luôn nha. Đó, chị đẹp của em thích loại nào thì comment ha. Không có nhỏ nữa chị ơi, bên em có 6 ly là nhỏ nhất rồi. Tại vì bên em á, khách nhà em tầm khoảng từ 30 ngoài trở lên. Đó, cho nên là đeo cho nó đẹp mấy chị ơi. Còn nhỏ nữa là giống con nít lắm. Dây chuyền hiện tại trên đây không có hạt màu đen chị ơi. Đó, bông em thì em có gắn màu đen. Còn dây chuyền đa phần em không có gắn màu đen chị Cục. Tại dây chuyền đa phần em để màu trắng thôi ạ. Rồi 6 ly mọi người nha, dây 40cm mọi người ơi. Đó, 6 ly 40cm 4 tấc mấy chị, mẫu này là 2.500.000 giùm em nha. Cái mẫu này em đeo hơi nhỏ mấy chị, tại em tới 60kg lận. Nha mọi người nha, em đeo nó hơi nhỏ mấy chị. Còn mấy chị đẹp nào mà tầm khoảng 52kg quay đầu, 50-52kg quay đầu mấy chị, bốn mấy tuổi là đeo đẹp, bốn mấy ký là đeo đẹp. Mẫu 6 ly là thiết kế cho mấy chị nhỏ gọn nha. Rồi cái mặt 899.000 đồng nè mọi người nha. Đó, trên line em có màu trắng nên mình thích màu đen thì em đổi tông màu đen cho mình thôi nha chị gái nha. Trên line em không có gắn sẵn màu mấy chị Cục ơi, nhiều mẫu quá không có chỗ để mấy chị. Rồi ai ưng mẫu này thì bình luận giùm em gái luôn nha. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm giùm em luôn nha chị đẹp. Đó, dây chuyền em đang đeo là dây chuyền 120, cả dây cả mặt là 999, lấy cái mặt là 899.000 giùm em nha. Chủ cỏ em đang đeo là ngọc 6 ly 2.500.000, dây 4 tấc có khóa tăng đưa. Đó, chị Ngọc Điệp của em thích mẫu này thì bảo em nha chị Ngọc Điệp nha. Em thấy avatar của mình cũng gọn lắm á chị. Đó, em nghĩ là mình đeo 6 ly là đẹp nha. Chị cao và nặng bao nhiêu ạ? 6 ly thì dây 4 tấc giùm em chị gái nha. Nhỏ hết cỡ chị gái ơi. Đó, chị Xuân Nghi 6 ly bên em là nhỏ hết cỡ chị đẹp nha. Không có nhỏ hơn nữa ạ. Rồi chị Dương Tiền lấy dây chuyền 120, em cảm ơn chị đẹp luôn nha. Rồi còn chị gái nào có em ưng mẫu này nữa thì cho em xin bình luận luôn.
3 đến 5 ngày sau nhận được hàng, được kiểm tra, được đeo thử giùm em nha. Đó, sợ bạc có nhỏ quá không em? Dây bên em nó có một kiểu một rồi chị Cục ơi. Tại vì quan trọng là cái ngọc trai chị ơi, quan trọng là cái ngọc trai chị. Còn cái dây của em thì là cái dây bạc mọi người nha. Chị nào không thích dây bỏ cọng dây lại nha mọi người nha. Cái cọng dây bạc nó vừa đeo mấy chị ơi. Tại vì mình đeo chủ yếu là ngọc trai mấy chị, đâu phải mình đeo dây bự đâu. Đó, dây bự thì người ta nhìn vô ta thấy cọng dây không à. Còn này mình đeo ngọc trai mấy chị gái ơi. Đó, cho nên là cái mặt cái cọng dây nó vừa vừa là đẹp nha. Đó, chị có 50 mấy ký, chị nhỏ hơn em nữa, làm sao mà chị đeo bự được chị gái. Vòng tay em đeo cho chị xem, em đang đeo là vòng tay sao mấy chị. Đó, vòng tay sao giống như là ngọc trai thô mấy chị ơi, 750 giùm em. Em đang đeo là vòng tay sao mọi người nha, 750.000. Đó, ngọc nó không có tròn chưa, nó kiểu hình ngôi sao á. Dòng tay sao cho em 750.000. Dòng tay sao là 750.000 đồng giùm em nha. Dòng tay sao 750. Đó, dòng tay sao 750 giùm em nha. Rồi kiểm tra xong thanh toán ạ. Rồi chị Ngọc Điệp Lê có lấy chủ cổ nào bảo em nha chị Xuân Nghi. 6 ly là nhỏ nhất rồi nha. Hôm nay đặt hàng 3 đến 5 ngày sau là nhận được sản phẩm giùm em luôn nha mọi người. Đó, chương trình sale và tặng quà em áp dụng cho mấy chị đẹp nào chốt đơn trực tiếp ngay trên live nha mọi người nha. Chốt đơn trực tiếp ngay trên live là có chương trình nha mọi người ơi. Rồi vòng tay sao giá sale còn 700 chị ơi. Đó là ngọc trai chị Gục. Đó, ngọc trai kiểu dạng ngọc trai thô chị Gục ơi. Bên trong sợ bằng dây cáp luôn, nó cũng là ngọc trai chị, em bán ngọc trai mà. Bông chúc đại ánh tím 6 ly có kiểu 4 lá. Bông chốt đẩy ánh tím 6 ly có kiểu 4 lá là mẫu nào ta? Bốn lá, bốn cánh. Ai thuyết minh ra cái kiểu gì mà nó lạ quắc vậy ta ơi. Hey chị đẹp nha. Rồi mẫu này bên em là 750.000 đồng nha mọi người nha. Dòng tay sao mới chơi, đây là những cái viên ngọc trai mới chị. Đó, những cái viên ngọc trai này gọi là ngọc trai thô mọi người nha. Cái hình dáng của nó xù xì, mấy chị, hình dạng của nó xù xì như thế này nha mọi người nha, nó không có tròn mấy chị. Giá của nó có 750 dây thôi. Vòng tay sao ngọc thô nha. Đó, bình thường người ta còn nói ngọc dị mấy chị. Đó, bình thường là gọi là ngọc barue nha mọi người nha. Đó, bình thường còn ta có tên gọi khác là barue mấy chị ấy. Rồi chị đẹp nào chốt mẫu comment em chốt đơn nha, cho chị xem bông, bông toàn ten hay sát tay chị gục. Đó, vòng tay mấy cm vậy em làm theo cái ni tay của mình đó chị. Vòng tay là làm theo cái ni tay có khóa tăng đưa mà rất là dễ đeo nha chị Gục nha. Vòng tay là làm theo cái ni tay của chị. Cái ni tay của chị đó tầm khoảng 17 cm là cùng à. Nha chị cả nha, làm theo cái ni tay của khách hàng. Đó, chứ bây giờ mà em đưa ra một cái size nhất định rồi mấy chị đeo không vừa rồi sao. Cho nên là cái vòng tay là làm theo ni tay của khách hàng mấy chị ơi. Đó, cái chị đeo ni bao nhiêu thì bên em làm ni bấy nhiêu nha. Ví dụ như vòng tay của em có 16 cm nè mấy chị không? 16 cm. Nếu chị đo được bao nhiêu thì báo nhân viên giùm em ha. Chị đẹp ơi, thích bông toàn ten hay bông sát tay comment em lên mẫu cho. Đó, dòng tay sao cho chị Bích Trâm nè, ok chị đẹp luôn. Dòng tay sao là 750.000 nha. Chút đẩy 6 ly mẫu hình 4 lá là cái mẫu nào chị gái ơi, em cũng không biết luôn chị ơi, nhớ mã không chị? Chút đẩy 6 ly mẫu hình 4 lá, em không có mẫu nào 6 ly 4 lá luôn. Nó xù xì chị ơi. Đó, nó xù xì chị đẹp ơi, nó không có láng nha chị ơi, nó không có bóng như ngọc tròn gì đẹp. Đây nè, đó nó nhìn nè chị gái. Rồi, còn chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì bình luận giùm em gái luôn nha. Rồi em lên bông tai chị Gục ơi. Em lên bông tai chị gái ơi. Đó, chị đẹp có em lấy vòng tay thì bảo em 2046. Hay là chị hỏi cái mẫu 2046 chị Gục ơi, mẫu này có 3 lá mà, đâu phải 4 lá đâu. Chị Gục ơi, mà mẫu này 7 ly mà, đâu phải 6 ly đâu. Bông chút cài này chị Gục ơi, cái kia là chút đẩy mà.
nhận hàng kiểm tra xong thanh toán chị ạ nha. 6 ly. Chốt thêm dây chuyền bạc đổi hạt màu đen và vòng tay sao nhé. Chị mua nhiều có bớt gì không em? Dạ không chị ruột ơi, em bán là giá sale chị Diễm ơi. Trời, giá trên line bán, em gái bán cho mình là giá sale đó chị. Đó, chị làm chút cho mình thêm dây chuyền với cái vòng tay chị ruột nha. Đó, dây chuyền 120 đổi ngọc màu đen. Đây chị ruột ơi, em chốt thêm cho mình cái hộp dây chuyền 120 đổi ngọc màu đen nha. Đó, 120 là đang đeo luôn nè chị. 120 đổi ngọc màu đen. Đó, 120 đổi ngọc màu đen. Xong lấy màu trắng luôn đeo cho nó giống cái vòng tay sao chị ruột. Xong lấy màu trắng nhưng đổi màu đen chị đẹp. Chị muốn hỏi kiểu bông cỏ bốn lá em. Em không có kiểu bông bốn lá chị ruột ơi. Em chỉ có ba lá thôi chị đẹp. Em chỉ có ba lá thôi chị ơi. Ba lá, ba cánh hoa, ba lá hoa. Nghe chị ruột ơi, còn kiểu bốn lá nó lạ quá rồi chị ruột ơi. Em chưa có suy nghĩ ra. Em chưa có suy nghĩ ra chị ruột ơi. Rồi em chốt cho chị Kiều Diễm thêm cái dây chuyền màu đen với cái vòng tay nha chị đẹp ơi. Vòng tay là 750 nha chị gái ơi. Đó, vòng tay là 750 chị đẹp. Vòng tay là 750, còn dây chuyền là 999.000 nha. Màu trắng cũng được, đúng rồi. Trời ơi, lấy màu trắng cho nó cùng tông chị ruột. Tự nhiên đeo màu đen lên nhìn nó kỳ muốn chết luôn. Đó, đeo nó kỳ muốn chết luôn. Lấy màu trắng hết luôn nha. Rồi, quả cầu bán bao nhiêu? Quả cầu tặng không bán chị ruột ơi, đơn 2 triệu tặng. À, đôi ba lá nhiêu em hả? Đây chị ruột ơi, đôi ba cánh nè chị, mẫu này 550. Đó, mẫu này 550 chị ruột ơi, vòng tay 17 cm nha em, đúng rồi. Em cũng đoán ra được cái vòng tay của chị là 17 cm rồi, chiều cao cân nặng là em nhìn được cái size luôn mấy chị. Em bán hàng cả chục năm rồi mấy chị gái ơi, chiều cao cân nặng là nhìn ra được cái size rồi. Rồi 2035 mẫu hoa ba cánh nè chị ruột ơi, mẫu này 6 ly nè chị, 550. Có ba cánh nè, không có bốn cánh chị ơi, 550 nha, chút đẩy. Xiên hạt đi em hả? Rồi ok chị đẹp luôn, xiên hạt chịu rủi nè chị gái ơi. Đôi bông đính đá mát chữ song long giá bao nhiêu? Đôi bông đính đá chị ruột ơi, cái đôi bông đính đá mát chữ song long là cái bông tai mua Sanai hả chị? Chịu 450 chị ơi, 1450. 1.450.000 nha. Rồi bông tai hoa ba cánh giùm em luôn chị ruột ơi, mẫu này 550 nha. Hoa ba cánh 550 mấy chị. Rồi xiên hạt 1.500.000 giùm em luôn người đẹp ơi. Ôi người đẹp coi xiên hạt tượng qua tới giờ rồi. Người đẹp chốt luôn đi người đẹp ơi. Đó, người đẹp có chốt thì người đẹp comment cho em gái luôn nha. Rồi nhận hàng kiểm tra xong thanh toán người đẹp ơi. Nhận hàng được kiểm tra và được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn mọi người nha. Đó, chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn. Qua wow, chừng đẹp luôn chị gái ơi. Đó, hoa ba cánh này chị, ba cánh là 2050 2035 550 giùm em nha, ba cánh chị gái ơi. Rồi xiên hạt 1.500.000 giùm em luôn ạ. Xiên hạt là 1.500.000 giùm em luôn chị gái ơi, ngọc tròn đẹp nha, dây 45 cm chị Phương Hoa ơi. Hôm qua em lên rồi, chị chúc đơn gửi đi chi cũ cho. Đây chị ơi, đây là mẫu bông tai Mosanai chị ruột ơi. Mosanai bông chút dặn giùm em ạ. À. Mẫu này đang sale còn 1.480.000. 1.480.000 giùm em luôn chơi tặng quả Long Châu. Mua mẫu này được tặng quả Long Châu chị đẹp ơi, bông tai Mosanai này chị 1.480.000 tặng quả Long Châu nha. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán có hồng ánh tím chị ruột ơi. Đó, mẫu này em có hồng ánh tím cho mình luôn nha chị ruột ơi. Hồng ánh tím em có mẫu luôn nha chị gái. Đó, em có màu hồng ánh tím cho mình luôn nha. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm giùm em gái luôn nha chị đẹp nè. Đó, 2035 giùm em chị ơi, mẫu này có ánh tím nha chị ơi. 2035 có ánh tím ạ, à. Có ánh tím, thích ánh tím, đổi tông ánh tím chị ruột ơi. 550 giùm em, chút đơn cho em số điện thoại. Đó, nhận hàng kiểm tra xong thanh toán chị đẹp ơi, ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha. Ba đến năm ngày sau là nhận được sản phẩm giùm em luôn chơi, được kiểm tra đeo thử nha.
Chị Kiều Diễm ơi, đơn của chị tổng trên 5 triệu em tặng cho chị mặt rồng nha chị Kiều Diễm ơi. Chị Kiều Diễm ơi, tổng đơn của chị trên 5 triệu em tặng cho mình mặt rồng về chân nha chị Kiều Diễm ơi. Mặt rồng phía trên màn hình đó chị. Rồng vàng may mắn chị ơi, năm nay là năm rồng, chân rồng cho nó hên nha. Em tặng cho chị mặt rồng nha chị Kiều Diễm ơi. Đơn của chị tổng trên 5 triệu được tặng mặt rồng nha chị. Rồi chị đẹp của em ưng mẫu này bình luận giùm em nha. Hồng ánh tím em có mẫu luôn chị Cục ơi. 550 giùm em chị gái. Có chút đơn lên số điện thoại nha. Rồi để em đeo thử cái mấy chị Cục ơi. Đó. Để em đeo thử cái cho mọi người lựa nha. 3 đến 5 ngày sau là nhận được hàng mọi người ơi. Kiểm tra đeo thử giùm em thoải mái luôn. Đó. Bông đính đá chị đẹp ơi. Bông đính đá là bông Moissanite. Đó. Còn quả cầu Long Châu là hàng tặng nha. Ai mua đơn 2 triệu trở lên em tặng. Rồi hoa ba cắm giùm em luôn chị Cục ơi. Mã sản phẩm là 2035. 2035 giùm em chị Cục ơi. Mẫu này có ánh tím nha, trời nhỏ nhỏ xinh xinh nè chị. Rồi chút đơn lên số hội em 550 miễn ship. 550 miễn ship giùm em luôn nha chị đẹp. 550 miễn ship nha. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán chị đẹp nha. Chị Thì Dung chút một đôi, ok chị Kiều Diễm đợi em chút xíu nha. Rồi còn chị đẹp nào của em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha. Ánh tím là có mẫu luôn nha chị Cục. Đó, 550 giùm em. Đôi này là 6 ly, không phải 5 ly. 5 ly nó như hạt tiêu đó chị. 5 ly thì nó té tẹo là đeo như cái hạt tiêu, như cái đầu búp bi vậy nè. Đó, 5 ly là nó nhỏ như cái đầu búp bi đó chị gái. Nhỏ xíu à. Mỗi em đang đeo là 6 ly á. Rồi chị có chút đơn để lại số điện thoại giùm em nha. Hàng đẹp chị nhận được bông tai rồi, ok chị gái luôn nha. Rồi chị Vương Hoa của em có lấy dây xuyên hạt thì bình luận nha. Đó, ngày nào mê dây xuyên hạt rồi, ngày nào cũng kêu em lên chứ. Đó, ngày nào cũng lên kêu em lên dây xuyên hạt là xong im ru nè. Rồi nhẫn 45 giùm em chị Cục ơi, mẫu này là 750 một chiếc nha. 750 chiếc nhẫn 45 chị đẹp. Đó, 750 ngàn đồng chiếc nhẫn 45 giùm em nha. Ngọc trai kết hợp với bạc y 925 luôn, 750 chục ngàn đồng giùm em chiếc nhẫn 45. Đó, chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì bình luận giùm em nha. Nhẫn 45 750 ngàn. Bảo hành sản phẩm 3 năm được kiểm tra, được đeo thử giùm em nha. Rồi chị đẹp nào của em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha mấy chị. Mẫu này đẹp chị ơi, mẫu này đẹp nha. Nhẫn 45 750, mẫu nó đẹp á. Chị đeo là xinh luôn á. Nhẫn 45 750 ngàn đồng giùm em chị ơi, kiểm tra xong thanh toán nè. Chị đẹp nào của em ưng mẫu này cho em xin bình luận luôn nha. Đúng mẫu đúng mã như trên live mấy chị mới phải nhận hàng giùm em mấy chị ơi. Rồi kiểm tra xong thanh toán luôn. Giá sale chi ăn cho mọi người luôn nha mấy chị ơi. Đó, giá sale, giá chi ăn cho mọi người luôn. 750 chiếc nhẫn như chị, mẫu nó đẹp đó. Chị đẹp của em ưng mẫu thì comment cho em nha. Là cái mã 45 chị Ruột. Là cái mã sản phẩm nè. Đây chị ơi, mã 45. Mã 45 giá 1 triệu mốt, sale còn 750. 45 là cái mã chị gái ơi. Đó, mình chốt đơn thì mình phải có cái mã sản phẩm mới biết là mới lấy cái mẫu nào nha chị đẹp ha. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán chị gái ơi. Đó, chị đẹp của em thích chứ nhận 45 thì bình luận giùm em. 750 chục ngàn chị Cục ơi. Đó, cái mã chị ơi, không có cái mã sao mà chốt đơn được. Nhận 45 750 ngàn. Rồi đây em có mẫu nhận kim tiền chị Cục ơi, mã 48 nè. Nhẫn kim tiền mã 48 giùm em luôn. Mẫu này là 799 ngàn đồng nha. Ngọc trai kết hợp với bạc ý 925. Còn kích cỡ chị Cục ơi, kích cỡ là làm theo cái ni tai của chị. Ni tai của chị chắc tầm khoảng 1.7 là cùng à. Nha chị gái nha. Ni tai là làm theo cái size tai. Rồi nhẫn mã 48 kim tiền chị đẹp nha. Mẫu này là 799 ngàn giùm em. Bông tai mã 678 ly chị Ngọc Hoa ơi. 678 ly chị đẹp. 67 là mẫu hoa mai chị đẹp nha, mẫu đó 8 ly ạ. Đây, 67 8 ly chị gái ơi, 67 8 ly 699 chị đẹp. 699 nha, có lấy em gửi đi chị cũ cho. Bông 67 hoa mai 8 ly bông chút đẩy tặng nhựa silicon nha. À, lấy mẫu này em tặng cho mình hai phần quà luôn nha, đi chị cũ nha. 8 ly chị đẹp ơi, 8 ly chị gái ha, bông 67 hoa mai 8 ly. Rồi nhẫn kim tiền 48 giùm em luôn chị Cục ơi. Mẫu này đang sale còn 799 ngàn. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán nha. Chị đẹp nào của em ưng mẫu thì comment em chút đơn luôn cho. Đây nhận 67 này chị. Mẫu hình 4 cánh hoa nè.
Đó, mẫu này còn 699 cho em luôn nha. Còn mẫu có mẫu đó 6 ly không? Có chị đẹp nha. Em gắn cho mình ngọc nhỏ, đổi ngọc nhỏ được nha chơi. Mẫu đó gắn hơi to, đổi ngọc nhỏ được nha chị Ngọc Hoa. 6 đến 7 đi. Cho nó đẹp. Đó, chị thích ngọc nhỏ thì bình luận em thay ngọc nhỏ cho mình nha chị Ngọc Hoa nha. Rồi nhận 67 giùm em luôn chị Cục ơi, 699.000 chị. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán nha. Đó, có bông nụ vàng 18 không? Có chị đẹp. Trời ơi, 3 triệu tư đôi chị Cục ơi, 3 triệu tư, bao đỉnh luôn. Hàng cao cấp nha, lấy mẫu này tặng Long Châu chị đẹp ơi. Đó, lấy mẫu này tặng Long Châu chị đẹp nha. Nụ ngọc trai kết hợp với vàng 18 chị Cục. Đó, đang có chương trình sale luôn 3 triệu tư. 4 triệu tư sale còn 3 triệu tư chị đẹp. Chị Ngọc Hoa có lấy bông 67 nói em nha, em gửi đi chị cũ cho. Ngọc trai kết hợp với vàng dùm em luôn chị Cục ơi, 3 triệu 400 ngàn đồng một đôi nha chị. Kiểm tra xong thanh toán nha. Rồi chị đẹp của em ưng mẫu này bình luận dùm em nha, 3 triệu 400 ngàn đồng một đôi chị đẹp. Đó, nụ ngọc trai kết hợp với vàng, cái chốt là chốt vàng 18 nha mọi người. Đó, cái chốt là chốt vàng 18 dùm em chị cả nha. Đây, đó, bữa giờ em thấy chị đang thích bông nụ nè chị cả nha, nhưng mà chưa chọn được mẫu này chị, lụm luôn cái nụ vàng chị ơi, 3 triệu tư quá đỉnh. Chốt vàng 18 dùm em chị cả nha. Đó, vàng là vàng 18K, vàng thật, ngọc thật dùm em luôn rồi chị. Đó, ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha. Sao chị Ngọc Hoa có lấy hoa mai báo em nè. Chị Hương Hoa Hồng có lấy mẫu 2035 cho em bình luận nha. Đó, chị Hằng có lấy bông tai 3 cánh thì cho em xin bình luận luôn nha chị. Đó, 3 đến 5 ngày các chị nhận được hàng dùm em luôn nha mọi người. 3 triệu tư một đôi nụ vàng chị ơi. Đó, nụ vàng 3 triệu tư, còn nụ bạc thì 400. Nụ bạc 400 là ngọc bán cầu, ngọc tròn là 1 triệu 8. Tiền nào của đó mấy chị ơi. Đây đeo thử mẫu cho mấy chị xem nè, đẹp lắm, đẹp lung linh luôn. Đây nè chị, trời ơi nó sang mấy chị gái ơi, muốn sang phải bắt cầu kiều, muốn mình tỏa sáng là mua ngọc liền nha. 3 triệu tư một đôi nụ kết hợp với vàng chị gái ơi, quá đỉnh. Rồi chị đẹp của em ưng mẫu này thì bình luận giùm em nha, miễn phí ship mấy chị cuộc ơi, miễn phí ship nha. Rồi chị gái nào của em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha mọi người, miễn phí giao hàng toàn quốc luôn ạ. À, miễn phí giao hàng toàn quốc luôn chị ơi, 3 triệu 400 ngàn. Hay là chị thích nụ, hay là chị Trang thích nụ nói em nha, thích nụ thì em lên lại nụ cho mình như chị Trang rồi. Thích nụ thì comment cho em nha, 3 triệu 4 chơi nụ vàng này chị. Sao chị Ngọc Hoa có lấy hoa mai không chị đẹp? Hoa mai này đổi ngọc nhỏ được nha. Lấy hoa mai đổi ngọc nhỏ báo em. 699.000 chị đẹp, chị khách quen có mua hàng rồi, em gửi đi chi cũ cho. Bên em là cơ sở Ngọc Trai Song Long đang ở Phú Quốc Kiên Giang mọi người nha. Giờ này các chị chốt đơn mai hơn 8 giờ các bạn gọi điện xác nhận đơn đó mọi người. Chú ý điện thoại nghe máy giùm em nha mọi người nha. Đó, nghe máy cho em xin cái địa chỉ để bên em đi hàng ha mọi người ha. Rồi còn chị đẹp nào có em ưng mẫu nào thì cho em xin bình luận luôn nha. Đó, nụ vàng 3 triệu tư chị ạ nha. Đó, nụ bạc là 400, 6 ly có giảm giá không? Giảm rồi đó chị ơi. Nó giống như bông nụ vậy đó chị đẹp. Giống như bông nụ gì đó, từ 5 cho đến 8 ly là 400 mà. Chị muốn lấy mấy ly thì em gắn cho. Thì chị đẹp nha. Đó, ngọt nhỏ hơn giá cũng vậy à. Nhưng chị đẹp ơi, tại vì cái giá sale rồi 900 mà sale còn 699.000, chị lấy ngọt nhỏ hơn nó cũng vậy à. Giống như bông nụ gì đó, nụ từ 5 cho đến 8 ly thì là 400. Chị lấy mấy ly cũng được. Đó, thôi lấy 8 ly đi. Đó, thôi lấy 8 ly chị đẹp. Rồi, hoa mai chị đẹp ơi. Bông hoa mai này chị, 699 giùm em nha. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán nè. Bông này đeo với bộ chuỗi đẹp lắm á. Hoa mai ngọc
Hoa mai ngọc 7 ly đúng không? Em đang đeo là 8 ly. Chị thích 7 ly em gắn 7 ly cho mình như chị Thanh Lê. Đó, chị xem nụ chịu 8 hả? Dạ, nụ chịu 8 ngọc tròn chị, ngọc tròn. Nụ chịu 8 ngọc tròn chị gái nha. Em đang đeo là 8 ly nha, chị đẹp nào muốn em gắn size nhỏ hơn, gắn size nhỏ hơn cho mấy chị. Chị đẹp nào muốn em gắn size nhỏ hơn, gắn size nhỏ hơn cho mình nha. Đây nụ chịu 8 ngọc tròn chơi hàng cao cấp ạ. Ngọc tròn đều đẹp mim. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử chơi hoa mai 67699 nha. Nụ tròn 1 triệu 8 giùm em mọi người nha. Ok chị đẹp nha, đợi em chút xíu chị gái ơi. Đó một ngày em live có 4 tiếng rồi chị. Sao em còn 10 phút nữa mới up live mọi người. Em còn 10 phút cuối cùng lại mới up live mọi người nha. Rồi chị Thanh Lê, chị Ngọc Hoa có lấy bông hoa mai báo em nè. Nụ tròn triệu 8 nè chị, hàng tròn nha, ngọc 8 ly chị ơi, kết hợp với bạc nha mọi người. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn chị ạ nha. Đó 3 đến 5 ngày sau là mình nhận được hàng được kiểm tra được đeo thử luôn. Ưng mẫu comment cho em nha. Hoa mai chút đẩy chị ơi. Cái nào chút dặn là em giới thiệu chút dặn mấy chị. Rồi nụ tròn triệu 8 chị gái nè, ưng mẫu comment số điện thoại em chốt đơn nha. Triệu 8 được tặng hũ vàng với ông Lộc nha chị. Nụ 1 triệu 8 được tặng hũ vàng với ông Lộc nha. Hoa mai chốt dặn là mẫu này nè chị Cục ơi. Cái mẫu này hoa mai chốt dặn nè, 2051 nè chị. 508 nè, cái mẫu này mới chốt dặn chị ơi. 508 mẫu hoa mai nè, mấy chốt dặn chị Cục ơi. Còn 67 là chốt đẩy nha chị đẹp nha. 2051 là chốt dặn nè chị, 2051 chốt dặn nha. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha mọi người nha. Kiểm tra xong thanh toán chị cả nha. Bên em chỉ có màu xanh cẩm thạch thôi chị đẹp ơi. Hôm qua em nói với mình là màu xanh cẩm thạch mà chị chằn cẩm ơi. Hôm qua em nói là màu xanh cẩm thạch mà chị cuộc ơi, em hết màu rồi chị ơi. Nhưng chị đẹp của em nha, bữa giờ em tặng hết rồi chị, còn có màu xanh cẩm thạch không à. Đầu tiên thì nó lên 5 màu đó, tặng hết rồi chị Gục ơi, chỉ còn có màu xanh cẩm thạch thôi chị đẹp. Rồi chị gái nào có em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha chị gái ơi. Đó hoa mai chốt dặn là 2051 nha, còn 67 là chốt đẩy giùm em nha. Rồi nụ tròn là 1 triệu 8 giùm em luôn ạ. À, kiểm tra xong thanh toán nha. Chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha mọi người. 3 đến 5 ngày sau các chị nhận được hàng ha. Được kiểm tra được đeo thử sản phẩm giùm em gái luôn nha chị ơi. Đó còn chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi luôn nha. Đó chị đẹp của em có ưng mẫu thì comment em chốt đơn cho chị gái luôn nha. Cuối giờ rồi các chị đẹp ơi, cuối giờ rồi, ai chốt thì bảo em. Đây chị Trang ơi, em đeo thử cái mẫu với chị xem nha chị Trang. Đây nè chị, đó ngọc tròn cao cấp chị gái ơi, 1 triệu 8 giùm em chị đẹp ơi, 1 triệu 800 ngàn này chị. Ưng mẫu này ủng hộ em gái ăn đơn cuối like luôn nha. Đó chị đẹp của em ưng mẫu này thì ủng hộ em gái ăn đơn cuối like luôn chị Cục ơi. Đó 1 triệu 8 giùm em luôn nha mọi người. Rồi nụ tròn 1 triệu 8 giùm em luôn nha. Kiểm tra xong thanh toán chị Cục ơi, chị Dương tiền chốt đơn nè. Đó còn chị đẹp nào nữa comment cho em luôn nha. Còn chị đẹp nào nữa bình luận giùm em gái luôn ạ. À, nhận hàng kiểm tra xong thanh toán với chị gái nè. 3 đến 5 ngày sau các chị nhận được hàng nha, được kiểm tra và được đeo thử nha. Mỗi anh đang đeo là 8 ly á chị. 8 ly mà ngọc tròn là nó to gấp đôi chị gái ơi, là nó to gấp đôi cái mẫu ngọc bán cầu á chị đẹp. Em đang đeo là 8 ly hàng tròn cao cấp chị gái ơi. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em nha. Đây hộp tròn cao cấp chị ơi, 8 ly như người đẹp. Rồi chị Thanh Lê của em có lấy bông tai chúc dặn báo em nha. Bông chúc dặn là 580 đó chị đẹp nè. Đó chị Ngọc Hoa có lấy bông tai cho em xin bình luận luôn nha. Cuối giờ rồi, ai ưng mẫu ủng hộ em gái ăn đơn cuối giờ luôn mấy chị ơi, 5 phút nữa thôi.
5 phút nữa là em chốt đơn nha. Rồi em cảm ơn chị Trang Lê Minh Thị đã ủng hộ em gái nha. Thân nhau cũng bỡ câu chào với trường ơi mà quý nhau cũng bỡ hay vào chốt đơn nha. Rồi cảm ơn chị đẹp rất nhiều luôn. Mai hơn 8 giờ em báo nhân viên gọi xác nhận đơn cho mình nha. Em tặng cho mình một ông lộc với một hũ vàng luôn chị ơi. Chưng trong nhà đêm đó chị là tài lộc nha. May mắn là mang phát tài luôn. Phát tài phát lộc luôn nha chị ơi. Được chưa? Rồi cảm ơn chị đẹp luôn nè. Đó, còn chị Thanh Lê với chị Ngọc Hoa có chút đơn thì comment luôn chị ơi, ủng hộ đơn cuối giờ luôn. Đó, 54 rồi, 9 giờ 54 rồi, còn 6 phút nữa thôi mấy chị cục ơi. Đó, 6 phút nữa thôi mọi người ơi. Ưng mẫu đi comment em chút đơn luôn nha. Rồi, kiểm tra xong thanh toán mọi người ơi. Đó, chút dặn có, chút đẩy có, thích gì cũng có nè. Đó, chỉ cần cái chị chút đơn là được. Rồi, mai hôm 8 giờ nhân viên gọi điện xác nhận đơn cho mình nha. Nụ tròn trắng ánh hồng ok chị đẹp luôn ha. Nụ tròn là 1.800.000 giùm em mà được tặng hũ vàng với ông lộc nha. Đơn tặng hũ vàng với ông lộc chị gái nha. Rồi còn chị đẹp của em ưng mẫu bông tai 67 thì bình luận giùm em. 67 là bông chúc đẩy. Đó, hoa mai chúc đẩy chị gái ơi. Chúc dặn thì là 2051 nha. Rồi mẫu này đẹp nè, ai chúc nữa ông báo em là 2046 mấy chị. 699.000 đồng giùm em luôn mọi người nha. Ngọc trai là ngọc trai được nuôi cái nước mặn tại đảo Ngọc chị gái nha. Bông tai 67 cho chị Hiền bé luôn nè. Em cảm ơn chị đẹp luôn nha. Đừng hỏi em gái đơn cuối giờ luôn nè. Đó. Ok cảm ơn chị đẹp luôn nha. Còn chị gái nào chốt thì bình luận cho em. Còn chị đẹp nào, có em ưng mẫu nào thì bình luận giùm em luôn nha. Đây em có nhẫn trai ngậm ngọc, mới chơi nhẫn ngọc tròn mới chị. Mẫu này bên em giá sale còn 1.600.000 nha. NT 58 giùm em mọi người nha. 2.100.000 đang sale còn 1.600.000 mới chơi. 2.100.000 đang sale còn 1.600.000 mẫu trai ngậm ngọc, ngọc tròn mới chị. Trai ngậm ngọc, ngọc tròn giùm em luôn mọi người nha. Chị gái nào có em ưng mẫu này thì bình luận giùm em gái luôn ha. Bảo hành sản phẩm 3 năm được kiểm tra và được đeo thử giùm em luôn chị gái ơi. Ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha. 3 đến 5 ngày sau là nhận được sản phẩm mới chị được kiểm tra đeo thử ạ. Đó, chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì comment cho em gái luôn nha. Đúng mẫu đúng mã như trên like mới chị mới phải nhận hàng giùm em luôn chị đẹp ơi. Quá sang luôn nè. Nhẫn 58 ngọc tròn mọi người nha. Mẫu này đang sale còn 1.600.000 ạ. 58 ngọc tròn đang sale còn 1.600.000 nha. Rồi NT 100 mẫu này đang sale còn 1.800.000 mấy chị ơi. 3 đến 5 ngày sau các chị nhận hàng được kiểm tra và được đeo thử giùm em luôn nha mọi người. Được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn. Chị đẹp nào có em ưng mẫu này cho em xin bình luận nha. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha. 3 đến 5 ngày là nhận được hàng luôn nha mọi người. Đó, nhận hàng mình được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn chị gái ơi. Được kiểm tra, được đeo thử chị đẹp nha. Đó, ưng mẫu thì báo em luôn. NT 100 này chị, sale cho mình luôn còn 1.800.000 nha. Sale cho mình luôn còn 1.800.000 chị ơi. Nhận 60 nữa nè chị. Đó, mẫu này 1.800.000 một chiếc giùm em luôn nha. Rồi cuối giờ like rồi, còn chị nào thích mẫu nào nữa thì comment em chút đơn luôn nha mọi người. Hết giờ. Đó, ai thích bông thì comment em chốt luôn nha mọi người nha. Em like từ 6 giờ chiều tới 10 giờ tối mọi người nha. 6 giờ chiều tới 10 giờ tối mấy chị. Rồi còn chị đẹp nào có em ưng mẫu nào thì bình luận giùm em luôn mọi người nha. Đó, quá chừng đẹp luôn mọi người ơi. Rồi mẫu cuối cùng mới chưa, mẫu sale mới chưa. Lên lại mẫu sale lần nữa nha. Mẫu bông tai sale mọi người nha. Đây là bông tai sale mấy chị. Đó, sale là sale ưu đãi luôn á. Một cái mẫu bông tai như thế này mấy chị ơi, đang sale cho mình còn 445.000 miễn ship nha mọi người. 445.000 miễn ship tặng 3 quà mấy chị ơi. Chị nào thích mẫu này comment cho em ha. 3 đến 5 ngày sau là nhận được sản phẩm mọi người, được kiểm tra và được đeo thử nữa, cho nên các chị an tâm nè. Đó, ai ưng mẫu này cho em xin bình luận luôn nha. Đẹp quá. Rồi nhận hàng kiểm tra xong thanh toán chị cả nha. Ưng mẫu báo em luôn. Đó, bông nè mấy chị, đẹp chưa?
quá lung linh luôn, lung linh lung linh giùm em luôn chị ơi, lung linh giùm em luôn mọi người nha. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì bảo em nha, giá sale 445 mấy chị, miễn ship bao quà, giá sale 445.000 đồng miễn ship bao quà giùm em luôn mọi người nha. Rồi chị đẹp nào ưng mẫu thì comment em chút đơn mấy chị ơi, kiểm tra xong thanh toán nha. 445 miễn ship bao quà, chị Nguyễn Trung lấy một bộ nè, ủa lộn, chị Nguyễn Trung lấy một đôi nè. Rồi chút đơn comment ok gửi đi chị cũ luôn chị Trung ơi, 445 miễn ship bao quà chị đẹp ơi. Ngọc trai nuôi nước mặn từ đảo Ngọc Phú Quốc mọi người nha. Đó, bông sale, xăng sale, mẫu sale, cái gì cũng được hết trơn mọi người ơi. 445 kèm số điện thoại cho em luôn, 445 kèm số điện thoại cho em luôn, bông khóa cài mọi người nha, 445.000, chốt đơn comment nha mấy chị. 3-5 ngày nhận được hàng luôn, 445 là miễn ship nha mọi người, miễn ship luôn, bông này sale cuối giờ nha. Rồi ok, chị Nguyễn Trung lấy một đôi nè, 445 miễn ship 3 quà, còn chị đẹp nào chốt đơn thì bình luận luôn nha. 445 miễn ship 3 quà, nhận hàng kiểm tra xong thanh toán mọi người ơi, ưng mẫu thì comment em chút đơn nha. Rồi bông xăng sale chị Tâm Như một đôi luôn nè, chị Bảo Trang một đôi chị ơi. Bảo hành 3 năm được kiểm tra được đeo thử chị đẹp ơi, được kiểm tra được đeo thử nha. Rồi còn chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin bình luận luôn nha. Đó, 3-5 ngày sau là nhận được sản phẩm đẹp rồi chị gái ơi. Đó, chị đẹp nào có em ưng mẫu thì comment em chút đơn nha. Rồi chị Trung lấy đôi nè, còn ai chốt không? Bông sale mọi người, 445 miễn ship nha. 445.000 đồng miễn ship bông khóa cài. 445.000 đồng miễn ship bông khóa cài mấy chị. Ai chốt đơn thì bình luận giùm em, cuối giờ cho mấy chị một mẫu xăng sale nè. Cho mấy chị một mẫu xăng sale ta nói ơi, giá ưu đãi cực kỳ luôn nha mọi người, cho mấy chị một mã xăng sale, giá ưu đãi cực kỳ luôn. Rồi bảo hành 3 năm kiểm tra xong thanh toán chị cục ơi, xăng sale mấy chị ơi. Đó, sale nha mọi người nha. Rồi ai chốt đơn báo em nha, bông sale đó mấy chị, 445 nha. Cuối giờ cho mấy chị mẫu ra một mẫu giá mềm á cho mấy chị đeo nha. Cuối giờ cho mấy chị mẫu giá mềm cho mấy chị đeo, 445 miễn ship nha mấy chị, 445.000 miễn ship. Rồi chị đẹp nào chốt đơn thì lên bình luận giùm em. 3-5 ngày nhận được hàng nha. Chị Trung ơi, em gửi đi chị cũ nha chị Trung ơi, em gửi đi chị cũ nha. Rồi còn chị đẹp nào chốt thì báo em nha, 445 miễn ship em chị cục ơi. Rồi còn nếu như các chị xem live không còn được tương tác nữa, em gái xin kết thúc live tại đây nha. Cảm ơn những tình thương yêu dấu của khách hàng, tất cả khách hàng đã dành cho em gái nha mọi người nha. Cảm ơn các chị gái rất là nhiều luôn. Và ngày nào em cũng live mọi người nha. Em live từ 6 giờ chiều tới 10 giờ tối mấy chị, đó là khung giờ live chính của bé Hoài nha. 6 giờ chiều tới 10 giờ tối hẹn gặp nhau tại đây. Đó, khung giờ live quen thuộc nha, 6 giờ chiều tới 10 giờ tối nha. Và hiện tại em gái hết giờ live rồi, các chị em gái xuống live nha. Chúc mấy chị gái của em có một buổi tối xem live thật là vui mọi người nha. Bye bye mọi người. Mai lên live xem tiếp nha mọi người ơi, em đợi nha. Thứ hai các chị gái chúc các chị ngủ ngon.